Chương 377 Trải qua liên tiếp dò hỏi, những người khác đại khái cũng rõ ràng là chuyện như thế nào, đừng nói thường xuyên trêu đùa hài tử tư không giác, chính là hôm nay vừa mới tới phút quận vương đều trầm mặt, hậu trạch dơ bẩn thủ đoạn bọn họ phần lớn biết, có thể nói mỗi nhà mỗi hộ hậu trạch đều có loại tình huống này, mỗi năm đều có không ít con vợ cả con vợ lại chịu khổ tai họa bất ngờ, có chút thậm chí còn không kịp sinh ra, đối bọn họ tới nói. Loại sự tình này sớm đã xuất hiện phổ biến, mỗi khi nghe. Được hoặc nhìn đến đều hưng không dậy nổi bao lớn đồng tình tâm, mà khi sự tình phát sinh ở bọn họ tán thành nhân thân thượng thời điểm, tình huống liền trở nên không giống nhau. Nguyên bản Lăng Kính Hiên còn cảm thấy chính mình xem nhẹ tàn kính người, ngày hôm qua đối phương mới ở vương phủ cho hắn hạ độc, hôm nay lại bắt tay duỗi đến vương phủ tới, liền hắn đều không có nghĩ vậy sao nhiều, nhưng hiện tại hắn cơ bản có thể khẳng định, sau lưng tàn kính người không ngừng một cái, Ám sát cùng ngày hôm qua cấp công nhiên cho hắn hạ độc hẳn là cùng cá nhân Bởi vì bọn họ lá gan đều giống nhau đại Mà lần trước cấp vương phủ đưa bàn tiệc cùng sấn bà vú trở về cấp bà vú Đưa độc canh gà khả năng lại là một khác bác người Bởi vì bọn họ thủ pháp tương đồng Càng chính xác nói Người này thủ pháp tương đương thấp kém Không có, như thế nào không có Lăng cô nương, toàn bộ người đều tới rồi sao Bà vú ở trong đám người tìm nửa ngày cũng không tìm được nàng người muốn tìm, trong lòng không khỏi càng luống cuốn, đôi tay gần như kích động bắt lấy lăng vân cánh tay, nước mắt không cần tiền dường như liên tiếp chảy xuôi. Nếu tìm không thấy người kia, vương phi liền sẽ hoài nghi hắn nói dối, mưu hại quận vương là muốn xét nhà diệt tộc, nàng chỉ là cái người thường gia nữ nhân, nhận không nổi như vậy sợ hãi. Lăng Vân liễm hạ mắt lặng lặng xem nàng trong chốc lát sau mới đẩy ra hắn trầm mặt hướng đi Lăng Kính Hiên, Vương Phi, Đích xác có cái nha hoàng không tới Nàng kêu tiểu liên Ngày thường đều ở trong đại sảnh hầu hạ Nô tỳ đã làm người đi tra xét nàng chỗ ở Bên trong cũng không ai Căn cứ chu quản sự từ người gác cổng nơi đó đều tới ký lục Ngày hôm qua chúng ta rời đi sau nàng liền ra phủ Cho tới bây giờ đều không có trở về Lúc trước lăng kính hiên không hỏi nàng cũng chưa kịp nói Cái này tiểu liên là vương phủ nguyên lai nha hoàng Thoạt nhìn thực thành thật lúc trước sẽ dùng nàng là bởi vì nàng cần mẫn thành thật không nhiều lắm lời nói, không nghĩ tới. Chẳng lẽ chính là cái này tiểu liên? Hẳn là chính là nàng, chỉ sợ nàng đã không về được. Lăng kính hiên cười lạnh, dương tay chiêu quá chờ ở một bên nghiêm dực, lần trước ta làm ngươi ký lục đồ vật nhưng có ký lục hảo. Những người đó thật đúng là cho là chết không thành. Hắn nếu dám yên tâm lớn mật đưa bọn họ nhãn tuyến lưu tại vương phủ, tự nhiên liền sớm có chuẩn bị, cái này tiểu liên ngày thường muốn ở trong sân hầu hạ cũng không có khả năng ba ngày hai đầu ra ngoài vương phủ khẳng định có cùng nạn chấp đầu người hắn liền không tin bọn họ tất cả đều có thể cho diệt khẩu là trừ bỏ nội viện lăng cô nương chờ vương phi từ lăng gia thôn mang đến người mặt khác hạ nhân bao gồm hoa quận vương phi người bọn họ mỗi ngày cùng người nào tiếp xúc quá tất cả đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục vương phi thỉnh xem đây là cái kia tiểu liên ký lục sớm có chuẩn bị nghiêm dực lấy ra một quyển thật dày quyển sách đưa đến trước mặt hắn nghe được hắn nói gì đó người tất cả đều nhìn không được trừng lớn mắt lăng kính hiên là thần sao như thế nào liền loại chuyện này đều có thể trước tiên dự bị còn có cái gì là hắn không thể tưởng được tiết vũ dương phúc quận vương đám người càng là âm thầm may mắn bọn họ là lăng kính hiên bằng hữu mà không phải địch nhân nếu không cùng hắn đối nghịch nói kết cục chỉ sợ sẽ thực thảm đi Lăng Kính Hiên tiếp nhận quyển sách tùy tay lật xem, cơ hồ đọc nhanh như gió nhìn mặt trên văn tự, một ít tương đối đặc thù đều lặng lẽ nhớ xuống dưới, kỳ thật hắn sở dĩ sẽ như vậy dự phòng, hoàn toàn là bị kiếp trước điện tử mắt dẫn dắt, hơn nữa bọn họ người một nhà đều tụ tập tại tiền viện, ảnh vệ tương đối tập trung, sử dụng hạ nhân cũng không nhiều lắm, theo dõi ký lục cũng không phải thực phiền toái, nếu thật toàn bộ vương phủ đều lợi dụng lên. Phương pháp này liền vô dụng, bởi vì bọn họ không có như vậy nhiều ảnh vệ có thể phủ kín toàn bộ vương phủ à người còn không ít đi đem mấy người này mang đến thuận tiện đem bọn họ ra phủ phân biệt đều với ai tiếp xúc quá hoặc là đi đâu cái trong phủ ký lục toàn bộ cho ta tìm ra ta đảo muốn nhìn đến tột cùng ai to gan như vậy dám lặp đi lặp lại nhiều lần khinh đến ta thịnh thân vương phủ tới thực mau liền xem xong rồi quyển sách lăng kính hiên móc ra bút thang ở giao diện thượng viết xuống mấy cái tên đúng vậy Nghiêm dực sắc mặt cũng không phải rất đẹp Theo tiếng liền cầm quyển sách lui đi ra ngoài Lăng kính hiên ngoắt ngoắt tay chiêu quá lăng vân Đi, làm lôi đình chiến đội toàn bộ võ trang lại đây Chờ lát nữa bổn phi muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi dạo Hôm nay mặc kệ là ai Liền tính là hoàng đế hoàng cung Hắn đều phải cho hắn trực tiếp quanh Đúng vậy Ai biết hắn cái gọi là đi dạo Nhưng không ngừng thật sự đi dạo đơn giản như vậy Bất quá không có bất luận kẻ nào cảm thấy có gì không đúng ngược lại một đám đều xoa tay hầm hè lăng vân rời đi sau lăng kính hiên mắt lạnh đảo qua ngón tay nhanh chóng chỉ quá mấy cái quỳ trên mặt đất trung bần bật hạ nhân chu quản sự đem bọn họ toàn bộ an bài đến khác sân đi không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa trong lòng vô quỷ làm sao cần sợ hãi vương phủ mặt khác địa phương không sao cả hắn này chính viện nhi không cần người khác nhãn tuyến đương nhiên hắn cũng sẽ không giết bọn họ càng sẽ không dám bọn họ đi, lưu trữ bọn họ hắn mới có cơ hội tìm ra càng nhiều rắp tâm cự trắc người, liền đằng mang dưa hoàn toàn giải quyết bọn họ. Đúng vậy. Chu quản sự cũng là nhân tinh nhi, sao lại không biết hắn dụng ý, những cái đó bị tống cổ hại nhân tự nhiên không dám có ý kiến, lần lượt đi theo chu quản sự đi ra ngoài. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi không có làm thực xin lỗi vương phủ sự tình, bổn phi liền sẽ không bạc đại các ngươi, càng sẽ không tùy tiện giận chó đánh mèo, tương phản các ngươi đều thấy được viện này nơi nơi đều là ảnh vệ các ngươi nhất cử nhất động đều ở bọn họ theo dõi dưới nếu ai làm ra cái gì thực xin lỗi vương phủ sự tình tới vậy không chỉ là chết đơn giản như vậy không gõ gõ bọn họ bọn họ chỉ sợ cũng quên ai mới là vương phủ chủ tử đúng vậy bọn hạ nhân động tác nhất trí cho hắn dập đầu lăng kính hiên nguyên bản còn tưởng nói hai câu lại thấy bưng khay triệu sơn cùng đại bao tử thiết qua tử cùng nhau mang theo tiểu hắc lan cha đã đi tới lần đầu tiên nhìn đến như thế thật lớn thành niên cự lan phúc quận vương thiếu chút nữa thất thố kêu ra tới thấy mọi người giống như đều thấy nhiều không trách tư cập trên phố truyền lưu vương phủ dưỡng mấy đầu lan sự tình phúc quận vương lại không cắm mãn đầu hắc tuyến đỉnh đỉnh ngực này lão cửu tức phụ nhi hứng thú có thể hay không quá kia gì hung mảnh một chút cha chúng ta đã mang theo lan cha cùng tiểu hát ra quá toàn bộ sân, không có bất luận cái gì dị thường, cha, đệ đệ hảo sao? Nói còn chưa dứt lời đâu, đại bao tử liền đi hướng ông hài tử Long Trương Thị, thấy đệ đệ ngoan ngoãn nằm ở chủ vị thượng ngủ, mấy cái bánh bao tất cả đều nhìn không được khoa trương thở ra một hơi, lang kính hiên tiếp nhận triệu sơn trên tay chén thuốc đi qua đi, uống thuốc liền không có việc gì. Ân. Đại bao tử gật gật đầu, chủ động tiếp nhận chén thuốc, quấy thì nhẹ nhàng hướng nước thuốc thổi khí, sợ chờ lát nữa sẽ năng hắn đệ đệ. Lăng kính hiên tắt ngồi qua đi đem tiểu đoàn tử bế lên tới, chọc chọc hắn gương mặt đánh thức hắn lúc sau cười sủng nịch hống nói, ngoan, chúng ta uống thuốc trước đã, ăn xong rồi làm long tẩu uy ngươi uống sữa bò được không? Vừa rồi không phải không ăn no sao? Cũng không biết tiểu đoàn tử là bị hắn đánh thức không kiên nhẫn, vẫn là thật nghe hiểu hắn nói, vừa nghe muốn uống dược, miệng nhỏ lập tức liền bẹp đi xuống, cùng hắn giống nhau như đúc đơn phượng nhãn nháy mắt tụ tập nước mắt một bộ tùy thời đều sẽ khóc cho hắn xem ủy khuất bộ dáng lăng kính hiên bất đắc dĩ ném cho đại bao tử một ánh mắt ý bảo hắn trực tiếp uy cha tiểu đoàn tử sợ khổ không có ăn ngon thuốc viên sao đại bao tử đau lòng đệ đệ khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn múc dược thì như thế nào cũng đưa không ra đi tiểu đoàn tử còn nhỏ thuốc viên dược tính quá nặng hắn chịu không nổi nhanh lên đi uống một lần thì tốt rồi Chịu không nổi cái này để khống Lăng kính hiên bất đắc dĩ giải thích Đại bao tử chần chờ một lát sau buông thì sờ sờ đệ đệ mặt Nếu như thế Tiểu đoàn tử ngươi liền nhẫn nhẫn Ăn dược đại ca cho ngươi ăn đường Ngoan ngoãn a. À. Tiểu đoàn tử ngoan Sinh ca ca cũng sẽ cho ngươi đường ăn Chớ sợ chớ sợ Phụ phi nói Thuốc đắng giả tật Uống thuốc thân thể của ngươi mới có thể hảo Giống ta Không Giống văn ca ca giống nhau hảo Tiểu đoàn tử ngoan Ngươi dược không khổ, sau kình ca ca khá hơn nhiều, chúng ta ngoan ngoãn uống xong đi nha. Thấy thế, thiết qua tử cùng nghiêm thượng kình cũng lần lượt noi theo, chờ bọn họ lần lượt từng cái an ủi hảo tiểu đoàn tử lúc sau, lăng văn mới lại lần nữa cầm lấy thì chuẩn bị uy dược. Ông hài tử lăng kính hiên thiếu chút nữa không trực tiếp tiếp nhận chén thuốc như là ở phòng làm việc như vậy nhéo hài tử cái mũi rót hết. Giống như tiểu đoàn tử có mấy cái đệ khống ca ca cũng không phải gì chuyện tốt nhi a à. May mắn tiểu bao tử không ở, bằng không lấy hắn tính tình. Phỏng chừng làm ầm ý đến lợi. Hại hơn. Hoa hoa hoa. Bang, trang dược thì mới đưa đến tiểu đoàn tử bên miệng, kinh thiên động địa tiếng khóc liền bỗng nhiên vang lên, lăng văn trong tay thì tức khắc rơi trên mặt đất, nếu không phải bên cạnh triệu sơn nhanh tay lẻ mắt, phỏng chừng chén thuốc đều phải cùng nhau đánh nghiêng. Tiểu gia hỏa không ngừng khóc thúc thiết, còn liên tiếp mấp máy vì đô đô tiểu thân thể, sức lực đại đến thiếu chút nữa tránh thoát lăng kính hiên kiềm chế đệ đệ. Ô ô. Mấy cái tiểu bao tử tất cả đều chân tay lúng cuốn nhìn phản ứng kịch liệt tiểu đoàn tử, liền lan cha cùng tiểu hắc đều chen qua đi đối với lăng kính hiên tru lên vài tiếng, lăng kính hiên nhìn không được đầy mặt đen nhánh, đơn giản kẹp lấy tiểu đoàn tử loạn nhảy cẳng chân nhi, một bàn tay bắt lấy cánh tay hắn, một bàn tay nhẹ nhàng nắm mũi hắn, sơn tử, quy dược. Ôn nhu thủ đoạn rõ ràng không thể làm hắn hảo hảo uống thuốc đi, chỉ có thể áp dụng loại này kịch liệt thủ đoạn, nếu không bọn họ chính là lăn lộn đến sáng mai cũng uy không đi xuống. Ân, hảo. Triệu Sơn cũng là học y, còn sót lại độc tố dừng lại ở hài tử trong cơ thể càng lâu càng phiền toái đạo lý hắn vẫn là hiểu, không có biện pháp, Triệu Sơn đành phải một lần nữa cầm lấy một chi thìa, cố nén đau lòng đem dược một muỗng muỗng đưa vào tiểu đoàn tử trong miệng, mỗi lần bị rót hạ dược nghĩ xả hơi không đương, tiểu đoàn tử đều sẽ gào khóc, đáng tiếc chính là, không chờ hắn khóc xong, cái mũi nhỏ lại bị nắm, một khát muốn dược lại bị rót tiếng trong miệng. Sơn tử ca ngươi chậm một chút, cha ngươi niết nhẹ điểm, đừng niết hư tiểu đoàn tử cái mũi. Cha nuôi, tiểu đoàn tử khó chịu, chúng ta có thể thiếu uy điểm sao? Ô ô! Đệ đệ đừng khóc. Lăng thúc, còn có bao nhiêu dược a, à? để đệ đệ? Ba bánh bao ở một bên xem đến nước mắt chảy ròng, tâm đều đau lòng muốn chết. Lan cha cùng tiểu hắc cũng là ô ô kêu to, toàn bộ đại sảnh đang xen đủ loại thanh âm trong đó lớn nhất khẳng định chính là tiểu đoàn tử tiếng khóc, không biết người không chừng cho rằng bọn họ sát hài tử đâu, này động tĩnh thật sự không phải giống nhau đại. Hảo, uy xong rồi. Đỉnh áp lực cực lớn uy xong rồi dược, triệu sơn khoa trương phun ra một ngụm trọc khí, học y cũng đã hơn một năm, vừa rồi không thể nghi ngờ là hắn cảm thấy nhất khó khăn trải qua. Hảo hảo không khóc, dược đã ăn xong rồi, chúng ta chờ lát nữa liền uống sữa bò được không? Ngoan a, à, Cha tiểu đoàn tử nhất ngoan, không khóc không khóc. Lăng Kính Hiên nghe vậy cũng lỏng một ngùng, chạy nhanh ông hài tử đứng lên nhẹ nhàng chụp vỗ về hắn phía sau lưng, thẳng đến nghe được khục khịt trung đánh cách thanh mới đưa hài tử giao cho Long Trương Thị Uy nải, mấy cái đi theo cùng nhau khóc tiểu bao tử lung tung mặt lau nước mắt, chạy nhanh một tổ ông vây công qua đi, thật là đau lòng chết bọn họ, đệ đệ hảo đáng thương. Nghiêm dực động tác vẫn là thực mau, Lăng Kính Hiên cấp hài tử uy xong dược đồng thời, mấy cái hạ nhân cũng bị ném ở hắn trước mặt dùng mong tưởng cũng biết chính là bọn họ cùng tiểu liên nội ứng ngoại hợp làm ra chuyện này đừng nói là tư không giác đám người chính là quỳ gối trong đại sảnh mặt khác hạ nhân đều nhìn không được hung hăng trừng mắt bọn họ nếu không phải bọn họ bọn họ làm sao đến nỗi quỳ gối nơi này dọa cái chết khiếp sơn tử cấp bà vú khai phục thanh độc dược ở nàng trong cơ thể độc không thanh trừ sạch sẽ phía trước tạm thời cấp hài tử uy sữa bò quét liếc mắt một cái phẫn hận bà vú lăng kính hiên vừa nói vừa đi đến cái bàn bên ngồi xuống không phải không nghĩ tới đổi bà vú nhưng thay đổi lại như thế nào ai có thể bảo đảm tiếp theo cái chính là tốt liền sẽ không bị nhân thiết kế cái này bà vú là đại ý một chút cũng may không có gì ý xấu cũng là thật đau hài tử nhiều cho nàng một lần quan hệ cũng không gì nói nữa hắn chỉ tính toán làm hài tử ăn 10 tháng mẫu nải 10 tháng sau liền phải cho hắn cai sữa tìm tân bà vú quá phiền toái đa tạ vương phi đa tạ vương phi bà vú nghe vậy vội không ngừng khóc lóc cho hắn dập đầu hắn còn nguyện ý dùng nàng liền đại biểu hắn tin tưởng nàng về sau nàng nhất định sẽ càng thêm cẩn thận không bao giờ sẽ làm người khác mượn tay nàng tới mưu hại tiểu quận vương cùng sơn tử đi xuống đi về sau ngươi thức ăn muốn đặc biệt chú ý mặc kệ có hay không ra phủ mỗi cách ba ngày liền đi tìm y đồng cho ngươi bắt mạch xác định không thành vấn đề mới bú sữa tiểu đoàn tử, lần này sự tình bổn phi sẽ một tra được đế, đến lúc đó vũ phủ khẳng định cũng sẽ có việc này kỷ lục, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo chiếu cố tiểu quận vương, vũ phủ bên kia bổn phi sẽ tự giúp ngươi xử lý tốt. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì ô danh. Những người này đều là vũ phủ bồi dưỡng ra tới, xảy ra vấn đề vũ phủ cũng muốn gánh vác trách nhiệm, nếu hắn không tính toán thường dùng nàng, sẽ tự giúp hắn bãi bình vũ phủ, không đến mức làm nạn về sau không có nơi đi. Là, đa tạ vương phi. Bà Vú đứng lên lại cho hắn cúc cái cung, lúc này mới cùng Triệu Sơn cùng nhau rời đi đại sảnh, lăng kính hiên mắt lạnh đảo qua quỳ trên mặt đất trung bần bật vài người, dương tay vung lên, những người khác nên làm gì làm gì đi, nghiêm dực. Trong lúc này nhưng có người ý đồ ra phủ, được đến đặt xá lệnh, quỳ trên mặt đất bọn hạ nhân lục tục đứng lên rời đi. Không có, Mấy người này tất cả đều là hậu viện nhi thô sử hạ nhân, không có tiểu liên thông báo, bọn họ còn không biết chính viện đã xảy ra sự tình gì. Nghiêm dực khổ trên mặt trước, vương gia lúc này mới vừa đi liền phát sinh loại chuyện này, chờ vương gia trở về, phi bóc bọn họ ra không thể. Phải không? Bọn họ chính là một đám người, ngày thường ra phủ đều cùng người nào tiếp xúc. Lại hoặc là đi ai trong phủ. Cơm cũng chưa ăn no liền bận việc ban ngày, Lăng Kính Hiên tùy tay bưng lên trên bàn nước trà trót một ngụm, đêm nay phỏng chừng còn có đến lăn lộn, bất quá nếu hắn ngủ không được, nào đó người cũng liền càng đừng nghỉ ngủ. Bọn họ mỗi lần đi đều là cùng cái địa phương, tân nhiệm thuộc phi nhà mẹ đẻ trương gia, cũng chính là tam hoàng tử nhà ngoại. Ngày hôm qua tiêu thị bị phế lúc sau, dư lại tam phi đều thuận thế thăng vị phân, tam hoàng tử mẫu phi nguyên lai là đức phi, hiện tại đã là thuộc phi, tần đức phi sở vân hàng còn không có dùng định đoạt xuống dưới. Trương gia a, à. Cái kia trương đại phu người ngày hôm qua giống như còn nhục nhã hắn tới, trương gia lão phu nhân càng là từ đầu tới đuôi đều cao cao bưng, một bộ khinh thường cùng bọn họ làm bạn bộ dáng, hắn còn tưởng rằng các nàng thật sự như vậy cao quý đâu, nguyên lai like cũng bất quá là trọng cấp hạng người, hẹp dài mê người đơn phượng nhãn mỉm cười quét liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất phát trung mấy người, giống như xếp vào tiếng vào người còn không ít, thật khi bọn hắn là chết, nếu như thế. Hắn liền sống. Một hồi cho bọn hắn nhìn xem hảo. Các ngươi nhưng nhận tội. Vương Phi oan uổng a, à, bọn nô tài chính là trước kia cùng tiểu liên cô nương nhận thức, ngày thường nghĩ tạm thời điểm lưu hai câu mà thôi, đến nỗi nô tài ra phủ đi trương gia liền càng oan uổng. nô tài đồng hương vừa lúc ở trương gia làm việc, nô tài là đi tìm hắn. Một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam nhân bỗng nhiên nhảy ra kêu oan, những người khác phản phất là thấy được hy vọng, cũng ngẩng đầu chờ đợi nhìn hắn, Lăng Kính Hiên không cấm cười lạnh, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, loại này hống tiểu hài nhi kỹ xảo cũng dám bắt được bổn phi trước mặt tới khoe khoang. Vương Phi không tin nói đại có thể phái người đi trương gia tra, nô đồ tài đồng hương kêu vượng phúc. Vừa thấy chính là ngậm nô, mồm mép đủ xảo quyệt, có lẽ nhân tâm còn đem Lăng Kính Hiên đương bình thường nông phu, căn bản không đem hắn đặt ở đáy mắt đi. Mồm mép nhưng thật ra nhanh nhẹn, không biết ngươi có thể nhanh nhẹn đến bao lâu đâu giọng nói rơi xuống tay phải nhẹ nhàng bắn ra một tầng vô sắc vô vị bột phấn phi tán đi ra ngoài ánh mắt nhi không người tốt căn bản nhìn không tới nô tài không dám vương phi ngươi là chủ ngạch ngô đau quá ngậm nô còn tưởng cùng hắn xính mồng mép nhưng lời nói còn chưa nói xong sắc mặt liền thay đổi cả người thống khổ ngã trên mặt đất còn lại mấy người thấy thế tất cả đều hoảng sợ trừng lớn mắt a à, a à, đau ngã trên mặt đất nô tài thống khổ bóp chặt chính mình cổ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đứt quãng vang lên không bao lâu bảy khổng chậm rãi chảy ra máu tươi còn thừa mấy người sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu lăng kính hiên đứng dậy ngồi sống hắn trước mặt vươn ra ngón tay dính điểm máu tươi ngay sau đó lại ghét bỏ bôi trên trên người hắn liễm hạ mắt gần như nhìn xuống điệp kiến giống nhau nhìn xuống hắn có câu nói ngươi nói đúng bổn phi là chủ tử chủ tử muốn nô tài mệnh còn cần lý do một cái nô tài còn tưởng cùng hắn xính mồng mép là hắn quá đánh giá cao chính mình vẫn là quá khinh thường hắn. Mặc dù hắn trước nay đều không có cái gì giai cấp quan niệm, cùng hắn đấu võ mồm hắn cũng sẽ cảm thấy hạ giá nhi, dù sao nô tài vài cái đâu, khẩu cung hắn chỉ cần một phần nhi là đủ rồi. Ô, tha tha mạng. Vương Phi tha. Mệnh. Rốt cuộc biết sợ hãi, cuồng tròn trên mặt đất dãy dụ nam nhân đáy mắt chảy ra huyết lệ, máu tươi không ngừng từ hắn bảy khổng giữa dòng ra tới, Bên cạnh vài người đều có thể ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, đặc biệt là xem hắn càng ngày càng thống khổ, mặt khác mấy cái nô tài lá gan đều phải dọa phá, mà lúc này, Lăng Kính Hiên chẳng những không có bất luận cái gì mềm lòng ý tứ, ngược lại đứng lên đi rồi trở về. Tư không giác đám người mãn nhãn trào phúng nhìn bọn họ, cùng Kính Hiên xính mồm mép, hắn không phải tìm chết sao? Đổi làm ngày thường Kính Hiên tâm tình hảo khả năng còn phản ứng bọn họ hai câu, hôm nay đừng nhìn hắn mặt ngoài không có gì biến hóa. Trong lòng không chừng nhiều phẫn nộ đâu, liền bọn họ nhìn đến tiểu đoàn tử bị tội đều đau lòng đến cùng cái gì dường như, huống chi hắn cái này thân cha, hôm nay phỏng chừng nào đó người đừng nghĩ hảo quá. A à Phốc. Nam nhân kêu thảm thiết đột nhiên cất cao, một ngụm máu tươi phun tới, cả người cứng đờ run rẩy vài cái, cuối cùng trừng lớn mắt đình chỉ hết thảy động tác cùng rên rỉ, trong đại sảnh cũng tùy theo an tĩnh lại, không cần xem cũng biết, người kia hẳn là đã chết. Kéo xuống đi. Đúng vậy. Chu quản sự vung tay lên, mấy cái thô sử hạ nhân tay chân lanh lẹ đem năm nhân thi thể kéo đi ra ngoài, lăng kính hiên tầm mắt chậm rãi đảo qua dư lại bốn người, môi mỏng gần như tàn nhẫn mấp máy, kế tiếp nên ai? Nghĩ kỹ lại trả lời, bổn phi không như vậy tốt nhẫn nại cùng các ngươi chậm rãi khu môi múa mép. Nghe tự mềm nhẹ thanh âm, trong đó lại hỗn loạn không dung sai biện sát ý, bốn người mảnh không đinh một cái giật mình, phía sau tiếp trước bò lên trên trước. Vương Phi tha mạng, nô tài nói thực ra, nô tài là 7 năm trước bị trương gia phái đến vương phủ tới, trương đại nhân làm nô tài chú ý vương phủ hướng đi, có cái gì dị trạng liền tùy thời hướng hắn hội báo. Nô tài là 6 năm đi tới tới. Nô tài trước đó không lâu mới tiến vào, chính là kinh thành thịnh truyền vương phi phải về tới thời điểm, trương đại nhân nói. Nói không thể lưu vương gia con nối giỏi, làm nô tài cùng tiểu liên tìm cơ hội lòng chết thế tử cùng tiểu quận vương nhóm nô no tài. Làm cho bọn họ như vậy một dọa, bốn người phía sau tiếp trước công đạo chính mình nhiệm vụ, lăng kính hiên khóe miệng cười lạnh chậm rãi biến mất, không thể lưu vương gia con nối giỏi. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng, thịnh duệ không có con nối giỏi, ngôi vị hoàng đế là có thể đến phiên nhà bọn họ tam hoàng tử. Hừ, nếu như thế, hắn liền diệt trừ bọn họ. Nghiêm dực, làm cho bọn họ ký tên, cẩn thận coi chừng bọn họ, nếu ai đã chết, bổn phi vì ngươi là hỏi đột nhiên đứng lên lăng kính hiên đầy mặt tiêu sát lang cha không biết khi nào đi vào hắn bên cạnh xanh mượt hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn ý tứ đã thực rõ ràng lăng kính hiên duỗi tay sờ sờ đầu của nó lão lan chúng ta cùng đi bưng trương gia dám đánh con của hắn chủ ý hắn không ngừng nội dung chính hắn ngày mai hắn còn muốn đích thân đi trên triều đình hoàn toàn phá hủy bọn họ sở hữu hy vọng ngao ô lan cha ngửa đầu một tiếng sói tru mặc dù là sớm thành thói quen người cũng nhìn không được trung trung thân mình nghiêm dực càng là trực tiếp làm người đem bốn cái nô tài trói gô mang theo đi xuống vương phi bừng trương gia không hảo đi đừng nhìn hắn nói như vậy nhà trên mặt rõ ràng lập loè chờ mong lăng kính hiên tức giận hoành hắn liếc mắt một cái hắn đều dám hại ta nhi tử còn có cái gì không tốt còn không phải là sợ thuộc phi tìm hoàng đế khóc lóc kể lễ quần thần thảo phạt hắn sao một cái không có nhà mẹ đẻ phi tần muốn chỉnh chết nàng so lộng chết một con con kiến còn dễ dàng, cái nào đại thần dám thảo phạt hắn, hắn liền lộng bao độc dược đi cho hắn đích trưởng tử ăn, xem hắn đã chết nhi tử sau còn có thể hay không lý trí, hai tử là hắn điểm máu chốt, bọn họ nếu dẫm tới rồi hắn điểm máu chốt, cũng đừng trách hắn không khách khí, cho dù là hoàng đế nói ra nói vào, hắn cũng không ngại đưa hắn mấy cái nhi tử thượng tây thiên. Chỉ cần bọn họ có thể tâm bình khí hòa tiếp. Thu, hắn liền nguyện ý tiếp thu bọn họ chỉ trích Phốc phốc phốc. Không bao lâu, đại sảnh ngoại truyện tới đều nhịp tiếng bước chân, mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng chuyển đi ra ngoài, chỉ thấy ăn mặc áo ngụy trang, trong tay ông mini súng trường, mỗi đêm súng trường thượng đều thượng giao găm đội ngũ huấn luyện có tố chạy tới, theo chân bọn họ cùng nhau còn có thở hổn hển lăng vân, nhận ra bọn họ thân phận tiết vũ dương không cấm đồng tử co rụt lại, bọn họ thật là hắn trước đó không lâu mới từ thiên lao mang ra tới đám kia người. Ngắn ngủn một tháng công phu mà thôi, hắn rốt cuộc là như thế nào huấn luyện bọn họ nhìn bọn họ một đám dáng người hùng tráng ít nhất sau một tháng trước lớn một cái hào tinh thần càng là phấn khởi chấn hưng nghiễm nhiên đã là bất đồng một đám người còn có bọn họ trên tay vũ khí kia lại là cái gì vương phủ thường xuyên vang lên thanh âm chính là cái kia vũ khí phát ra tới lôi đình chiến đội toàn viên tập hợp xong thỉnh chủ tử phân công nhiệm vụ làm đội trưởng tần một ngôn ông thương hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến thoải mái nại ma da trâu dày đi ở trên mặt đất chạm vào vang hiện đại hóa áo ngụy trang càng là làm hắn tinh thần tăng gấp bội trừ bỏ kia đầu kim quan cố định tốt tóc lóa mắt vừa thấy thật là có điểm hiện đại quân nhân cảm giác theo chân bọn họ cùng nhau chạy tới lăng vân đầy mặt đỏ bừng chạy đến lăng kính hiên phía sau đừng trách nàng quá không phóng khoáng nàng rốt cuộc vẫn là không xuất giá đại khuê nữ cùng một đám nam nhân cùng nhau lại đây không xấu hổ mới kỳ quái vũ khí trang bị đều mang tề sao. Lăng Kính Hiên đứng lên đi qua đi, tầm mắt ở hắn trên người quét quét, trừ bỏ trong tay súng trường, đã tốt nhất dao găm, hắn trên eo còn treo vài cái tràn đầy băng đạn, sau lưng hành quân bao cũng là phình phình, không khó tưởng tượng bên trong cái gì, ở hắn trên đùi còn bị trói tay dùng dao găm, chuẩn bị nhưng thật ra rất nguyên vẹn. Đúng vậy, chủ tử. Tần một ngôn phấn khởi trống to, thương pháp luyện hảo lúc sau, bọn họ đã sớm chờ đến không kiên nhẫn vừa nghe có nhiệm vụ lập tức liền tắt tràn đầy một bao viên đạn chạy tới chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng bọn họ lập tức là có thể bình định hắn ngón tay hết thảy sinh vật hảo chu quản sự bị xe là biết vương phi lần này là động thật nổi giận chu quản sự cũng không dám khuyên can lăng kính hiên dương giọng nói đi cửa chờ bổn phi lập tức liền tới là Tần mục ngôn cơ bản là một cái khẩu lệnh một động tác, hoàn toàn nhìn không tới lúc trước ở thiên lao kiệt ngạo khó thuần, bất quá, cả người giả tính không thể nghi ngờ càng sâu. Kính hiên, ngươi thật tính toán diệt trương thị nhất tộc. Tư không giác khóe miệng run rẩy nhìn đám kia tiểu bộ đội, không hề có hoài nghi bọn họ sức chiến đấu, lăng kính hiên xoay người liếc xéo hắn liếc mắt một cái, trương gia diệt tộc là chuyện sớm hay muộn nhi, bất quá bọn họ còn không xứng làm ta tự mình động thủ, Ta bất quá là trước đánh xung phong, thuận tiện giết gà dọa khỉ, cấp những cái đó ngon ngoe ruột trịch đại gia tộc vài phần nhan sắc nhìn xem thôi. Lăng Kính Hiên vừa nói vừa chuyển hướng nội viện, hắn cũng yêu cầu đổi thân quần áo. Cha, ta cùng ngươi cùng đi. Lăng Văn bỗng chốc lắc mình che ở bọn họ trước mặt, tròn xoe mắt to kiên định bướng bỉnh nhìn hắn, hắn biết cha là muốn đi tìm hại đệ đệ người báo thù, hắn cũng phải đi, ai cũng không thể hại hắn đệ đệ. Ngươi xác định. Ta nếu đều tự thân xuất mã Trường hợp khẳng định không phải là tiểu đánh tiểu nháo Tuy rằng theo ta cá nhân tới nói Các ngươi sớm một chút trông thấy việc đời cũng là chuyện tốt Nhưng ngươi tuổi tác rốt cuộc thượng ấu Quá nhiều máu tanh ngươi sẽ chịu không nổi Liễm hạ mắt đối thượng nhi tử hai mắt Lăng kính hiên nghiêm túc nói Chỉ có trải qua mới có thể trưởng thành Nơi này không phải lăng gia thôn Một mặt bảo hộ chỉ biết hại chết bọn họ Có thể nói Hắn đương nhiên là hy vọng bọn họ có thể trải qua càng nhiều trở nên càng cường nhưng đơn thuần làm một cái phụ thân hắn lại mâu thuẫn không nghĩ làm hắn tham gia quá nhiều rốt cuộc hắn tuổi tác thật là quá nhỏ một chút không gì chịu không nổi cha có thể ta liền có thể bọn họ hại đệ đệ chính là hại ta ta không thể làm đệ đệ bạch bị tội tiểu thân thể nhi hơi hơi một đỉnh lăng văn càng thêm kiên định đã trải qua nhiều như vậy rất nhiều chuyện tuy rằng nói rõ nhưng hắn trong lòng là phi thường rõ ràng tóm lại một câu bọn họ chính là không thể làm người khi dễ đi. Thành, cùng ta đi thay quần áo, tiểu hắc cũng cùng chúng ta cùng đi. Như vậy nhi tử hắn cự tuyệt không được, lăng kính hiên nắm hắn cùng nhau chuyển tiếng nội viện, đáng tiếc chính là, bước chân mới vừa bước ra đi, thiết qua tử lại che ở trước mặt hắn, lăng kính hiên bất đắc dĩ đỡ trán ngồi xổm xuống thân sủng nịch vuốt đầu của hắn nói, thiết qua tử, cha nuôi biết ngươi cũng tưởng tự mình cấp đệ để báo thù, nhưng tiểu văn có tiểu hắc bảo hộ, Đại hắc bị thương tạm thời không có biện pháp bảo hộ ngươi, Viên Viên cũng cũng là hùng. Sức chiến đấu cũng rất mạnh, bất quá. Chúng nó rốt cuộc còn nhỏ, chờ lát nữa trường hợp khẳng định thực hỗn loạn, vạn nhất cha nuôi không cố thượng ngươi làm sao bây giờ? Hôm nay ngươi liền tạm thời đừng đi, lưu tại trong nhà chờ chúng ta tin tức tốt hảo sao? Nói nữa, cha nuôi cùng Tiểu Văn đều đi rồi, ngươi chính là cái này gia duy nhất chủ nhân, thay thế cha nuôi bảo vệ cho vương phủ cũng là ngươi trách nhiệm đáp ứng cha nuôi hảo sao, ở chúng ta trở về phía trước, giúp chúng ta bảo vệ cho vương phủ, bảo vệ tốt đệ đệ. Cho tới nay hắn đều lấy thiết qua tử đương thân nhi tử giống nhau đối đãi nhưng hắn rốt cuộc không phải con hắn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn không có biện pháp cùng triệu hàng phu phu công đạo, hơn nữa, hắn hai cái đại nhi tử chú định là muốn giảo nhập nước đục trung. Bọn họ thơ ấu ở bọn họ quyết định tới kinh thành thời điểm không sai biệt lắm liền kết thúc một nửa, có thể nói, Ít nhất hắn hy vọng thiết qua tử có thể ở bọn họ dưới sự bảo vệ tận khả năng hưởng thụ thơ ấu tốt đẹp thời gian, mặc. Dù, với hắn mà nói, loại này thời gian đã không nhiều lắm. Hảo, thiết qua tử nhất định sẽ cùng viên viên cũng cũng cùng nhau bảo hộ đệ đệ. Quỷ khuất xem hắn nhìn nhìn lại lăng văn, thiết qua tử chung quy vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, lăng kính hiên cuối người hôn, hôn hôn hắn gương mặt, cảm ơn, cha nuôi cũng sẽ thay thế ngươi cùng nhau giúp tiểu đoàn tử báo thù. Nói xong, phụ tử hai người vào nội viện, thiết qua tử nghĩ nghĩ cũng theo đi vào, chờ lăng kính hiên hai cha con đổi hảo quần áo ra tới thời điểm, thiết qua tử đã mang theo viên viên cổn cổn bảo hộ ở tiểu đoàn tử trước người, ở trong tay của hắn còn cầm nghiêm thịnh duệ lúc trước từ biên quan cho bọn hắn mang về tới tiểu bội kiếm, tư thế nhưng thật ra chuẩn bị đến 10 phần. Lăng kính hiên phụ tử hai người tất cả đều thay cùng lôi đình chiến đội giống nhau áo ngụy trang, lúc trước làm tú phòng cấp lôi đình chiến đội làm quần áo thời điểm, lăng kính hiên chỉ là nghĩ lo trước khỏi họa vạn nhất ngày nào đó cùng nghiêm thịnh duệ đi quân doanh cũng có thể dùng được với không nghĩ tới lại là dưới tình huống như vậy mặc vào mà lăng văn bọn họ quần áo còn lại là bọn họ ở nhìn đến hắn vẽ bản vẽ thời điểm liền yêu cầu bọn họ cũng muốn trừ bỏ quần áo da trâu dày lăng văn trên lưng còn cổng đặc chế tiểu cung nỏ cùng cung tiễn trong tay cũng cầm tiểu bội kiếm anh tư táp sản bộ gián đảo thực sự có điểm tiểu tướng quân bộ tịch kính hiên ta và các ngươi cùng đi. Tư không giác soát một tiếng rút ra cũng không rời khỏi người roi, búp bê sứ trắng nõn gương mặt che kín sát khí, kính hiên nhi tử chính là con hắn, dám động tiểu đoàn tử, xem hắn triệu bất tử bọn họ. Không, ngươi lưu lại giúp ta giữ nhà, khiếu hoa, phúc quận vương, các ngươi cũng là, đừng quên trong nhà còn có hài tử, khiếu thanh yêu cầu người chiếu cố, thường kinh thuốc tắm cũng không thể đoạn. Lăng kính hiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn yêu cầu, chuyện này khẳng định sẽ nháo đại, hắn dù sao cũng là Tây Quốc Tam Hoàng tử, cũng đi vào không thích hợp, mão thân vương phủ như nghiêm thịnh duệ đoán trước như vậy, cũng không có cho thấy thái độ, nghiêm khiếu hoa tự nhiên cũng không thích hợp tham dự đến loại chuyện này trung, mà phúc quận vương, hắn đại biểu chính là lão hoàng gia, càng không thể tùy tiện cuốn vào. Khiếu hoa có thể bồi thường kình làm thuốc tắm, kính hiên. Đừng nói nửa giác. Tư không giác bất mãn ngạnh sinh sinh bị nghiêm khiếu hoa đánh gãy, chỉ thấy hắn tiến lên ông lấy bờ vai của hắn, ngẩng đầu nhìn Lăng Kính Hiên nói, cửu hoàng thẩm, ta biết ngươi làm việc từ trước đến nay có chừng mực, bất quá ta còn là nhắc nhở ngươi một chút, trương gia dù sao cũng là thuộc phi nhà mẹ đẻ, có một số việc vẫn là giao cho hoàng thượng cho thỏa đáng. Tàn hại hoàng tộc con nối giỏi, đơn này một cái tội danh liền đủ trương gia uống một hồ, đừng nói bọn họ nữ nhi là thuộc phi, chính là đương kim hoàng hậu, hoàng đế cũng không dám công nhiên bao che bọn họ, trừ phi, hoàng đế ngôi vị hoàng đế không nghỉ ngồi. Ta biết. Ngạo nghệ nhướng mày, lăng kính hiên xoay người đi hướng Long Trương Thị, từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận ăn uống no đủ ngủ quá khứ tiểu đoàn tử hôn hôn, tiểu gia hỏa, cha hiện tại liền đi báo thù cho ngươi, ngoan ngoãn ở nhà chờ. Vương Phi cẩn thận. Tiếp nhận hài tử đồng thời, Long Trương Thị không tránh được lo lắng nói, ở các nàng cảm nhận trung, Vương Phi là rất có bản lĩnh, bọn họ lo lắng chỉ là nguyên với quán tính, trên thực tế bọn họ cũng không cảm thấy có người có thể bị thương hắn. Giúp bổn phi xem trọng hai tử, Lăng Vân, Thủy Linh Nhi, Đại Sơn, các ngươi hiệp trợ thiết qua tử. Ném cho bọn họ một ánh mắt, Lăng Kính Hiên lại phân biệt sờ sờ viên viên cổn cổn, các ngươi hai cái cũng là, ngẫu nhiên cũng gánh vác một chút trách nhiệm đi. Người khác không biết hắn còn không biết sao. Gấu trúc sức chiến đấu chút nào không thể so Lan kém, chỉ là ở Lan cha bọn họ quan hoàng hạ chúng nó đương nhiên sắm vai nổi lên bán manh nhân vật, hơn nữa chúng nó độc đáo bề ngoài, thoạt nhìn liền càng manh. Trên thực tế, bọn họ phát uy thời điểm, liền rừng rậm bá chủ lão hổ đều không phải chúng nó đối thủ. Ân ân ân. Hai chỉ phản phất là nghe hiểu hắn nói, lại hình như là quán tính bán manh, song song ân 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 kêu hai tiếng, lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng mới nhìn về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch thiết qua tử, chúng ta đi rồi, vương phủ cùng đệ đệ liền giao cho ngươi không tìm điểm sự tình cho hắn làm, đứa nhỏ này chỉ sợ sẽ miên man suy nghĩ đi. Phải làm cái hảo phụ thân thật sự hảo khó. Ân. Thiết qua tử kiên định gật đầu, phục lại đối lăng văn nói, tiểu văn ngươi cũng cẩn thận một chút. Ai? Công đạo hảo hết thảy, hai cha con lần lượt xoay người, lan cha tiểu hắc đồng thời đi hướng bọn họ, tiết vũ dương cũng khinh phiêu phiêu dừng ở bọn họ bên cạnh, lăng kính hiên nhàn nhạt viết hắn liếc mắt một cái, cũng không có giống cự tuyệt tư không giác như vậy cự tuyệt hắn đi theo gần nhất tuy rằng tiết vũ dương cũng là tây quốc người nhưng hắn bề ngoài nhìn không ra tây quốc người đặc thù cũng không giống tư không giác giống nhau gã đến thành quốc tới không cần nơi chốn cố kỵ lại đến sao lấy tiết vũ dương võ công tất yếu thời điểm cũng có thể giúp hắn bảo hộ nhi tử vương phi ảnh vệ đã bố trí hảo nghiêm tư đột nhiên lắc mình mà ra làng kính hiên nhướng mày Người trước hiểu ý dựa qua đi giải thích nói Bọn thuộc hạ không có khả năng trơ mắt xem vương phi một người đi Cánh sẽ bảo vệ tốt vương phủ Vương phi khiến cho thuộc hạ bồi ngươi cùng đi đi Bọn họ chính là vương gia cố ý lưu lại bảo hộ bọn họ Nếu vương phi hoặc thế tử có cái cái gì sơ xuất Bọn họ chính là có 10 cái đầu cũng không đủ vương gia ninh Tuy rằng hắn cá nhân nhưng thật ra cảm thấy Vương phi tuyệt đối sẽ không có việc gì Hắn trên thực tế chính là đi theo xem náo nhiệt Đi thôi thật sâu liếc hắn một cái, lăng kính hiên đạm mạc bước ra bước chân, đại bao tử sớm đã kỵ đến tiểu hắc trên lưng đi, ba người hai lang thực màu biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Kính hiên sẽ không có việc gì đi. Còn không phải thực hiểu biết lăng kính hiên phúc quận vương khó nén lo lắng, từ không giác trong lòng khó chịu, mặc dù đối phương là đường thúc, hắn cũng không nghĩ phản ứng, xoay người liền ông hài tử đi hướng thiết qua tử, nghiêm khiếu hoa không dám giống hắn như vậy tùy hứng, tha phú hứng thú trả lời, hoàng thúc nên lo lắng chính là trương gia khác không nói liền cửu hoàng thẩm kia một tay xuất thần nhập hóa độc trương gia người liền không nhất định khiên được tuy nói bọn họ cũng có ảnh vệ có thể cự ly xa công kích nhưng hắn mang đi kia chi bộ đội cùng nghiêm tư ảnh vệ cũng không phải ăn chay càng đừng nói thịnh thân vương phi thân phận ở nơi đó bãi liền tính là ở hỗn chiến trung trương gia người không dám trắng trận táo bạo bị thương hắn giống như là bổn vương nhiều lự bổn vương đi xem khiếu thanh kinh hắn vừa nói, Phúc quận vương tự hồ cũng nghĩ đến lăng kính hiên độc, trên mặt không cấm nổi lên một chút tự dễu, tầm mắt ngó đến tư không giác thời điểm, nhẹ nhẹ mỉm cười thoáng hiện đáy mắt, tối nay qua đi, hoàng tộc nhất kiêu ngạo vương phi danh hiệu sợ là muốn đổi chủ. Vương phủ cổng lớn, hai chiếc xe đẩy tay thức trên xe ngựa, hai mươi cái thân xuyên áo ngụy trang, ông ấp súng tự động nam nhân đoan chính ngồi ở mặt trên, ở bọn họ phía trước còn đỉnh một chiếc hoa lệ xe ngựa, nhìn đến lăng kính hiên đám người ra tới, tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển hướng hắn. Phụ trách chuẩn bị xe ngựa chu quản sự chạy chậm tiến lên. Vương Phi như vậy chuẩn bị còn thỏa đáng. Vương Phủ nhiều năm quản sự cũng không phải bạch đường, Vương Phi rõ ràng là muốn mượn bởi vậy sự cảnh cáo các đại gia tộc thu liễm điểm, cho nên hắn mới cố ý đem xe ngựa thùng xe đổi thành xe đẩy tay thức, mục đích tự nhiên chính là làm những người đó xem bọn hắn gia Vương Phi nội tình. Ân, không tồi khi chiếc xe ngựa không cần lão lan hôm nay muốn phiền toái ngươi chúng ta cứ như vậy đi trương gia nói Lan kính hiên xoay người bò lên trên lan cha trên lưng cưỡi nó uy vũ hướng đi hắn lôi đình chiến đội thấy thế tiết vũ dương thổi nhẹ huyết sáo một con toàn thân đen nhánh tuấn mã không biết từ nơi nào xông ra mũi chân nhẹ nhàng một chút một thân thuần trắng tiết vũ dương liền vững vàng dừng ở trên lưng ngựa xuất phát cưỡi ở lan trên lưng lăng kính hiên ra lệnh một tiếng tiết vũ dương mã cũng theo sát sau đó hai thất thành niên cự lan bỗng nhiên lao ra ở bọn họ dẫn dắt hạ hai chiếc tái mãn người xe ngựa gào thét mà ra một đám người cơ hồ nháy mắt liền biến mất ở vương phủ nơi trên đường phố a à. lan a à. đã xảy ra chuyện gì thiên a à. kia không phải thịnh thân vương phủ lan sao a à a à. mới vừa tiến vào bóng đêm trên đường phố số ít tiểu thương còn ở thu thập đồ vật gào thét mà qua lang cùng xe ngựa làm cho trên đường cái gà bay chó sủa người qua đường sôi nổi tránh né chờ bọn họ sau khi đi qua lại đối với bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ tin tưởng nếu không bao lâu các gia tộc liền sẽ thu được tiếng gió một ít lá gan đại người qua đường thậm chí lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau đại buổi tối mọi người đều tò mò bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì thanh quốc đối với văn võ đại thần hoàng thất tông thân quý tộc công huân dinh thự phân phối đều có nhất định tập trung tính bỏ qua một bên số rất ít không nói chuyện, giống nhau văn thần cùng văn thần, võ tướng cùng võ tướng. Hoàng tộc cùng hoàng tộc chờ tòa nhà đều là tụ tập ở bên nhau Trương gia nam nhân tất cả đều là văn thần Hiện tại đương gia Thuộc phi ruột thịt đại ca Trương Hải Thiên quan chức tối cao Trước mắt là triều đình chính nhị phẩm hộ bộ thượng thư Chưởng quản cả nước thổ Địa, hộ tịch, thuế má, tiền, quan viên bổng lộc, Tài chính thu chi chờ sự vụ Còn lại trương gia người tắc phân bộ ở văn học các hộ bộ chờ bất đồng chức vị thượng quan văn dinh thự phổ biến tụ tập với bắc thành mỗi một mảnh quan trạch khu vực ngoại đều có binh lính thủ vệ kinh triệu phủ cũng sẽ phái người hàng năm tuần tra nói đơn giản có điểm cùng loại với hiện đại cơ quan đại viện nhi phía trước chính là thịnh thân vương phi xin dừng bước liền ở bọn họ tiến vào bắc thành trong phạm vi thời điểm một đạo hô hòa thanh đột nhiên vang lên ở trong bóng đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng lăng kính hiên vỗ vỗ lan cha cổ lan cha hiểu ý dừng lại bên cạnh tiểu hắc cùng tiết vũ dương mã cũng ngừng lại hu dây tiếp theo mấy con tuấn mã vượt qua bọn họ trên lưng ngựa mấy người lạc khẩn dây cương xoay người xuống ngựa cung kính quỳ một gối tham kiến thịnh thân vương phi thế tử ti chức nãi kinh triệu phủ nha môn bộ đầu triệu lập xin hỏi vương phi ý muốn đi trước nơi nào nhưng yêu cầu ti chức hiệp trợ trời biết bọn họ biết được thịnh thân vương phi cưỡi lan mang theo một đám quỷ dị người chạy như bay ở kinh thành trên đường phố thời điểm có bao nhiêu khiếp sợ phủ doãn đại nhân càng là lập tức liền phái bọn họ tiến đến xem xét chính hắn tắt suốt đêm tu thư tiến dần lên hoàng cung thình thân vương phủ cũng không phải là bọn họ loại này hạt mẹ đầu xanh tiểu quan nhi đắc tội đến khởi bổn phi đi nơi nào còn cần hướng ngươi hội báo lăng vô tâm tình theo chân bọn họ dây dưa cao ngồi ở lan cha trên lưng lăng kính hiên lạnh giọng vừa uống cầm đầu triệu lập hổ khu rung lên, rồi lại không thể không căng da đầu nói, thỉnh Vương Phi chuộc tội, phía trước chính là quan trạch khu vực, Vương Phi nếu là muốn tìm người nào, có không làm ti chức hỗ trợ. Vừa thấy bọn họ liền tới giả không tốt thiện giả không tới, dùng mong tưởng cũng biết bọn họ khẳng định là đi tìm việc nhi, kinh thành dù sao cũng là kinh triệu phủ quản hạt phạm vi, chẳng sợ trêu chọc không dậy nổi, nên làm nên nói hắn vẫn là đến làm được nói. Lôi đình chiến đội nghe lệnh. Nếu đối phương nghe không hiểu tiếng người, Lăng Kính Hiên cũng lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa, dương giọng một kêu, ngồi ở mặt sau trên xe ngựa lôi đình chiến đội động tác nhất trí đứng lên, là Chính tề có tự động tác sợ tới mức mấy cái chặn đường bộ khoái hổ khu rung rẩy đón bọn họ hoảng sợ ánh mắt, Lăng Kính Hiên từng câu từng chữ hạ đạt mệnh lệnh, phàm những người cản đường, giống nhau bắn chết. Là Bạch 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 Hai mươi người đồng thời trống ra, Ông ở trên tay súng tự động trước sau không hẹn mà cùng chỉ hướng bọn bộ khoái Kéo ra chốt bảo hiểm thanh âm nghe tới đặc biệt chói tai Tuy rằng xem không hiểu bọn họ trên tay quái gì binh khí là cái gì Lấy triệu lập cầm đầu bọn bộ khoái cảnh giác lui về phía sau Cũng gián tiếp tránh ra con đường Lăng kính hiên biểu môi Nhẹ nhàng vỗ vỗ lan cha cổ Chúng ta đi Tiếng nói vừa dứt Lan cha dẫn đầu lao ra Tiểu hắc tuấn mã theo sát ở hai sườn Xe ngựa chạy lên đồng thời lôi đình chiến đội lại động tác nhất trí ngồi trở về, bất quá, một cây côn tối ông hồng súng vẫn như cũ nhắm ngay bọn bộ khoái, không cần hoài nghi, bọn họ nếu là dám động một chút, tuyệt bức lập tức liền sẽ bị bắn thành tổ ông mắt nhi. Mau, thông tri phủ doãn đại nhân, thịnh thân vương phi đây là muốn đi nháo sự nhi, thỉnh hắn lập tức phái binh chi viện. Chờ đến bọn họ thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm lúc sau, triệu lập khoa trương lau đem mồ hôi lạnh, vừa nói vừa xoay người lên ngựa, xem thịnh thân vương phi tư thế chỉ sợ hôm nay lại muốn đại bắn huyết đông nam tây bắc đều có liên tiếp hoàng cung cửa cung mà quan trạch giống nhau đều dựa vào gần hoàng cung kiến tạo để các triều thần ngày thường phương tiện ra vào hoàng cung lâm triều nghị sự quan chức càng lớn dinh thự không thể nghi ngờ liền càng tới gần cửa cung trương gia nải danh môn vọng tộc trong nhà lại có nhị phẩm quan lại bọn họ nơi ở không thể nghi ngờ liền ở quan trạch khu vực bên trong đến quan trạch khu vực thời điểm lăng kính hiên xem cũng chưa xem một cái bên ngoài thủ vệ trực tiếp khống chế lan cha tiến lên thịnh thân vương phi tại đây người rảnh rỗi tốc tốc lui ra trong bóng đêm truyền đến nghiêm tư hô quát thanh vừa nghe là thịnh thân vương phi muốn tiến lên ngăn trở thủ vệ quyết đoán run rẩy hai chân xoay người không có biện pháp người khác tòa kỵ đều là mã thịnh thân vương phi lại là lan chỉ tòa kỵ là có thể nháy mắt hạ gục bọn họ lộc cộc Đoàn người nhanh chóng sử nhập quan trạch khu Không có làm tòa nhà trong cửa hạ nhân nhìn đến bọn họ trải qua Đều nhanh chóng xoay người chạy đi vào thông tri nhà mình chủ nhân Đại khái 15 phút sau Lăng kính hiên đoàn người ngừng ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong một tòa hùng vĩ dinh thự trước Nương A Lan A à. Thủ vệ hai cái hạ nhân nhìn đến Lan cha cùng tiểu hát xanh mượt hai mắt Tức khắc sợ tới mức tè ra quần Ngồi ở trên lưng ngựa lăng kính hiên cách không nói nơi này nhưng chính là thuộc phi nhà mẹ để cái kia trương gia. Đúng vậy Vương Phi. Nghiêm tư thanh âm lại lần nữa vang lên, lăng kính hiên khóe miệng đột nhiên gợi lên một mạc tàn nhẫn thị huyết cười lạnh, tạp khai phủ môn, những người cản đường sát. Là. Lôi đình chiến đội một cái khẩu lệnh một động tác, chỉnh tề hoa hạ bước xuống xe ngựa sau, trong tay súng tự động động tác nhất trí nhắm ngay trầm trọng cửa gỗ. Chạm vào. A a a. Ngao ô Viên đạn như là không cần tiền giống nhau dày đặc xà kích phủ môn Hai cái trong cửa hạ nhân sợ tới mức ông đầu lên tiếng thét chói tai Kinh thiên động địa sói tru sen kẻ trong đó Thật lớn oanh động cũng khiến cho đối diện hộ gia đình chú ý Khi một nhà đứa bé giữ cửa đã sớm đi vào bẩm báo chính mình chủ tử Mà trương gia bên trong nghe thế sau đại động tỉnh liền tính không có đứa bé giữ cửa bẩm báo Bọn họ cũng biết đã xảy ra chuyện Quản gia mang theo rất nhiều hộ viện cầm trong tay binh khí nhanh chóng chạy ra. Chạm vào oanh. Bởi vì mọi người thương đều là nhắm chuẩn môn hai sườn mộc chế lá sen, lại kiên cố cửa gỗ đều chịu đựng không được chúng nó tàn phá, thực mau liền ầm ầm sập, ông súng tự động lôi đình chiến đội nhanh chóng bổ sung viên đạn, dẫn đầu tiến vào phủ môn, cưỡi ở lan cha trên người lăng kính hiên xoay người mà xuống, mà tiết vũ dương cùng chỗ tối nghiêm tư đám người đã sớm bởi vì những cái đó đặc thù vũ khí uy lực dọa choáng váng chờ đến lan cha nhảy mà nhập, bọn họ chậm nửa nhịp phản ứng lại đây. Tất cả mọi người nhìn không được khoa trương lau lau mồ hôi lạnh, này uy lực. Có thể hay không quá hung mảnh điểm. Người nào dám ở trương phủ làm càng. Ở bọn họ bước vào môn thời điểm, trương phủ quản gia cũng dẫn theo mười mấy tên hộ viện vọt ra, cái gọi là chó cậy thế chủ chính là hắn như vậy đi. Một quản gia mà thôi, lại là lỗ mũi hướng lên trời, trồng trắng mắt xem người, thấy xong vào phía trước lôi đình chiến đội quần áo quái gì, lại không có đưa bọn họ đặt ở đáy mắt tầm mắt ngạo mạng lướt qua bọn họ nhìn về phía lăng kính hiên tiết vũ dương thật là chướng mắt tiết vũ dương đôi mắt trầm xuống tay phải hơi hơi phất một cái lưỡng đạo bạch quang cắt qua bóng đêm a à a à. Dây tiếp theo cái kia quản da che lại hai mắt ngã trên mặt đất máu tươi chậm rãi từ hắn khe hở ngón tay gian chảy xuôi ra tới không cần xem cũng biết hắn hai mắt đã phế đi lôi đình chiến đội nghe lệnh tiếp tục hướng bên trong hướng, những người cản đường giống nhau dết không tha. Lăng kính hiên mắt lạnh đảo qua, tiếp tục ra lệnh, ngoại giới không phải thịnh truyền hắn là thấp kém không giáo dưỡng lại ác độc nông phu sao. Không chứng thực những cái đó đồn đãi không khỏi cũng thật xin lỗi chính mình, hôm nay hắn liền ác độc không giáo dưỡng cho bọn hắn xem cái đủ. Là Lôi đình chiến đội một phân thành hai, phân biệt từ tầng một ngôn cùng lệ như hoành xuất lĩnh, hai đội binh chia làm hai đường, hướng tới trương gia bên trong đẩy mạnh, che ở bọn họ phía trước hộ viện ý đồ ngăn trở, toàn bộ bị bọn họ một thương một cái cấp giải quyết, mà trương gia ảnh thân với chỗ tối ảnh vệ tác bị nghiêm tư xuất lĩnh ảnh vệ bức ra tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ trương phủ tiếng súng nổi lên bốn phía, đao quan kiếm ảnh. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Rống rống. a à. Lan cha tiểu hắc cũng không hàm hồ, trực tiếp ở phía trước cấp lăng kính hiên cùng đại bao tử khai đạo, phàm là che ở phía trước người đều không ngoại lệ toàn bộ bị bọn họ một ngụm cắn đứt cổ tiết vũ dương cũng không có gia nhập trong chiến đấu hắn chỉ là đi theo lăng kính hiên phụ tử bên cạnh nhìn đến có người đánh lén bọn họ liền lặng lẽ dùng ám khí giải quyết rớt nắm hài tử lăng kính hiên tản bộ sớm tại đi thông trương phủ tiền viện phiến đá xanh trên đường ở bọn họ phía trước cùng hai sườn đều có người ở huyết chiến bọn họ phía sau càng là hoành nằm không ít thi thể hoặc người bệnh bất quá hai cha con như ra một triệt, phản phất không có bất luận cái gì cảm giác, trầm khuôn mặt duy trì nhất định bước đi đi tới. Dừng tay, dừng tay. Mắt thấy bên ngoài giống như đánh nhau đến càng ngày càng kịch liệt, trương gia gia chủ trương hải thiên rốt cuộc mang theo ruột thịt huynh đệ cùng nam tự nhóm đi ra, nhìn đến bên ngoài trạng huống, mấy chục cái người tất cả đều nhìn không được hít hạ một hơi, đau lòng đến trong mắt đều đỏ. Trước hết phản ứng lại đây Trương Hải Thiên lạnh giọng quát bảo ngưng lại, cùng lúc đó từ hắn phía sau lao ra không ít thân thủ mạnh mẽ hắc y ảnh vệ tiếp tục cấp bổn phi sát hết thảy hậu quả bổn phi gánh vác chủ nhân xuất hiện lôi đình chiến đội cùng nghiêm tư bọn người hơi chút ngừng lại nhưng lăng kính hiên lại cấp trương hải thiên mặt mũi vết chết lệnh như cũ không có bất luận cái gì sửa đổi thịnh thân vương phi nương cây đuốc mỏng manh quang mang nhận ra thân phận của hắn trương hải thiên trong lòng căng thẳng phục lại mang theo người nhà đi vào hắn trước mặt, thịnh thân vương phi dẫn người sát nhập ta trương phủ ý muốn như thế nào. Hạ quan tuy bất tài, cũng là mệnh quan triều đình, mặc dù phạm sai lầm cũng có quốc pháp xử trí, vương phi như vậy đằng đằng sát khí đánh tới cửa tới, chẳng lẽ sẽ không sợ hoàng thượng truy cứu ngươi làm sát chi tội. Dù sao cũng là quan lớn, quan uy chơi lên chính là không giống nhau, làng kính hiên khinh thường biểu môi, bổn phi cũng muốn biết, là các ngươi mưu hại hoàng tộc con nối giỏi tội danh lớn hơn nữa, vẫn là bổn phi vì nhi tử báo thù tội danh lớn hơn nữa, họ Trương, bổn phi không gây chuyện nhi, không đại biểu bổn phi liền sợ phiền phức, nếu các ngươi dám động thủ hại bổn phi nhi tử, bổn phi liền dám hủy đi ngươi cùng toàn bộ Trương gia. Hai tử là hắn tử huyệt, bọn họ dám động tiểu đoàn tử, nhất định phải trước làm tốt thừa nhận hắn phản kích chuẩn bị, cái gì hoàng đế không hoàng đế, bọn họ đều không sợ, hắn còn có cái gì sợ quá? cùng lắm thì đại gia trên triều đình thấy hắn đảo muốn nhìn làm trò văn võ bá quan mặt hoàng đế muốn như thế nào giữ được bọn họ trương gia cần thiết suy sụp thuộc phi tam hoàng tử cũng đừng nghĩ hảo quá cái gì mưu hại hoàng tộc con nối giỏi đừng vội ngầm máu phun người hạ quan nghe không hiểu vương phi đang nói cái gì hôm nay việc hạ quan chắc chắn thượng tấu hoàng thượng thỉnh hoàng thượng thế hạ quan làm chủ phủ định hoàn toàn hắn chỉ trích trương hải thiên tự tin cảm thấy Hắn xếp vào ở vương phủ người không có khả năng bại lộ Bọn họ sau lưng làm những cái đó sự cũng cực kỳ bí ẩn Không có khả năng làm người nhận thấy được Nhưng hắn giống như quên mất Thuyền quá lưu ngân Giấy sao có thể bao ở hỏa Chỉ cần là bọn họ đã làm sự tình liền không khả năng một chút dấu vết đều không có huống chi Lăng Kính Hiên sớm có chuẩn bị Lăng Kính Hiên trắng trận táo bạo cưỡi lan Mang theo người sát nhập trương phủ Không hề có che giấu ý tứ Cơ hội ở chiến đấu khai hỏa kia một khắc phụ cận quan trạch người liền cơ bản đều biết hắn làm hạ chuyện tốt, lấy hắn nhất quán tuyệt không thụ người lấy bính tác phong tới xem, lần này hình như là có chút đột ngột kiêu ngạo, bất quá, ai cũng chưa phát hiện điểm này chính là, rốt cuộc kinh thành không vài người chân chính hiểu biết hắn, nhìn đến hắn dết tiếng trương phủ. Một đám cũng chỉ, cảm thấy nghe đồn không giả thôi. À, đây là có chuyện gì? Lão gia, thịnh thân vương phi, người có ý tứ gì? tiên viện nhi động tỉnh tự nhiên cũng kinh động hậu viện một đám nùng trang diễm mạc đàn bà nhi cũng ở nha hoàng nâng hạ đi ra cùng lăng kính hiên từng có gặp mặt một lần trương đại phu người chỉ vào hắn lạnh giọng chất vấn nhưng rống ô a à, lan có lan a à. lan cha mở ra bồn máu mồm to hướng tới bọn họ một trống một đám đàn bà nhi nháy mắt sợ tới mức hoa dung thất sắc vì chất vấn gì đó đều biến mất đến sạch sẽ trương gia các nam nhân nhìn như vững như thái sơn kỳ thật một đám cũng là hai chân nhi không nghe sai sử run cái không ngừng kia chính là lan a bọn họ đều là văn nhược quan văn lưu lưu mồm mép còn hành đối phương một ngụm là có thể kết quả bọn họ đáng chết ngoạn ý nhi các ngươi đều là chết sao còn không mau bắn chết kia hai chỉ xuất sinh sử quải trượng ra tới trương lão phu nhân run rẩy mắng to khô khốc hãm sâu hai mắt ngoan độc tỏa định lan cha cùng tiểu hắc tạm thời đình chỉ vật lộn ảnh về trở lại bọn họ trước người cẩn thận hộ vệ bọn họ. Là Trong bóng đêm, mấy đạo thanh âm đều nhịp vang lên, võ công người tốt càng là có thể nghe được kéo cung cài tên thanh âm, đại bao tử quýnh lên, bỗng chốc tránh ra lăng kính hiên che ở tiểu hắc trước mặt, đặt chế tiểu cung nỏ nhắm ngay lão phu nhân, ai dám động thủ bổn thế tử liền bắn trước giết cái kia lão đông tây. Hô 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 Vì xác minh hắn không phải đang nói dối, tam liền phát tiểu cung nỏ hô hô bay vụt đi ra ngoài đừng nhìn cung nỏ tiểu cung tiễn cũng tiểu chi tính năng lại sẽ không thua cấp quân dụng cung nỏ giống nhau là có thể lấy nhân tính mệnh từ đâu ra cẩu tạp chủng lão phu nhân sợ tới mức liên tục lui về phía sau thấp toái mắng thanh lại không có tránh được lăng kính hiên lỗ tai ở trương gia ảnh vệ thế nàng ngăn lại tam chi mũi tên lúc sau lăng kính hiên tiến lên một bước đứng ở nhi tử bên cạnh dám mắng con ta là cẩu tạp chủng nghiêm tư cấp bổn phi cắt nàng đầu lưỡi. Là. Ngươi dám. Bị điểm danh nghiêm tư phi thân tiến lên, Trương Hải Thiên giận không thể nghĩ che ở lão mẫu thân phía trước, tuy rằng đại gia ngầm đều như vậy mắng, nhưng lão nương làm trò người thịnh thân vương phi mặt mắng thật là có chút quá mức, nhưng dù sao cũng là chính mình lão nương, hắn cũng không có khả năng thật sự nhìn đến nàng bị người cắt rớt đầu lưỡi, liền tính biết rõ không nên, hắn cũng không thể không căng da đầu trạm đi ra ngoài vi phụ tắc mới vừa, khinh nhục đến bổn phi nhi tử trên đầu, không có gì là bổn phi không dám, lệ như hoành, thương cho ta. Trong bóng đêm, lăng kính hiên trào phúng dơ lên khóe miệng, đoán chắc bên ngoài các phụ thám tử không sai biệt lắm đến đông đủ, chẳng những không có bất luận cái gì thu liễm ý tứ, ngược lại càng thêm cuồng vọng kiêu ngạo, không ai biết hắn muốn làm cái gì, bị điểm danh lệ như hoành trầm mặt đem chính mình súng tự động giao cho hắn, Lăng kính hiên bưng lên thương nhắm ngay Trương Hải Thiên che ở phía sau lão phu nhân. Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Khi đem quái dị vũ khí uy lực bọn họ đã kiến thức qua, liền ảnh vệ đều trốn không thoát, cho rằng hắn là muốn bắn chết chính mình. Trương Hải Thiên sợ tới mức lắp bắp, lời nói không thành câu. Ngươi nói đi. Chạm vào. À. Ném cho hắn một cái sáng lạng đến cực điểm cười lạnh, tiếng súng đột nhiên vang lên viên đạn tinh chuẩn xuyên qua trương hải thiên eo sườn bắn vào lão phu nhân bụng vết heo tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm lão phu nhân che lại đổ máu không ngừng bụng sau này ngã xuống nương giết người thịnh thân vương phi giết người nương nãi nãi trong lúc nhất thời toàn bộ trương gia càng là loạn thành một đoàn trương hải thiên huynh đệ mấy cái lúng cuốn tay chân ông lấy lão mẫu thân bọn họ tức phụ nhi còn lại là điên cuồng thét chói tai một bộ sợ người khác không biết Lăng Kính Hiên làm gì đó bộ dáng, cũng không nghĩ nhân gia nếu dám chính đại quan minh sát tới cửa tới, sao lại sợ hãi làm người biết. Âm âm âm. A à, a. À. Liên tục mấy thương bắn ở bọn họ bên chân, những cái đó đàn bà nhi thét chói tai đến càng thêm lợi hại, trương gia người tất cả đều dọa phá gan, Lăng Kính Hiên cũng không giống vừa rồi là như vậy gặp người liền giết, phản phất là mèo vần chuột giống nhau đùa với bọn họ chơi, đi theo bên cạnh Tiết Vũ Dương cùng nghiêm tư trên mặt không có gì động tĩnh trong lòng đã sớm cười nở hoa, nhà ý định muốn cho người người một nhà đều làm ác mộng sao. Đủ rồi, thịnh thân Vương Phi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trương Hải Thiên chịu đủ rồi, làm hai cái đệ đệ đem đổ máu không ngừng lão nương đưa vào trong phòng đi, xoay người đầy mặt tàn khốc trừng mắt lăng kính hiên, hai mắt tràn ngập nồng đầm oán hận cùng sát ý, đáng chết, sớm biết rằng khiến cho người trước lòng chết hắn. Không nghĩ làm gì, Ngươi làm người hại bổn phi nhi tử Bổn phi cũng muốn lộng chết ngươi sở hữu nhi tử Gậy ông đập lưng ông Liền đơn giản như vậy Tùy tay đem súng tự động đưa cho lệ như hoành Lăng kính hiên nhúng nhúng vai nhìn như bị bỉ nói Người bình thường chỉ sợ rất khó tin tưởng hắn lời nói chân thật tính Chỉ có chính hắn mới biết được Hắn là nghiêm túc Ăn miếng trả miếng Bọn họ đối con hắn hạ độc Hắn liền tất yếu gấp 10 lần gấp trăm lần còn trở về Đây là hắn làm người nguyên tắc đừng nói cái gì hắn tàn nhẫn độc ác, bọn họ nếu là không trêu chọc hắn. Hắn cũng sẽ không nhàn đến trứng đau không có việc gì tìm việc. Ngươi, quả thực hồ ngôn loạn ngữ, hạ quan có từng hại quá con của ngươi. Tiểu thế tử không êm đẹp đứng ở chỗ này. Trương Hải Thiên phẫn nộ phất tay áo, tự hồ là quên mất cấp bà vũ hạ độc sự tình. Lăng kính hiên biểu môi khinh thường nói, có hay không đã làm trương đại nhân trong lòng hiểu rõ, bổn phi không phải kẻ điên, Kinh thành thế gia quý tộc nhiều đến là bổn phi vì sao cố tình muốn nháo đến ngươi trong phủ. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lôi ra nhân chứng, bất quá Lăng Kính Hiên thay đổi chủ ý, hắn chính là muốn như vậy làm hắn cho rằng hắn không có thực tế chứng cứ, tuyệt vọng đồng thời lại nhìn đến hy vọng, làm hắn chủ động nháo đến hoàng đế nơi đó đi. Vương phi luôn mồm chỉ trích hạ quan hại con của ngươi, không biết nhân chứng vật chứng ở đâu. Nếu vương phi lấy không ra chứng cứ cũng đừng quái hạ quan ngày mai lâm triều thăm ngươi một quyển Đường đường thịnh thân vương phi dẫn người sát nhập mệnh quan triều đình phủ đệ Gặp người liền sát Còn bị thương hạ quan tuổi già mẫu thân Từng vụ từng việc lệnh người giận sôi Mặc dù ngươi là vương phi Cũng mơ tưởng chạy thoát quan hệ Trương Hải Thiên càng nói càng có khí thế Nói rõ không tin hắn một cái lỗ mãn nông phu sẽ bắt được cái gì chứng cứ Hơn nữa Tư cập nghiêm thịnh duệ trước mắt không ở trong kinh hắn thậm chí ẩn ẩn có nhân cơ hội vặn ngã hắn ý tưởng, mọi người đều biết, thịnh thân vương phi đối thất hoàng tử nhìn với con mắt khác, không có hắn, thịnh thân vương không thấy được liền sẽ duy trì thất hoàng tử, không có thịnh thân vương duy trì, thất hoàng tử lại có gì sợ. Hiện giờ đại hoàng tử té ngã, nhị hoàng tử xưa nay không có gì xây dựng, nếu liền hoàng con vợ cả đều mất đi ưu thế, thái tử chi vị còn không rơi ở tam hoàng tử trên đầu. Trương Hải Thiên càng nghĩ càng cảm thấy tốt đẹp, không nghĩ tới, lăng kính hiên cơ hội liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng làm hắn ảo giác đủ rồi lăng kính hiên mới lạnh lùng nói tham dân sớ phi phải không hảo a à, bổn phi ngày mai liền bồi ngươi bị thẩm vấn triều đình từ đầu đến cuối lăng kính hiên đều không có đề qua bất luận cái gì cùng chứng cứ có quan hệ sự tình nói rõ đào hố cho hắn nhảy bất quá trương hải thiên tự nhận là chính mình xếp vào người bí ẩn mấy năm đều không có phát hiện cũng liền rất khó chú ý tới trong đó không thích hợp vương phi tốt nhất cầu nguyện hạ quan mẫu thân không có việc gì nếu không chuyện này hạ quan tuyệt không thiện bãi cam hưu ăn định rồi trong tay hắn không có chứng cứ rõ ràng trương hải thiên càng thêm cường thế trong giọng nói ẩn ẩn có hạ lệnh trục khách ý tứ lăng kính hiên khinh thường hừ lạnh một tiếng dù sao ngươi đều sẽ không thôi nếu như thế nghiêm tư lôi đình chiến đội cấp bổn phi tạp trương gia là a à, các ngươi làm gì lăng kính hiên ra lệnh một tiếng lôi đình chiến đội cùng nghiêm tư mang đến mấy chục ảnh vệ bỗng chốc nhảy vào chính viện nhìn đến đồ vật liền tạp ngộ người ngăn trở liền tẩn cho một trận trương gia lại lần nữa loạn thành một đoàn tuy không có ngay từ đầu như vậy huyết tinh lại cũng hảo không đến chạy đi đâu lan cha cùng tiểu hắc càng là dùng chúng nó khổng lồ thân thể va chạm chính viện đại môn một phiến phiến cánh cửa lần lượt sập dừng tay các ngươi đều dừng tay vương phi mau làm cho bọn họ dừng tay người tới a ngăn cản bọn họ Trương Hải Thiên tức giận đến thổi râu trừng mắt, hoảng loạn hô to, nhưng tại đây một mảnh ầm ý trung, hắn ngăn cản thanh có vẻ như vậy bạc nhược. Trương Phủ ảnh vệ không phải không nghĩ ngăn cản, nhưng bọn hắn trừ bỏ phải bảo vệ chủ tử, còn muốn kiên kỵ lôi đình chiến đội đặc thù vũ khí. Trong lúc nhất thời cũng rất khó phân thân thiếu phương pháp, ngắn ngủn 15 phút không đến, trương gia chính viện đã bị tạp cái nát như. Tiếp tục tạp nắm nhi tự đứng ở hỗn loạn trung lăng kính hiên giống như trong truyền thuyết người đàn bà đành đá giống nhau chỉ huy vương phủ ảnh vệ cùng lôi đình chiến đội trương gia người tiến lên ngăn cản không thành búi tóc phát tán người cũng bị thương cả trai lẫn gái tất cả đều người không giống người quỷ không giống quỷ giảng đạo lý lăng kính hiên đáng sợ ngang ngược vô lý hắn không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ quả thực chính là sống thoát thoát kẻ điên vương phi xin dừng tay không biết qua bao lâu trương phủ hỗn loạn còn ở tiếp tục những cái đó ngày thường cao cao tại thượng nữ nhân toàn bộ sợ tới mức ông thành một đoàn anh anh khóc thúc thích các nam nhân thở hổn hển nằm liệt ngồi dưới đất ảnh vệ cùng ảnh vệ triền đấu thường thường trình diễn lôi đình chiến đội tắt chuyên chú cùng đánh tạp phía trên đối trương gia người tới nói này quả thực chính là một hồi sống sờ sợ, sợ ác mộng thẳng đến ăn mặc quan bào kinh triệu doãn mang theo nha dịch vội vàng tới rồi bọn họ phản phất mới nhìn đến hy vọng mau cấp bản quan ngăn cản bọn họ đáng chết bọn họ chính là một đám kẻ điên. Trương Hải Thiên rốt cuộc vô pháp duy trì ngay từ đầu quan uy, chỉ vào lôi đình chiến đội đoàn người chửi ầm lên, đều nói mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, mà kẻ điên đúng là không muốn sống. Tiếp tục tạp, không có bổn phi mệnh lệnh, ai đều không chuẩn dừng lại. Xoay người nhìn xem ngày mùa đông còn mồ hôi đầy đầu kinh triệu doãn, đơn phượng nhãn ý vị thăm trường quét quét hắn mang đến mấy trăm binh lính, đây là muốn bắt hắn trở về. Bị hắn như vậy vừa thấy, Kinh Triệu Doãn cũng là nhìn không được cả người run rẩy, khó xử nhìn xem bên kia gào thét người khác là kẻ điên, chính mình lại càng giống kẻ điên Trương Hải Thiên, căng da đầu nói, Vương Phi bất giận, chuyện gì đều có hoàng thượng làm chủ không phải. Ngươi cần gì phải nháo thành như vậy? Trương Đại Nhân dù sao cũng là mệnh quan triều đình, nếu bị thương hắn, ngươi cũng khó thoát chỉ trích, không bằng chuyện này liền tạm gác lại hoàng thượng tới đoạn. Hai bên đều không phải hảo trêu chọc, kinh triệu doãn cũng chỉ có thể ba phải đem hết thảy đều đẩy cho cái kia duy nhất có thể xử lý người lại nháo đi xuống ngày mai kinh thành chỉ sợ cũng lời đồn bay đầy trời con mắt nào của ngươi nhìn đến bổn phi bị thương hắn yên tâm đi bổn phi người sẽ không thương trương đại nhân một cây lông tơ đỉnh mày dương lên lăng kính hiên cố ý xuyên tạc hắn ý tứ cố tình cắn trọng trương đại nhân ba chữ không thể nghi ngờ là nói cho bọn họ trừ bỏ trương đại nhân bản nhân những người khác hắn đã có thể không dám bảo đảm ngươi trương hải thiên ngón tay run rẩy chỉ vào hắn miệng đều khí oai bên cạnh kinh triệu doãn mãn đầu hắc tuyến giữ chặt hắn ngược lại đối lăng kính hiên nói vương phi mọi người đều nhìn đâu ngươi cho dù có thiên đại khí cũng nên ra không bằng hôm nay liền thôi bỏ đi khi nói chuyện kinh triệu doãn ý có điều chỉ quét quét sập ngoài cửa lớn hắn tiến vào thời điểm không ít người đều đổ ở nơi đó đối với trên mặt đất thi thể chỉ chỉ rõ rõ có chút người thậm chí còn tiến vào trong viện tới lúc này cũng đứng ở một bên xem kịch vui chỉ là bọn hắn cách đến rất xa đứng ở chính viện trong đại sảnh bọn họ đều nhìn không tới mà thôi tính hắn trương hải thiên làm người mưu hại bổn phi nhi tử hại tiểu quận vương thiếu chút nữa trúng độc bỏ mình cứ như vậy tính nhà ta vương gia nếu là trở về chẳng phải là muốn trách cứ bổn phi hộ tử bất lợi cố ý giả bộ một bộ có lý không tha người bộ dáng lăng kính hiên lôi kéo liễm hạ mắt lại lôi kéo hài tử liền nói chuyện cơ hội đều không cho bọn họ bùng bùng nói tiếp trương gia lão phu nhân càng là làm trò bổn phi cùng hài tử mặt mắng thế tử là cẩu tạp chủng đổi làm là ngươi kinh triệu doãn đại nhân ngươi có thể cứ như vậy tính này kinh triệu doãn quyết đoán từ nghèo trong lòng không cấm có điểm oán trách trương hải thiên ngươi nói ngươi hảo hảo trêu chọc nhân gia làm gì đâu trêu chọc liền trêu chọc đi còn làm trò nhân gia mặt mắng chửi người gia cẩu tạp chủng vương phi sinh ra là không tốt nhưng người ta nhi tử lại là đứng đứng đắn đắng hoàng tộc huyết mạch thịnh thân vương con vợ cả a à. may mắn hôm nay thịnh thân vương không ở nếu không trương gia chỉ sợ đã sớm làm hắn mang binh cấp sang bằng tuy rằng trước mắt giống như cũng bị tạp đến không sai biệt lắm đánh tạp còn ở tiếp tục từ chính viện đến trắc viện trắc viện đến hậu viện trương phủ mỗi tòa sân cũng chưa tránh được bị đánh tạp vận mệnh, kinh triệu doãn đã đến chẳng những không có hòa hoãn không khí, ngăn cản lăng kính hiên điên cùng hành vi, ngược lại là thiếu chút nữa làm hắn cấp đồng hóa, tưởng hắn đường đường một cái vương phi, nếu không phải bị bất đắc dĩ, lại sao lại mang theo nhi tử giết đến người khác trong phủ. Người bình thường đều sao sẽ cảm thấy nói không chừng thật là trương gia người trước khi dễ nhân gia trước đây, rốt cuộc hôm nay thịnh thân vương không ở kinh thành, vương phi lại là mới đến trương gia bởi vì trong cung có thuộc phi, ngoài cung có tam hoàng tử, thực lực hùng hậu, vương phi chỉ cần không phải cái ngốc tử đều không thể dễ dàng trêu chọc bọn họ, hoặc là ít nhất nên chờ đến thịnh thân vương trở về, nhưng... Trương gia không thể nói một chút sai đều không có đi. Ngươi còn đứng làm gì? Còn không mau ngăn lại những người đó. Thấy kinh triệu doãn chậm chạp bất động, chật vật Trương Hải Thiên cũng bất chấp cái gì vương phi không vương phi, tiếng trống giận thiếu chút nữa không phá tan nóc nhà, nói đến cùng vẫn là bởi vì lăng kính hiên sinh ra quá kém nếu hắn không phải nông phu mà là cái gì thế gia quý tộc con vợ cả trương hải thiên liền tính lại phẫn nộ cũng tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn rống to kêu to này trương đại nhân không phải hạ quan không nghĩ a à, vương phi hắn ngươi xem này kinh triệu doãn khó xử xem hắn lại chỉ chỉ lăng kính hiên phụ tử không quan tâm trong nội tâm hay không đã thiên hướng lăng kính hiên đơn thuần liền thân phận mà nói hắn cũng đắc tội không nổi a à. trương gia thế đại có thể không sợ hãi thịnh thân vương sau khi trở về rất có thể sẽ có trả thù hắn không được a à. thịnh thân vương khủng bố lại không phải người khác thổi ra tới năm đó hắn ở trên triều đình chém giết binh bộ một đám người khoảng thời gian trước một chân đá chết tham tấu vương phi chung nữ sử này đó hắn đều là chính mắt nhìn thấy hắn nhưng không nghĩ trở thành cái thứ hai bị hắn một chân đá chết mệnh quan triều đình này cái gì này bản quan làm ngươi cả ngươi liền cảng, xảy ra vấn đề bản quan phụ trách. Trương Hải Thiên đã sớm khí điên rồi, càng thêm không đem lăng kính hiên đặt ở đáy mắt, người sau nghe được lời hắn nói, khóe môi một câu, nghiêm tư, có nghe hay không? Xảy ra chuyện trương đại nhân phụ toàn trách, thông tri đi xuống, ai dám ngăn trở, dết không tha. Luận điên cuồng, ai có thể điên đến quá hắn. Nơi này cũng không phải là hắn vương phủ nhiều sát vài người hoặc thiếu sát vài người với hắn mà nói cũng chưa kém. Hắn nếu dám nháo đến nơi đây tới, chẳng lẽ còn sẽ sợ nơi này máu chảy thành sông không thành? Mất công trương hải thiên ngu xuẩn, lại cho hắn một cái danh chính ngôn thuận giết người lấy cớ. Đúng vậy. bị điểm danh nghiêm tư tà khí cười, như là xem đồ ngốc giống nhau nhìn trương hải thiên, hắn kia nhị phẩm quan viên danh hiệu không phải là cặp vấy quan hệ được đến đi. Loại này lời nói đều có thể nói ra. Thật là bạch bạch tiện nghi nhà bọn họ Vương Phi, chỉ sợ tìm khắp triều đình cũng tìm không ra cái thứ hai so với hắn càng xuẩn người. Trước sau đi theo bọn họ bên cạnh Tiết Vũ Dương càng là cười đến các loại yêu nghiệt, hắn xem như kiến thức tới rồi, cái gì gọi là đại xa tùy công nhi thượng, lúc trước cảm giác quả nhiên không sai, đi theo lăng kính hiên làm hắn nhật tử quá đến càng thêm thú vị. Kinh triệu doãn không cấm đánh cái lạnh run ngăn cản mệnh lệnh như thế nào đều nói không nên lời, Vương phi người đã nháo đến trương phủ không được an tĩnh, hộ viện ảnh vệ đều ngăn cản không được, hắn mang đến những cái đó binh lính phỏng chừng còn chưa đủ nhân gia tắt kẻ răng, thật làm hắn toàn vết, hắn cái này kinh triệu doãn không sai biệt lắm cũng làm đến cùng, không chừng còn sẽ đáp thượng một nhà già trẻ tánh mạng. Đây là có chuyện gì? Cửu cửu, cửu hoàng thẩm, liền ở kinh triệu doãn không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, một thân hoàng tử trang điểm, lớn lên còn tính xưng đầu tam hoàng tử mang theo không ít người đi đến. Trương Hải Thiên phản phất là thấy được cứu tinh giống nhau, lập tức liền chạy như bay qua đi, chỉ vào lăng kính hiên khóc lóc kể lễ nói, tam hoàng tử, ngươi cần phải cấp hạ quan làm chủ A, thịnh thân vương phi không hỏi nguyên do đánh chết đến trương phủ tới. Hại hạ quan lão mẫu thân thân bị trọng thương không nói, còn chết Sở hữu hộ viện, đến bây giờ người của hắn đều còn ở nơi nơi đánh tạp. Nếu không nói như thế nào văn thần lầm quốc đâu Nhìn Trương Hải Thiên đường đường một cái quan lớn cư nhiên nói khóc liền khóc Phản phất là thu bao lớn ủy khuất giống nhau Không hiểu biết người đều sao sẽ đồng tình hắn huống chi tam hoàng tử vẫn là hắn cháu ngoại trai Tự nhiên liền lấy hắn nói đương hồi sự nhi Lập tức sắc mặt liền suy sụp xuống dưới Nhìn về phía lăng kính hiên hai mắt liền cùng tôi đọc giống nhau Cửu hoàng thẩm, đây là có chuyện gì? Đáng chết nông phu, hắn rốt cuộc muốn làm gì? khinh trương gia không ai phải không tam hoàng tử phải không mệt ngươi một ngùm một cái cửu hoàng thẩm không biết người chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi là trương gia nhi tử mà phi ta hoàng tộc con nối giỏi đâu bổn phi lại nói như thế nào đều là ngươi hoàng thẩm ngươi này thái độ là đối đãi hoàng thẩm hẳn là có thái độ ngươi khác đều nói bổn phi sinh ra nông gia không có giáo dưỡng y bổn phi xem hoàng gia giáo dưỡng cũng chẳng ra gì sao muốn so thân phận phải không hắn thịnh thân vương phi thân phận sao lại bại bởi hắn. Một cái hoàng tử mà thôi, còn tưởng ở hắn trước mặt ra oai, bạch mù hắn hoàng tử mắt chó. Ngươi, xin lỗi, cửu hoàng thẩm, là hoàng chất vượt qua, trương gia nải hoàng chất nhà ngoại, không biết bọn họ như thế nào đắc tội cửu hoàng thẩm, thế cho nên cửu hoàng thẩm muốn nháo đến này bước động ruộng. Tam hoàng tử giận dữ, ngay sau đó lại chú ý tới mặt khác quan viên cùng nghiêm tư tồn tại, không thể không cúi đầu nhận sai, mặt sau mỗi cái tự cơ hồ đều là từ hàm răng phùng nhảy ra tới đi theo hắn cùng tiến đến đại bộ phận đều là ở tại vùng này quan viên nhưng không được đầy đủ là bọn họ người bổn phi vì sao phải nói cho ngươi hừ mệt nhà ta vương gia còn nói tam hoàng tử ngươi rất có tiến bộ xem ra cũng bất quá như thế hôm nay việc bổn phi chắc chắn một năm một mười nói cho ta gia vương gia tam hoàng tử các ngươi thương lượng hảo như thế nào cho hắn công đạo đi đừng tưởng rằng vương gia không ở kinh thành các ngươi liền có thể tùy tiện khi dễ chúng ta phụ tử bốn người. Hôm nay bổn phi cũng nháo đủ rồi, ngày mai lâm triều, bổn phi lại cùng các ngươi bẻ xả rõ ràng. Nếu hoàng thượng cảm thấy bổn phi là sai, kia. Bổn phi liền từ vương phủ một đường quỳ đến trương gia tới chịu đòn nhận tội, tương phản, trương đại nhân, mưu hại hoàng tộc con nối giỏi tội danh, ngươi nói hoàng thượng sẽ như thế nào phán đâu. Còn có ngươi tam hoàng tử, nếu không phải ngươi cái này nhà tôi, hắn một cái nho nhỏ trương gia không dám bắt tay duỗi đến thịnh thân vương phủ tới. Trương gia nếu là có tội, ngươi cũng khó thoát trách phạt. Lăng kính hiên một tay nắm hài tử, một tay chỉ vào tam hoàng tử, xem diễn người không sai biệt lắm đều đến đông đủ, này ra diễn không sai biệt lắm cũng nên hạ màn, cuối cùng kết cục tạm gác lại ngày mai lâm triều cũng không sao, đến lúc đó mới là bọn họ chân chính ngày chết. Nghe được mưu hại hoàng tộc mấy chữ, tam hoàng tử sắc mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi hắn nhưng không quên lăng tường là chết như thế nào mưu hại lão hoàng thúc chắc trai còn như thế nếu là mưu hại cửu hoàng thúc nhi tử tam hoàng tử cũng không dám mặc kệ chính mình đi xuống suy nghĩ tầm mắt hơi âm trầm chuyển hướng trương hải thiên bọn họ sẽ không thật sự làm đi bằng không người như thế nào sẽ nháo đến trương phủ tới cửu hoàng thúc hôm nay không ở kinh thành chuyện này ai đều biết theo lý thuyết cửu hoàng thẩm không nên như vậy điên cuồng mới là những người khác cùng hắn ý tưởng cũng không sai biệt lắm bình thường dưới tình huống thịnh thân vương không ở kinh thành thịnh thân vương phi đều không nên như thế kiêu ngạo mới đúng nói hưu nói vượng hạ quan vẫn là câu nói kia vương phi nếu nói hạ quan mưu hại con của ngươi thỉnh ngươi lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ tới nếu không việc này hạ quan tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu bị mọi người hoài nghi ánh mắt xem đến các loại không được tự nhiên trương hải thiên không cấm đỉnh đỉnh ngực vì chính mình thêm can đảm tử Lăng Kính Hiên cho tới bây giờ cũng chưa lấy ra chứng cứ hành vi không thể nghi ngờ làm hắn phi thường có nắm chắc, cấp bà Vũ Hạ Độc kia sự kiện hắn tự hỏi làm được phi thường bí ẩn, tặng đồ tiểu Liên đã chết, ngày thường nàng cũng chưa từng theo chân bọn họ trực tiếp tiếp xúc quá. Mà phụ trách cùng tiểu Liên liên lạc nhãn tuyến chỉ vương phủ liền có vài. Cái, hơn nửa đại bộ phận đều là lẫn vào vương phủ đã nhiều năm, Lăng Kính Hiên luyện tính cũng thiên đại bản lĩnh cũng không có khả năng toàn bộ đào ra nếu hắn thật đào ra một hai cái, mặt khác nhãn tuyến cũng sẽ cho hắn để tin tức ra tới, hắn liền không tin trong tay hắn thật sự chứng cứ. Kinh hắn vừa nói, mặt khác tầm mắt lại động tác nhất trí nhìn về phía lăng kính hiên, người sau lại là quỷ dị dơ lên một mặt cười lạnh, phải không? Trương Đại Nhân cũng thật tự tin, bổn phi không công phu ở chỗ này cùng ngươi khu môi múa mép, ngày mai bổn phi sẽ tự thỉnh hoàng thượng làm chủ, nghiêm tư, đem người tất cả đều triệu hồi tới, chúng ta chuẩn bị đi trở về là nghiêm tư ông quyền phi thân tiến vào trương phủ bên trong những người khác tắt các loại hoài nghi nhìn lăng kính hiên không đạo lý a à, nếu hắn thật không có chứng cứ lại như thế nào sẽ hùng hổ tới cửa nhưng nếu nói hắn có chứng cứ đều lúc này như thế nào còn không lượng ra tới hoặc là hắn là đang đợi thịnh thân vương trở về một khi thịnh thân vương đã trở lại không quan tâm có hay không chứng cứ hoàng thượng chỉ sợ cũng vô pháp trị hắn tội nói cách khác trương gia này đốn người đứng đầu hàng chính là ăn không trả tiền rống rống a à. ở bọn họ tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc sao lại thế này thời điểm hai đầu thành niên cự lan gạo rống vọt ra không ít người đều sợ tới mức kế tiếp lui về phía sau một ít phản ứng không kịp thậm chí một mông ngồi ở trên mặt đất theo sát ở bọn họ phía sau còn có một đám quần áo quái dị người xem bọn họ động tác huấn luyện có tố không khó đoán được bọn họ đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện hơn nữa bọn họ mỗi người đều cho người ta giả tính 10 phần cảm giác, sức chiến đấu vừa. Thấy liền không yếu, chỉ là bọn họ lại là từ nơi nào toát ra tới. Còn có bọn họ trên người quá gì ăn mặc cùng vũ khí, đều cái gì ngoạn ý nhi đâu. Lão Lan, Tiểu Hắc, vất vả, chúng ta chuẩn bị về nhà đi. Làm lơ mọi người nghi hoặc, Lăng Kính Hiên xoay người vỗ vỗ Lan cha cùng Tiểu Hắc, hai chỉ tượng trưng tính nứt nở một tiếng, Tiểu Hắc ngoan ngoãn bò đi xuống. Lăng kính hiên bế lên lăng văn đặt ở hắn trên lưng Ngay sau đó chính hắn cũng xoay người sải bước lên lan cha bối cưỡi ở nó trên người trên cao nhìn xuống nhìn nhìn cơ hồ trở thành phế tích trương phủ Tầm mắt cuối cùng dừng ở phi đầu tán phát trương hải thiên trên người Hơi không lưng trào phúng cười lạnh Trương đại nhân Hy vọng Ngày mai lúc này bổn phi còn có thể nhìn đến sống sờ sờ ngươi Chúng ta đi Là Giọng nói rơi xuống, Chở lăng kính hiên lan cha dẫn đầu sông ra ngoài Lôi đình chiến đội một tiếng trống Huấn luyện có tố lui lại Cố tình làm tiểu hắc đi ở mặt sau cùng lăng văn oán hận Trừng mắt trương hải thiên cùng tam hoàng tử Các ngươi hại ta đệ đệ Chuyện này sẽ không cứ như vậy xong rồi Hừ, các ngươi chờ xem Phụ vương cùng cha tuyệt đối sẽ làm các ngươi trả giá đại giới Đóng Nói xong, đại bao tử một quay đầu Tiểu hắc ăn ý một trống Sợ tới mức không ít người đều thiếu chút nữa đái trong quần một người một lan lúc này mới vừa lòng rời đi, đi theo bọn họ phía sau phụ trách bảo hộ hắn tiết vũ dương không cấm bật cười, không hổ là lăng kính hiên dạy dỗ ra tới nhi tử, lại tàn nhẫn lại hắc, chút nào không thể so hắn lão cha kém A, à, nhìn một cái những cái đó sợ tới mức hồn vía lên mây người, đánh giá đêm nay đều đến làm ác mộng. Lăng kính hiên đám người rời đi sau, kinh triệu doãn cũng mang theo binh lính rời đi, những cái đó xem náo nhiệt đại thần cũng lần lượt rời đi, tam hoàng tử đầy mặt thái sắc nhìn trương gia, không biết qua bao lâu đột nhiên âm ngoan hỏi đại cửu hay không thật sự không có hại quá cửu hoàng thúc tiểu nhi tử đây là như vậy hiện tại không có người ngoài trương hải thiên tự nhiên sẽ không lại gạt hắn nói đơn giản xong hắn an bài sau trấn an nói đừng lo lắng cái kia tiểu liên đã bị diệt khẩu những người khác phần lớn là lẫn vào vương phủ đã nhiều năm muốn bại lộ cũng không có khả năng toàn bộ bại lộ thật xảy ra chuyện bọn họ đã sớm đưa tin tức đã trở lại ta xem cái kia nông phu trong tay căn bản là không có chứng cứ. Nói đến cái này hắn còn không cấm có chút giàu dạc đắc ý, tam hoàng tử tức giận nói, kia hắn như thế nào sẽ tìm được trương phủ tới. Đại cửu vẫn là phái người liên hệ một chút vương phủ nhãn tuyến đi, ngày mai lâm triều, chúng ta không thể lại trở thành người khác chê cười, còn có, về sau không chuẩn lại dùng cái gì độc, ở cái kia nông phu trước mặt dùng độc, ngươi không phải chính mình tìm chết sao. Nói đến cái này hắn liền tới khí, Người khác không biết hắn còn không biết sao Luận tập dùng độc Lăng kính hiên tuyệt bức là thiên hạ đệ nhất Bọn họ cư nhiên ngay ngốc hướng nhân gia cường hạng thượng đâm Thật là xuẩn về đến nhà Hắn thiện dùng độc chuyện này không phải hôm qua mới bại lộ ra tới sao Ta kia kế hoạch là trước hai ngày biết được bà Vũ sẽ về nhà liền bố trí tốt Muốn nhận tay cũng không kịp a. À, ta đây liền làm người đi liên hệ vương phủ nhãn tuyến Ngươi yên tâm Ta người ta dám cam đoan Tuyệt đối sẽ không có việc gì Đến lúc này, Trương Hải Thiên vẫn như cũ tự tin, tam hoàng tử bất đắc dĩ xem hắn, nghẹn khí rời đi, liền lão phu nhân đều không có đi xem một cái. Bên kia, chờ lăng kính hiên đoàn người trở lại vương phủ không sai biệt lắm đều nửa đêm, thiết qua tử chịu không nổi đã cùng tiểu đoàn tử cùng nhau ngủ, mặc dù là trong lúc ngủ mơ, hắn tay cũng chặt chẽ che chở tiểu đoàn tử, lăng kính hiên nhìn đến thời điểm bất giác trong lòng ấm áp, tống cổ đại bao tử cũng đi ngủ sau hắn mới rời đi tiểu đoàn tử nhà ở. Nghiêm tư, phóng những cái đó nhãn tuyến đi ra ngoài Đêm nay khẳng định có người trở về theo chân bọn họ tiếp xúc Ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi Tiến vào thương lan hiên phía trước Lăng kính hiên nhiên người nói Bóng đêm che khuất trên mặt hắn biểu tình Bất quá cặp kia lấp lánh sáng lên đơn phượng nhãn lại lập loài quỷ dị cùng lạnh lẽo Rõ ràng nói cho người khác Hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay Là, vương phi cứ việc yên tâm Dư lại thuộc hạ sẽ xử lý tốt Nghiêm tư cũng không phải xuẩn cơ hồ một điểm liền thấu, Lăng Kính Hiên vừa lòng gật gật đầu, các ngươi làm việc ta yên tâm, nghiêm tư, thịnh duệ không ở, vương phủ cùng bọn nhỏ an toàn liền phải các ngươi tốn nhiều tâm. Nói xong, Lăng Kính Hiên thẳng đi vào, vẫn luôn đều cho rằng Lăng Kính Hiên không tin bọn họ nghiêm tư không cấm sững sờ ở tại chỗ, liền ẩn thân với chỗ tối nghiêm dực cũng đi ra, cùng hắn cùng nhau nhìn Lăng Kính Hiên bóng dáng, hắn những lời này đó rốt cuộc có ý tứ gì? Lão đại, ta thật may mắn, hắn là chúng ta vương phi. Không biết qua bao lâu, nghiêm tư đột nhiên thấp giọng nói, có lẽ, hắn hiểu vương phi ý tứ, hắn không phải không tín nhiệm bọn họ, chỉ là hắn cùng vương gia dù sao cũng là bất đồng hai người, bọn họ lại là vương gia ảnh vệ, nếu là có cái gì xung đột thời điểm, bọn họ khẳng định trước hướng về vương gia, hơn nữa bọn họ bản thân cũng không chỉ là ảnh vệ đơn giản như vậy, chiến tranh khai hỏa lúc sau, bọn họ chính là vương gia trợ thủ đắc lực cần thiết cùng hắn cùng nhau thượng chiến trường cho nên vương phi yêu cầu huấn luyện chính mình người hắn cũng yêu cầu chính mình thế lực yêu cầu bố trí toàn cục không thể chỉ an với làm thịnh thân vương phi hắn đối bọn họ trước nay liền không có cái gì không tín nhiệm nói đến hắn sợ làm hết thảy đều là vì cái này gia vì vương gia ân nghiêm dực ăn ý gật đầu hắn cũng không phải xuẩn nghiêm tư có thể nghĩ đến hắn giống nhau có thể nghĩ đến Hai anh em ở trong bóng đêm lẫn nhau đối xem một cái Lần lượt lắc mình biến mất tại chỗ Bọn họ sẽ khác làm hết phận sự Bảo vệ tốt Vương Phi cùng thế tử nhắm Thịnh thân Vương Phi dẫn người sát nhập trương phủ sự tình Vào lúc ban đêm liền truyền khắp toàn bộ kinh thành Hoàng đế tự nhiên cũng thu được tin tức Đại bộ phận người phản ứng đầu tiên chính là phái người lưu ý cửa thành Tùy thời chú ý hôm qua mới đi kim châu đại doanh nghiêm thịnh duệ có hay không trở về Không quan tâm thịnh thân Vương Phi là đúng hay sai thịnh thân vương hay không xuất hiện đều đem quyết định kết quả cuối cùng, ở chân chính cường hãng thực lực trước mặt. Cái gì đều là... Hư! Ngươi thật muốn đi thượng triều. Lăng kính hiên sáng sớm liền mặc hảo vương phi đại trang, ông hài tử từ bên trong ra tới tư không giác nhíu mày nhìn hắn, triều đình không thể so hậu trạch, cửu hoàng thúc lại không ở, hắn một người thật sự có thể. Nghe nói hoàng đế vẫn luôn nghi kỳ cửu hoàng thúc, hắn có thể hay không thừa cơ chèn ép hắn. Vạn nhất, càng nghĩ càng lo lắng, tư không giác đơn giản đem hài tử buông, thò lại gần lo lắng nói, không bằng ta cùng ngươi cùng đi đi, nhiều người nhiều giúp đỡ không phải. Ha hả, ta lại không phải đi đánh lão hổ, muốn như vậy nhiều giúp đỡ làm gì. Ngươi cũng đừng lo lắng, những người đó còn có thể ăn ta không thành. Lăng kính hiên không cấm buồn cười, hắn thoạt nhìn liền như vậy không đáng tín nhiệm sao. Liền tính không có nghiêm thịnh duệ, những người đó tưởng khi dễ hắn cũng là không có khả năng, huống chi, hắn cũng không phải một người, không còn có vân hàng cùng hoàng dượng bọn họ sao, tuy rằng hoàng dượng cơ bản đều không thế nào thượng triều, bất quá hôm nay trường hợp này, hắn dám chi phí thượng nhân đầu đảm bảo, hoàng dượng tuyệt đối sẽ không vắng học. Lời nói không phải như vậy nói, ta không phải lo lắng ngươi sao? Hoàng đế không phải gì thứ tốt, trương gia những người đó càng là như thế, dù sao ta thanh danh cũng tốt hơn, có ta đi theo, ta xem ai dám khi dễ ngươi. Tư không giác vẫn là không có biện pháp yên tâm, hắn tin tưởng lấy lăng kính hiên năng lực hẳn là có thể chính mình giải quyết, nhưng hắn dù sao cũng là hắn ở thành quốc duy nhất một cái bằng hữu, cho dù là một phần vạn tỷ lệ, hắn cũng không hy vọng nhìn đến bất luận cái gì ngoại ý muốn. Giác, hoàng thượng là chúng ta thân thúc thúc. Bên kia nghiêm khiếu hoa bất đắc dĩ đỡ trán, tuy rằng hắn cũng cảm thấy hoàng đế không phải cái đồ vật, nhưng lời này bọn họ trong lòng ngẫm lại là được như thế nào có thể nói ra tới đâu thân thúc thúc làm sao vậy người lấy hắn đương thúc thúc hắn có bắt người đương thân cháu trai sao ở ngôi vị hoàng đế trước mặt bất luận cái gì thân tình đều là dư thừa tư không giác phản xạ tính tạc mau tây quốc hoàng thất đến bọn họ tam huynh đệ này một thế hệ tuy rằng còn tính hài hòa nhưng hắn phụ hoàng mẫu hậu cũng là trải qua quá đoạt vị chi tranh đối với đế vương cùng vương gia nhóm về điểm này chuyện này hắn nhiều ít vẫn là rõ ràng, đối hoàng đế tới nói, bất luận cái gì thân nhân đều có khả năng là mưu đoạt hắn ngôi vị hoàng đế địch nhân, hắn thậm chí thà rằng tin tưởng người ngoài, cũng sẽ không tin tưởng chính mình thân nhân. Ta còn không phải là nói nói sao? Người nói người đến nổi dỗi ta sao? Nghiêm khiếu hoa ủy khuất lẩm bẩm hai câu, thần sắc không phải thực tự nhiên quét liếc mắt một cái bên cạnh ý cười tràn đầy tiếc vũ dương, hắn biết sai rồi còn không được sao? ai biết ngươi là thật sự nói nói vẫn là. Được ngươi, đừng có lý không tha người, khiếu hoa cũng là vì ngươi hảo, ăn cơm đi, ăn no mới có thể chiến đấu. Giữ chặt còn muốn nói cái gì tư không giác, lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì ngày hôm qua tiểu đoàn tử gặp tội, hôm nay lăng văn cùng thiết qua tử đều không có ra tới, hai anh em vừa mở mắt liền thủ tiểu đoàn tử chơi đi, mà phúc quận vương tắt đi xem khiếu thanh. Toàn bộ trong đại sảnh liền bọn họ vài người dùng cơm, so sánh với những người khác hoặc nhiều hoặc ít lo lắng, Lăng Kính Hiên bản nhân phản phất là một chút việc nhi đều không có. Làm theo ăn gì cũng ngon, chiến đấu sao, hắn. Khi nào sợ hãi quá? Lý luận thượng mà nói, Vương Phi là không thể vào triều sớm, bất luận nam nữ, mặc dù hắn phẩm cấp lại cao cũng không được, bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như nói hoàng thượng đặc biệt cho phép hoặc mặt khác cái gì đột phát trạng huống, nghiêm thịnh duệ đi kim châu đại doanh, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, Lăng Kính Hiên hoàn toàn có thể lấy siêu nhất phẩm vương phi thân phận đi vào triều đình, nhưng tiền đề là hắn chỉ có thể tham dự trên triều đình cùng hắn có quan hệ việc nghị luận, mặt khác. Quốc sự hắn là không có tư cách tham dự. Hôm nay mỗi người đều ẩn ẩn biết sẽ phát sinh đại sự, để hậu thượng triều trước, thuộc phi còn ở nửa đường thượng ngăn lại bọn họ lại là khóc lóc kể lễ lại là cáo trạng, hơn nữa nàng trên đầu còn mang theo một đóa màu trắng tiểu hoa, không thể nghi ngờ chính là nói cho nghiêm thịnh trí sở vân hàn mẫu thân của nàng đã qua đời, là lăng kính hiên hại chết, nghiêm thịnh trí phế đi rất lớn một phen công phu mới khuyên lui nàng, sở vân hàng từ đầu đến cuối cũng chưa nói chuyện qua. Chỉ là, mắt phượng, thoáng hiện nhẹ nhẹ sắc bén, hảo một cái thuộc phi, hôm nay liền tính kính hiên không vặn ngã nàng, về sau hắn cũng sẽ nghĩ cách lòng suy sụp nàng. Mà văn võ đại thần bên kia, Trương Hải Thiên nguyên bản là tưởng trực tiếp mặt tan phục phục thượng triều, bất quá sợ va chạm bệ hạ, Vừa ra đến trước cửa lại đổi thành quan phục, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ cái biện pháp tùy thời nhắc nhở hoàng đế, lăng kính hiên hại chết hắn lão nương, đó chính là ở trên cánh tay cột lên một đoạn hiếu bố, mà võ tướng bên kia không ra lăng kính hiên ngoài ý liệu, tăng hậu quyết đoán thượng triều. Cùng hắn cùng nhau còn có Ngụy Quốc công chờ liên can nữa từ. Nhiệm lão tướng, bọn họ chỉ sợ đều là tới cấp lăng kính hiên căn bãi, hoàng đế nếu không thể công bằng xử lý chuyện này, hôm nay liền không khả năng thiện thịnh thân vương phi đến. Lâm Triều bắt đầu phía trước, quần thần đều sẽ ở phòng nghỉ lặng lặng chờ đợi, mắt thấy Lâm Triều thời gian liền phải tới rồi, thái giám một tiếng cao uống, cả người chính hồng lăng kính hiên mang theo nghiêm tư đi đến, Trương Hải Thiên một đảng nháy mắt mắt lộ ra hung quang, thấy bọn họ phía sau cũng không có cái gì chứng nhân sau, tư cập tối hôm qua nhãn tuyến truyền ra tới viết hết thảy mạnh khỏe tờ giấy, Trương Hải Thiên càng là tin tưởng tràn đầy, thịnh thân vương không ở, này không thể. Nghi ngờ là tốt nhất vặn ngã thịnh thân vương phi thời cơ. Lăng kính hiên nhàn nhạt đảo qua đứng chung một chỗ tam hoàng tử trương hải thiên đám người, khóe miệng trào phúng một viết, ra vẻ ngạo mạn lướt qua bọn họ, trực tiếp đi đến tàng hầu trước mặt không lưng hành lễ, hoàng dượng sớm. Ân. Ngồi ở ghế trên bế mặt ánh mắt tàng hầu thoáng mở mắt ra xem hắn, thấy hắn vẻ mặt bằng phẳng, nói cái gì đều không có hỏi, đây là đối hắn lớn nhất tín nhiệm, lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh ở bên cạnh hắn ngồi xuống mặt khác hoàng tử các đại thần đều lặng lẽ đánh giá mỗi người đều rất tò mò xuất thân nông gia hắn trừ bỏ y thuật độc thuật không tồi mặt khác cũng không nghe nói có gì sở trường diện mạo cũng không tính đứng đầu dáng người càng là thiên hướng với thon dài đơn bạc vì sao hắn có như vậy đại lá gan thế nhưng dẫn người sát nhập mệnh quan triều đình phủ đệ lộng chết nhân gia lão phu nhân không nói còn dám như vậy công khai đi vào phòng nghỉ hắn sẽ không sợ chờ lát nữa hoàng đế trị hắn tội phải biết rằng thịnh thân vương thẳng đến bọn họ ra cửa trước đều còn không có hồi kinh hoàng đế liền tính chém hắn đầu thịnh thân vương trở về người đều đã chết cũng không có cách vẫn là nói trong tay hắn còn nhéo cái gì đủ để cho trương gia không thể xoay người chứng cứ an định rồi hoàng đế không có khả năng phạt hắn thượng triều mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc sau lại thế này thái giám cao tiếng quát lại lần nữa vang lên quần thần đành phải tạm thời thu liễm khởi những cái đó lung tung rối loạn phỏng đoán suốt y quan xếp hàng đi trước đại điện lăng kính hiên tuy rằng không cụ bị thượng triều tư cách nhưng hắn nam nhân là thịnh thân vương này đây hắn là cùng mão thân vương bọn họ cùng nhau đi tuốt đàn trước mặt liền các hoàng tử đều chỉ có thể đi theo hắn phía sau hoàng thượng hoàng hậu giá lâm văn võ bá quan ở trong đại điện dựa theo lẫn nhau cấp bậc trạm hảo sau Trương Đức Tử đứng ở chỗ cao một kêu, để hậu dắt tay nhau từ bên ngoài đi đến, văn võ bá quan động tác nhất trí quỳ xuống, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nghiêm thịnh trí sở vân hàng sóng vai tiếng vào triều đình, thất hoàng tử nghiêm khiếu minh tự giác đi đến các hoàng tử trận doanh quỳ hảo, trải qua trương hải thiên bên người khi, nghiêm thịnh trí bước chân một đốn, liễm hạ mắt thấy xem cánh tay hắn thượng hiếu bố, rồi lại cái gì cũng chưa nói, thực mau lại bước ra bước chân đến lăng kính hiên bên cạnh khi hai người lại nghe xong đi xuống nhìn kỹ nói nghiêm thịnh trí từng mấy không thể tra thở dài có lẽ nào đó người cảm thấy nghiêm thịnh duệ không ở chính là vặn ngã thịnh thân vương phi thời cơ tốt nhất nhưng nghiêm thịnh trí so với ai khác đều rõ ràng hắn muốn thật làm như vậy phỏng chừng không đến trời tối hắn ngôi vị hoàng để liền thay đổi người ngồi nghiêm thịnh duệ đối lăng kính hiên sủng ái cơ hồ tới rồi cưng chiều nông nổi ai động hắn vương phi phỏng chừng đều không hảo xử bệ hạ thấy hắn thật lâu bất động cũng không biết suy nghĩ cái gì sở vân hàng nhỏ giọng nhắc nhở nói nhìn thấy lăng kính hiên phía trước hắn có lẽ còn sẽ lo lắng nhìn đến hắn lúc sau hắn ngược lại một chút đều không lo lắng lấy hắn đối lăng kính hiên hiểu biết không có trăm phần trăm nắm chắc hắn là sẽ không trạm thượng triều đường nói cách khác không quan tâm lão cửu có hay không trở về trương gia hôm nay đều đừng nghĩ hảo quá Khác nhau ở chỗ bọn họ sẽ bị chỉnh đến nhiều tàn nhẫn mà thôi. Lấy lại tinh thần, nghiêm thịnh trí dắt sở vân hàng tay, hai người cùng bước lên cầu thang, phân biệt ở long tòa phượng ghế ngồi xuống sau, nghiêm thịnh trí bàn tay vung lên, chúng ái khanh bình thân. Đa tạ bệ hạ. Quần thần tạ ơn đứng dậy, trương đức tử dựa theo lệ thường trạm đi ra ngoài, hoàng thượng có chỉ, có việc khởi tấu, không có việc gì bãi triều. Hôm nay ngu ngốc đều biết không khả năng không có việc gì, Tạ tướng Tiêu Hà Sơn nghĩ bệnh không thượng triều, từ hữu tướng xuất lĩnh văn thần ăn ý khấu hạ không phải rất quan trọng tấu chương, mà biên quan tạm thời vô chiến sự, lấy tặng hầu cầm đầu võ tướng cũng không bất luận cái gì muốn động ý tướng, một khác lệ hoàng tộc tông thân đội hình giống nhau mặt không lên tiếng, bọn họ đều đang đợi, chờ Lăng Kính Hiên hoặc Trương Hải Thiên làm khó dễ. Nhưng Lăng Kính Hiên phản phất giống như người. Không có việc gì, vui vẻ thoải mái đứng ở hán thân vương mặt sau, rõ ràng là đang đợi người khác trước cáo trạng ô ô thấy thịnh thân vương phi bất động trương hải thiên khẽ cắn môi người còn không có trạm đi ra ngoài đâu tiếng khóc trước vang lên nghiêm thịnh trí phản xạ tính nhíu mày trương hải thiên gù lưng thân mình tiến lên quỳ gối đại điện trung ương bệ hạ ngươi phải cho vi thần làm chủ a à. đêm qua thịnh thân vương phi vô duyên vô cớ dẫn người sát nhập vi thần phủ đệ mạnh mẽ phá khai rồi phủ môn gặp người liền sát thấy đồ vật liền tạp vi thần mẫu thân cũng bị trên tay hắn không biết tên vũ khí đánh trúng hôm qua nửa đêm liền đi hiện giờ trương phủ đều mau thành phế tích bệ hạ phải cho vi thần chủ trì công đạo a à, thịnh thân vương phi một vô vương pháp giết người như ma quả thực chính là phát trồ, cầu hoàng thượng nắm rõ lắp bắp nói xong trương hải thiên lại hung hăng khái mấy cái vang đầu lời trong lời ngoại im bặt không nhắc tới thịnh thân vương phi vì sao sẽ sát đi trương phủ chỉ liên tiếp của trách hắn ác hành quả thực liền mau đem hắn nói thành là sát nhân mà liền xem quen rồi bọn họ diễn sướng xuất sắc nghiêm thịnh trí đều nhăn chặt mày càng đừng nói là lần đầu tiên nhìn thấy lăng kính hiên hắn nếu là sinh ở hiện đại tuyệt bức có thể lấy oscar tiểu kim nhân lăng kính hiên thật là từ đấy lòng bội phục một đại nam nhân nói khóc liền khóc thiệt tình cũng là không ai chẳng lẽ thật ứng câu kia trước khóc trước thắng danh ngôn sao trương ái khanh ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng vu cáo hoàng tộc là muốn xét nhà diệt tộc đêm qua dẫn người xâm nhập trương phủ thật là thịnh thân vương phi nghiêm thịnh trí cao ngồi ở long y phía trên nỗ lực áp lực khó chịu cảnh cáo hắn hắn nếu là cái thông minh nên biết chuyện này tốt nhất đình chỉ nếu không cuối cùng xui xẻo chỉ sợ đều là trương gia lão cửu kia hỗn đảng phỏng chừng hiện tại đã ở chạy như bay trở về đường xá trúng là vi thần tuyệt đối sẽ không nhận sai bệ hạ nếu không tin đại có thể hỏi kinh triệu doãn cùng tam hoàng tử đêm qua bọn họ đều từng cùng thịnh thân vương phi nói chuyện qua chính là hắn mang theo thế tử sát trương phủ giống như trương hải thiên cũng không nhận tình của hắn thậm chí còn đem tam hoàng tử liên lụy tiến vào lăng kính hiên khóe miệng đột nhiên giơ lên tươi cười thật là cho hắn tỉnh không ít chuyện nhi a à. giá đông cửa thành ngoại một con tuấn mã bay nhanh sử gần cửa thành thượng binh lính xa xa thấy rõ ràng người đến là ai sau ghé vào trên tường thành hướng tới phía dưới hô to, thịnh thân vương hội kinh, tốc tốc nhường đường. Vừa nghe là thịnh thân vương, đã sớm thu được tiếng gió thủ thành binh nhanh chóng kéo ra chướng ngại vật trên đường, không quên tận tốc thanh trừ xếp hàng chuẩn bị vào thành bá tánh, rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, liền thấy một con đen nhánh tuấn mã gào thét mà qua, trong chớp mắt liền vọt vào cửa thành, cùng lúc đó, bên trong thành không ngừng vang lên bá tánh bị quấy nhiễu tiếng thét chói tai, Chờ bọn họ phản ứng lại đây xem chuẩn bị Khai mắng Một người một con ngựa đã sớm biến mất Ở trong tầm mắt Cùng lúc đó trên triều đình Đối mặt Trương Hải Thiên chỉ trích Lăng kính hiên bất động thanh sắc Cao ngồi ở trên lông ý nghiêm thịnh trí Xem hắn một bộ không đau không ngứa Tính sẵn trong lòng bộ dáng Nhìn không được trừ trừ khóe miệng Hơn nửa ngày mới trầm giọng điểm danh Thịnh thân vương phi Trương Ái Khanh nói ngươi cùng thế tử dẫn người đánh vào trương phủ Làm sát kẻ vô tội còn hại chết lão phu nhân, nhưng có việc này. Đương 10 năm hoàng đế, nghiêm thịnh trí chưa từng tưởng giờ phút này giống nhau muốn xúc động bãi triều, lăng kính hiên rõ ràng người tới không có ý tốt, trương hải thiên cũng không biết từ đâu ra tự tin nhất định có thể vặn ngã hắn, làm đến hắn cũng đi theo khó xử, nếu lăng kính hiên có cách nói có chứng cứ còn hảo thuyết, nếu là không chứng cứ, hắn là nên xử phạt hắn đâu, hay là nên bao che hắn. Người trước cố nhiên dễ dàng, nhưng nếu là lão cửu một hồi tới, phỏng chừng hắn cái này hoàng đế nhật tử đều không hảo quá người sau sao nhân gia trương phủ lão phu nhân đều đã chết mặc dù hắn là hoàng đế cũng không thể bao che đến quá rõ ràng không phải còn có thuộc phi cùng lão tam nơi đó cũng không hảo công đạo thật là cái nang đề a à. rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể đẹp cả đôi đàn đâu nếu là làm người biết nghiêm thịnh trí trong lòng ý tưởng chỉ sợ không ít văn võ đại thần đều phải học máu đi đặc biệt là những cái đó muốn mượn cơ vặn ngã lăng kính hiên người Hoàng thượng đây là lấy kính hiên đương phạm nhân sao? Trước sau chưa từng nói chuyện lăng kính hiên chậm rãi đi ra ngoài, ngẩng đầu không chút nào sợ hãi nhìn mặt trên nghiêm thịnh trí, người sau khóe miệng vừa kéo, trẫm không có lấy ai đương phạm nhân, chẳng qua là trước hiểu biết một chút tình huống. Hắn không nhìn lầm nói, vừa rồi lăng kính hiên đấy mắt hiện lên quan mang là ở uy hiếp hắn. Ở cái này trên triều đình, trừ bỏ lão cửu, còn không có người dám như vậy đối hắn, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc có điểm minh bạch lão cửu vì sao sẽ lựa chọn hắn nhà quả thực liền cùng lão cửu giống nhau bá đạo ngang ngược cũng không biết hắn hay không cùng lão cửu giống nhau có thực lực phải không kính hiên liền tạm thời tin tưởng đi cái gì kêu ngươi tạm thời tin tưởng lấy hoàng đế cầm đầu mọi người không khỏi chửi thầm bất quá lăng kính hiên thanh âm ngay sau đó lại vang lên đối với trương đại nhân chỉ trích ta có hai điểm muốn nói rõ đệ nhất ta lại không phải kẻ điên sao có thể vô duyên vô cớ đánh vào trương phủ? Kinh thành thế gia quý tộc nhiều như vậy, ta vì sao không đánh vào nhà của người khác? Chuyện này nguyên do đến từ ta tiểu nhi tử lăng quận vương, ngày hôm trước ở uy viễn hầu phủ sự tình bệ hạ cùng các vị đều biết, ta bởi vì khiếu thanh thế tử mà không thể không ngủ lại uy viễn hầu phủ, mà ở ta đi uy viễn hầu phủ mừng thọ phía trước, niệm cặp bà vú vẫn luôn không có hồi quá gia, liền tống cổ nàng trở về nhìn xem người nhà, nhưng hôm qua chúng ta trở về lúc sau, tiểu nhi tử ăn bà vú nải không đến buổi tối liền khóc nháo lên, trải qua ta chẩn trị. Xác nhận hai tử là trúng độc, sau Lại ta ở vương phủ tầng tầng kiểm tra, rốt cuộc tìm ra nguyên nhân, nguyên lai là có người sấn bà vú trở về thời điểm cho nàng tặng một chung độc canh gà, vẫn là lấy danh nghĩa của ta đưa, hơn nữa đưa người cũng là gần người hầu hạ tiểu nha đầu, Hai tử sẽ trúng độc chính là bởi vì ăn bà vú nải, độc tố đi qua sự tiến vào thân thể hắn. Đó là một loại đối đại nhân tới nói không nhiều lắm thương tổn Đối em bé lại trí mạng độc Cũng may hài tử ngày thường không xảo không nháo Phi thường ngoan ngoãn Hôm qua đột nhiên khóc nháo mới khiến cho chúng ta chú ý Nếu hài tử ngày thường chính là khóc nháo chủ nhân Sợ là chúng ta liền xem nhẹ Lại làm hắn ăn nhiều vài lần bà vú sữa Không chừng hài tử liền không thể hiểu được không có Nói tới đây Lăng Kính Hiên dừng lại nghĩ khẩu khí sau mới tiếp tục nói đến nỗi vì cái gì sẽ làm ta tỏa định trương phủ mọi người đều biết ta là cái chính cống nông dân không thói quen những cái đó đại gia tộc một người trụ một tòa sân xa hoa tác phong chúng ta người một nhà tất cả đều ở tại chính viện hạ nhân cũng đều tụ tập ở chính viện vương gia phát cho ta ảnh vệ tự nhiên toàn bộ tụ tập ở chính viện nói đến cũng khéo hợp lúc trước ta mới tới vương phủ thời điểm đã xảy ra một chút sự tin trưa hôm đó cùng buổi tối liền có không ít trong phủ hạ nhân trộm ra phủ bọn họ đi địa phương nào thấy người nào ta toàn bộ đều làm ảnh về ký lục có trong hồ sơ cho nên các gia các hộ an bài ở vương phủ nhãn tuyến ta đều có ghi lại chính thức vào ở vương phủ sau ta cũng không có đuổi đi bọn họ mà là làm cho bọn họ đi khác sân đánh tạp ngầm lại làm người chú ý bọn họ hành tung đến nỗi chính viện trừ bỏ ta chính mình mang đến người cùng tân mua người còn lưu lại số ít thoạt nhìn thành thật cần mẫn hạ nhân đương nhiên lưu lại không thấy được chính là đáng giá tinh nại bái ảnh vệ đều tập trung ở chính viện ban tặng bọn họ vừa lúc có thể nhìn chằm chằm khẩn những người đó mỗi ngày liền tính bọn họ đi nhập xí vài lần đều sẽ bị ảnh vệ ký lục có trong hồ sơ cái kia đưa đọc canh gà tiểu nha đầu cũng không ngoại lệ tuy rằng nạn đã không còn nữa ta như cũ có thể căn cứ ảnh vệ ghi lại tìm ra ngày thường nạn đều cùng người nào tiếp xúc chờ manh mối phải biết rằng nạn là chính viện hầu hạ người không có khả năng thường xuyên ra phủ, trong phủ khẳng định có hắn đồng đảng, mà truy tra kết quả chính là, trong phủ trừ bỏ nàng, cương nhiên còn có năm cái thô sử hạ nhân đều là nàng đồng lõa, trong đó một người coi rẻ ta đã bị xử quyết, còn dư lại bốn người, ta trên tay chẳng những có bọn họ ngày thường xuất nhập trương phủ ký lục, còn có bọn họ thú nhận bộc trực khẩu cung, bốn người toàn bộ đều đã thừa nhận. Là trương đại nhân phái bọn họ lẻn vào vương phủ, trong đó một người càng tuyên bố, không thể lưu lại thịnh thân vương con nối giỏi, hắn nhiệm vụ chính là tìm cơ hội cùng cái kia biến mất tiểu nha đầu cùng nhau lộng chết ta sở hữu nhi tử, như thế, hoàng thượng cùng các vị đại thần hẳn là biết ta vì sao sẽ nháo thượng trương phủ đi. Thay đổi là ở đây bất luận cái gì một người, nếu ngươi có thể nói gặp được loại chuyện này còn có thể bình tĩnh, kia bổn phi liền thừa nhận chính mình sai lầm, tiền đề là, trước làm bổn phi một đám độc chết các ngươi nhi tử. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Kính Hiên hai mắt phục ra ra khiếp người quan mang, một câu liền đổ sở hữu có khả năng giúp Trương Hải Thiên người nói chuyện miệng, không cần hoài nghi, ai dám giúp Trương Hải Thiên, lấy hắn tối hôm qua điên cuồng, nói không chừng thật sự có khả năng một phen độc độc sát bọn họ con nối giỏi, những người này chính là lá gan lại đại, cũng không dám lấy chính mình con nối giỏi tới nói giỡn. Trương Hải Thiên một mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này nông phu bố cục cư nhiên sẽ như vậy lâu dài, từ hắn tiến vào vương phủ ngày đầu tiên khởi liền trắc một cái lưới lớn, bọn họ an bài ở vương phủ nhãn tuyến tương đương thành hắn bóp chết bọn họ tử huyệt, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn lập tức là có thể căn cứ ghi lại tìm ra bọn họ, hơn nữa là chứng cứ vô cùng xác thực tìm ra bọn họ, thật là đáng sợ. Cái này nông phu quả thực thật là đáng sợ. Nhìn đến loại này tình hình, Tam hoàng tử mặt đều đen. Nguyên bản tính toán hảo muốn giúp hắn nói rất đúng lời nói Cũng toàn bộ tạp ở ít hầu chỗ sâu trong Tùy tiện trạm đi ra ngoài Nói không chừng liền hắn đều phải cuốn vào trong đó Chạm vào Trương Hải Thiên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người êm đẹp an bài như vậy nhiều người tiến thịnh thân vương phủ làm gì? Muốn tạo phản sao? Nghiêm thịnh trí đột nhiên một cái tác chụp ở long ý trên tay viện Cũng không biết hắn là thật sự ở buồn bực Trương Hải Thiên vẫn là đổ lăng kính hiên miệng phải biết rằng, hắn cũng an bài người tiến vương phủ A, hiện tại những người đó chẳng những phế đi, còn rất có khả năng ở tương lai một ngày nào đó trở thành người khác nhược điểm, đáng chết, lăng kính hiên nội tâm như thế nào nhiều như vậy. Không, hoàng thượng, vi thần không dám, vi thần chỉ là, chỉ là. Trương Hải Thiên sợ tới mức trung bần bật, loại sự tình này đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mỗi nhà mỗi hộ đều có người khác xếp vào nhãn tuyến A, hắn muốn như thế nào giải thích chỉ là cái gì? Trẫm xem ngươi là muốn tìm cái chết, người tới a à, cho chậm đi hắn mũ miệng, đem hắn đánh vào thiên lao. có một số việc là không thích hợp nằm xoài trên dưới ánh mặt trời, không khỏi lăng kính hiên xả ra càng nhiều sự tình tới, nghiêm thịnh trí quyết đoán quyết định tiên hạ thủ vi cường, nhưng lăng kính hiên sẽ làm hắn làm như vậy sao? chậm đã. liền ở ngoài điện thì vệ chuẩn bị tiến vào thời điểm, lăng kính hiên dương tay ngăn trở xác định những cái đó điện tiền thị vệ tạm thời sẽ không hành động sau, đón mọi người nghi hoặc ánh mắt, lăng kính hiên ngẩng đầu nhìn mặt trên nghiêm thịnh trí, hoàng thượng thỉnh chậm, kính hiên còn có vấn đề không lòng minh bạch, nói nữa, hoàng thượng chỉ nghe xong ta khẩu thuật, liền chứng cứ cũng chưa xem liền phán quyết trương đại nhân, chẳng phải là quá võ đoán. Vạn nhất hết thảy đều là ta bịa đặt đâu. Muốn chết cũng phải nhường trương đại nhân làm minh bạch quỷ không phải. Một phen lời nói giống như là ở giúp Trương Hải Thiên cầu tình giống nhau, mọi người càng thêm nháo không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm sao, bất quá Nghiêm Thịnh Trí trực giác phản ứng hắn tuyệt đối không có hảo tâm, nhưng đúng vậy, bệ hạ, Thịnh thân vương phi nói được đạo lý rõ ràng, nhưng thẳng đến trước mắt mới thôi, hết thảy đều vẫn là hắn thuận miệng bị chuyện, ai biết hắn nói có phải hay không thật sự. Cố tình Trương Hải Thiên giống như là bắt được phù mộc giống nhau, thế nhưng theo Lăng Kính Hiên nói ra tới, nghiêm thịnh trí lập tức liền bóp chết hắn tâm đều có, đặc biệt là nhìn đến lăng kính hiên khóe miệng kia mạc trào phúng khi, bất quá đáng tiếc chính là, lúc này đây lăng kính hiên chưa cho hắn tiên hạ thủ vi cường cơ hội, thuận thế từ tay áo túi lấy ra một quyển sách nhỏ cùng mấy trương gấp tốt giấy tuyên thành, đây là chứng cứ, thỉnh bệ hạ xem qua. Tình thế phát triển càng thêm đến khó bề phân biệt, tất cả mọi người một đầu nghi hoặc, ở nghiêm thịnh trí cam chịu hạ, trương đức tử tiếp nhận trên tay hắn đồ vật để đi lên, mà lăng kính hiên chút nào chưa cho bất luận kẻ nào thở dốc cơ hội quay người đi đến trương hải thiên trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn bổn phi rất kỳ quái vương gia có hay không con nối giỏi cùng ngươi trương đại nhân có gì quan hệ vì sao ngươi sẽ hạ lệnh làm người lộng chết vương gia nhi tử tối hôm qua nhìn thấy tam hoàng tử nghe tam hoàng tử nói trương gia là hắn nhà ngoại khi bổn phi một lần cho rằng ngươi là vì tam hoàng tử mới như vậy làm nhưng sau lại bổn phi ngẫm lại giống như lại không phải như vậy một chuyện. Xưa nay đế vị tiếp nhận đều là con kế nghiệp cha, trừ phi hoàng đế không nhi tử, ngôi vị hoàng đế mới có khả năng dừng ở nhà ta vương gia trên người. Nhưng sự thật lại là, hoàng huynh ước chừng có 10 cái nhi tử, bổn phi mặc kệ thấy thế nào. Ngôi vị hoàng đế đều. Cùng chúng ta không quan hệ, kia trương đại nhân rốt cuộc cùng nhà của chúng ta vương gia có bao nhiêu đại thù bao lớn oán. Vì sao một hai phải làm hắn đoạn tử tuyệt tôn? bổn phi thật sự thực nghi hoặc loại sự tình này rõ ràng là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhưng lăng kính hiên lại cố ý giả bộ một bộ khó hiểu bộ dáng nói rõ tưởng kéo càng nhiều người xuống nước cũng là mượn này cảnh cáo người khác muốn trêu chọc bọn họ phía trước trước hết nghĩ tưởng có không thừa nhận hắn trả thù trương hải thiên chính là tốt nhất ví dụ này bổn vương cũng muốn biết trương hải thiên ngươi có phải hay không ăn gan hùm mật gấu dám động bổn vương nhi tử Trương Hải Thiên không thể nghi ngờ lại chần chờ, nhưng một đạo so lăng kính hiên càng cùng bá, thậm chí là làm người trong lòng rung sợ thanh âm đột nhiên từ ngoài điện truyền tiếng vào, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển hướng bên ngoài, chỉ thấy Nghiêm Thịnh duệ một thân bình thường trang phẫn, mang theo cả người lợi khí uy vũ bất phàm đi đến, Trương Hải Thiên sợ tới mức không đương trường ngất xỉu đi. Văn võ đại thần trong lòng tất cả đều âm thầm may mắn bọn họ may mắn không có. Cúng vào trong đó, liền đang xem chứng cứ nghiêm thịnh trí đều nhìn không được trung lên, đáng chết, tên hỗn đảng này trở về đến cũng quá vừa khéo. Phong trần mệt mỏi nghiêm thịnh duệ một đường bước nhanh đi vào đại điện, gần như cháy hổ mắt chặt chẽ tỏa định nằm liệt trên mặt đất trương hải thiên, trời biết đương hắn tối hôm qua nửa đêm thu được nghiêm dực thông tri khi có bao nhiêu phẫn nộ, lập tức liền tiểu bao tử bọn họ đều không rảnh lo, hơi chút công đạo một chút liền mã bất định đề suốt đêm gấp trở về, lão hổ không phát uy, bọn họ thật đúng là đương hắn bệnh miêu không thành hắn chân trước mới bước ra kinh thành sau lưng liền có người hại hắn tiểu đoàn tử mặc dù không có nhìn đến hắn cũng có thể tưởng tượng hắn tiểu đoàn tử có bao nhiêu khó chịu giờ này khắc này hắn đều hận không thể đem đầu sỏ gây tội thiên đao vạn quả nho nhỏ một cái hộ bộ thượng thư liền dám động bổn vương nhi tử hôm nay còn dám đến trên triều đình tới ác nhân trước cáo trạng trạng cáo bổn vương vương phi ai cho ngươi lá gan răng rắc A. À. Không để ý đến hoàng thượng, càng không để ý đến cả triều văn võ, thậm chí liền Lăng Kính Hiên hắn đều không có xem một cái, ngừng ở Trương Hải Thiên trước mặt nói xong, Nghiêm Thịnh Duệ nâng lên một chân liền hung hăng đá hướng hắn đùi phải, mọi người chỉ nghe được một tiếng khủng bố răng rắc thanh, vết theo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, Trương Hải Thiên kêu thảm cuộn tròn trên mặt đất, đùi phải hiện ra cực độ vặn vẹo trạng thái. Sở hữu thấy như vậy một màn người đều nhìn không được. Rụt rụt cổ, chỉ cảm thấy lưng các loại lạnh cả người, hảo tàn nhẫn một chân, trương hải thiên chân hẳn là chặt đứt đi. Bổn vương vương phi giết ngươi lão nương làm sao vậy? Dám trước công chúng nhục mà bổn vương thế tử là cậu tạp chủng, nạn không nên chết. Răng rắc. a à a à. Khi nói chuyện, nghiêm thịnh duệ lại là một chân đá hướng hắn chân trái, toàn bộ đại điện đều tràn ngập trương hải thiên kêu thảm thiết cùng nức nở thanh, so sánh với phía trước cáo trạng giả khóc, lúc này là thật khóc, hai cái đùi trước sau bị người ngành sinh sinh đá đoạn, không khóc mới kỳ quái. Mưu hại bổn vương con nối giỏi, nhục mạ bổn vương thế tử, vu cáo bổn vương vương phi, người đáng chết. Từ từ, liền ở nghiêm thịnh duệ chuẩn bị lại một chân trực tiếp đưa hắn thượng Tây Thiên thời điểm, lăng kính hiên ngăn lại thanh đột nhiên vang lên, nghiêm thịnh duệ chân ngành sinh sinh ngừng ở khoảng cách ngực hắn không đến 10cm địa phương, khẩn trương đến không tự giác đứng lên nghiêm thịnh trí hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, Phần không rõ là mất mát vẫn là nhẹ nhàng thở ra, trực giác nói cho hắn, có lẽ lão Cửu thật một chân đá đã chết Trương Hải Thiên. Chuyện này càng dễ dàng giải. Quyết tiếp tục làm hắn tồn tại, chỉ sợ phiền toái sẽ càng nhiều. Cùng hắn có giống nhau ý tưởng còn có Tam hoàng tử, dù sao Trương gia người nhiều đến là, thiếu đại cửu còn có nhị cửu tam cửu, đại cửu vừa chết, có lẽ Trương gia còn có thể giữ được, tương phản, Trương gia sợ là giữ không nổi, một cái không tốt hắn cùng mẫu phi cũng đến liên lụy đi vào cửu cửu hoàng thúc liền ở hắn nghĩ nên như thế nào giữ được trương gia thời điểm nghiêm thịnh duệ cư nhiên đứng ở hắn trước mặt tam hoàng tử phản xạ tính lui về phía sau vài bước hai mắt cư nhiên không dám cùng hắn đối thượng nghiêm thịnh duệ hổ mắt trầm xuống giơ tay liền hung hăng phiến qua đi bang chạm vào tam hoàng tử toàn bộ bị phiến bay đi ra ngoài trọng tâm không xông ngã trên mặt đất bị đánh má trái nhanh chóng sưng vù không chờ hắn phản ứng lại đây nghiêm thịnh duệ lại cất bước tiến lên sợ hắn giống đối đãi trương hải thiên giống nhau đối đãi chính mình nhi tử chỗ cao nghiêm thịnh trí vội vàng hô dừng tay lão cửu hoàng huynh không cần lo lắng thần đệ còn không có mất đi lý trí cứ như vậy một chân đá chết hắn không khỏi quá tiện nghi hắn quay đầu lại ném cho hoàng đế một cái phẫn nộ thiêu đốt ánh mắt nghiêm thịnh duệ đứng ở tam hoàng tử mặt trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn nhớ kỹ ngươi là ta hoàng gia con nối giỏi bổn vương vương phi là ngươi ruột thịt hoàng thẩm, hôm nay chỉ là cho ngươi cái cảnh cáo, lần sau nếu lại làm bổn vương biết ngươi đối kính hiên bất kính, bổn vương không ngại thay thế hoàng huynh quản giáo ngươi. Đêm qua nghiêm dực tổng cộng phái hai người truyền tin, tới trước người kia chỉ nói về tiểu đoàn tử trúng độc sự tình, sau lại người là hắn ở trên đường đụng tới, hắn cẩn thận nói với hắn tối hôm qua sau lại phát sinh sự tình, không khỏi tiểu bao tử bọn họ tỉnh lại sau tìm hắn, hắn liền không làm người kia cùng hắn cùng nhau trở về, mà là làm hắn đi kim châu đại doanh ổn định hài tử, cho nên. Tam hoàng tử tối hôm qua đối lăng kính hiên bất kính sự tình hắn cũng là trành mạch. Là, khiếu đông biết sai rồi. Tam hoàng tử bùng mặt đứng lên, thiếu chút nữa không có sinh sôi cắn hàm răng nhi, hắn thật là nằm mơ cũng không thể tưởng được, cửu hoàng thúc cư nhiên liền loại chuyện này đều biết, lúc ấy hắn chính là khẩu khí vọc điểm A, chẳng lẽ là cửu hoàng thẩm. Tư cập thứ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía lăng kính hiên, di di hảo đâm nhập hắn trào phúng con ngươi nghiêm khiếu đông ngẩn ra vội vàng dời đi tầm mắt trào phúng cái kia nông phu ở trào phúng hắn cái gì hắn dựa vào cái gì trào phúng hắn nếu không phải gả cho cửu hoàng thúc hắn một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn đáng chết trước mắt mới thôi lăng kính hiên nhìn đến mấy cái hoàng tử đều vẫn là rất là có thể nhẫn đặc biệt là cái này tam hoàng tử mặc kệ là tối hôm qua vẫn là hiện tại hắn trong lòng chỉ sợ đều muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn, nhưng hắn lại toàn bộ đều nhìn xuống tới, hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi chật lóe, loại người này tuyệt đối không thể lưu, nếu không ngày nào đó tất thành tai họa. Vương gia Quyết định chủ ý, lăng kính hiên tiến lên không e dè giữ chặt nghiêm thịnh duệ, người sau ném cho hắn một cái trấn an tính ánh mắt, lôi kéo hắn trên tay trước quỳ một gối đi, thần đệ tham kiến hoàng huynh. Ngươi nhà rốt cuộc nhớ tới ta cái này hoàng đế. Nghiêm thịnh trí thiếu chút nữa không nhảy xuống đi phiến hắn hai bàn tay, nhìn rồi lại nhìn tài lược hơi cứng đờ nói, lão cửu vất vả, người tới, ban ngồi. Làm hắn ngồi hẳn là liền sẽ không một lời không hợp liền động cước đi. Lúc trước tiên đế yêu thương hắn, phê chuẩn hắn có thể đeo đao vào cung, mặc dù hắn kế thường ngôi vị hoàng đế sau, cũng không có cướp đoạt hắn cái này quyền lợi, ai biết mấy năm trước, hắn thế nhưng ngay trước mặt hắn chém giết binh bộ mọi người, lúc này mới làm hắn lệnh cưỡng chế hắn về sau không chuẩn bội kiếm tiến cung, không nghĩ tới hắn đao kiếm nhưng thật ra không cần, lại có bắt đầu dùng cậy mạnh, hàng năm ở trên chiến trường rèn luyện hắn, liền tính không cần nội lực. Hắn những cái đó. Văn nhược đại thần cũng chịu không nổi hắn đá tới đá lui a à, ngày nào đó hắn dám không ở hắn trên triều đình động tay động chân sao. Hoàng đế đương đến hắn này phần thường cũng là đủ bi thôi, nhưng hắn có thể như thế nào đâu. Muốn nói hắn phiên bao lớn sai, cố tình mỗi lần đều là người khác có sai trước đây, hắn chính là tưởng phạt hắn đều không thành, ngầm hắn so với hắn còn hung, hắn tuyệt bức là đời trước thiếu hắn, đời này nhất định phải chịu hắn khí tới hoàng lại. Hoàng huynh đừng nghĩ nói sang chuyện khác, kính hiên, ngươi vừa rồi nói đến nơi nào. Tiếp tục, bổn vương hôm nay đảo muốn nhìn, ai dám đương bổn vương mặt ức hiếp ngươi. Lười nhát quét liếc mắt một cái nghiêm thịnh trí, nghiêm thịnh duệ cả người khí phách ở ghế trên ngồi xuống, chim ưng tầm mắt như hổ rình mồi quét về phía cả triều văn võ, cầm đầu tôn lương, mão thân vương, cùng với tàng hầu đám người phản ứng các có không đồng nhất, lại tất cả đều ăn ý không nói chuyện là được, nói giỡn, thịnh thân vương đang ở nỗi nóng đâu, bọn họ là đầu óc có phao mới có thể ở thời điểm này đụng phải đi. Là, vương gia. Ra vẻ một bộ nhu thuận bộ dáng phối hợp nhà hán vương gia khí phách, lăng kính hiên xoay người đi hướng nằm liệt trên mặt đất kêu trên không ngừng trương hải thiên, ngồi sổng trước mặt hắn ngưng thanh nói, trương đại nhân ngươi còn không có trả lời bổn phi vấn đề, dùng cái gì một hai phải trí con ta vào chỗ chết. Hạ hạ quan không có. Hai cái đùi đều chặt đứt, trương hải thiên đau đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn, bất quá trực giác phản ứng đầu tiên vẫn là làm hắn lựa chọn phủ nhận rốt cuộc, chân chính nguyên nhân há là có thể tùy tiện nói ra. Chứng cứ đều ở hoàng thượng nơi đó, ngươi cảm thấy ngươi phủ nhận hữu dụng sao? Nghe nói trương đại nhân còn có mấy cái nhi tử đi. Ngươi là muốn cho bọn họ cho ngươi chôn cùng vẫn là sống sót đâu. Ngươi cũng không nghĩ, tam hoàng tử nếu thật bắt ngươi đương cửu cửu xem, sao lại một câu cũng không dám nói. Thói đời nóng lạnh, đại gia tộc hoặc là hoàng tộc bên trong có bao nhiêu sâu hậu thân tình nói vậy ngươi sao bổn phi rõ ràng hơn đi. Nói không chừng hắn lúc này ước gì bổn phi giết ngươi đâu, ngươi xác định muốn khoác thượng cả nhà tánh mạng giúp hắn rốt cuộc. Trương Đại Nhân, ngươi nếu là thức thời nói, bổn phi đảm bảo ngươi trương gia sẽ lưu lại huyết mạch làm lơ hắn phủ nhận, lăng kính hiên cuối người dựa vào hắn bên tai nhỏ giọng nói, cũng không sợ những cái đó nội công thâm hậu người nghe được, hắn lại không dạy hắn nói như thế nào, chỉ là khai ra cũng đủ điều kiện trao đổi hắn lời nói thật mà thôi, tới thượng triều phía trước hắn cố ý cùng nghiêm tư hỏi thăm quá, mặc kệ là hoàng thượng vẫn là đại thần, bọn họ ảnh vệ đều là không chuẩn tiến vào đại điện trong phạm vi, này trên triều đình võ công hảo đến có thể nghe được hắn nói nhỏ. Cơ bản chính là tàng hầu chờ võ tướng, bọn họ nghe không nghe được cũng chưa kém lạp. Ngươi, mơ tưởng. Rốt cuộc ý thức được hắn muốn làm gì, Trương Hải Thiên đồng tử coi rụt lại, trừng lớn mắt cự tuyệt hắn đề nghị, Lăng Kính Hiên cũng không giận, vỗ vỗ tay đứng lên, nếu Trương Đại Nhân rượu mời không uống thích uống rượu phạt, vậy đừng trách bổn phi không khách khí. Phất tay áo nháy mắt, một tầng bột phấn phi tán mà ra, cơ bản không có bất luận kẻ nào nhìn đến nhưng ngày hôm trước kiến thức quá hắn ép hỏi những cái đó nha hoàng bà tử người tất cả đều nhìn không được nín thở tức ngô a à a à. tới Dây tiếp theo so với phía trước càng thảm thiết đau tiếng hô bén nhọn vang lên trương hải thiên thống khổ bắt lấy chính mình cổ áo tử đau đến đầy đất lăn lộn chạm vào đoạn rất hai chân khi đau không thể nghi ngờ lại là gấp bội tuy là xem qua loại này trường hợp mấy người đều nhìn không được âm thầm táp lưỡi những cái đó lần đầu tiên nhìn đến bao gồm chỉ nghe Trương Đức Tử thuật lại quá hoàng đế cùng sở vân hàng tất cả đều trừng lớn hai mắt, hắn vừa mới hạ độc. Đây là cái gì độc? Độc tính như thế nào như thế bá đạo? Hoàng thượng, ta bệnh viện mau khai trương, chính là đại phu nhóm khuyết thiếu giống nhau trọng yếu phi thường, nhưng đối hoàng thượng tới nói chỉ là một câu là có thể giải quyết đồ vật, không biết hoàng thượng có không thưởng cho kính hiên. Xoay người đi đến nghiêm thịnh duệ bên cạnh, lăng kính hiên tay tùy ý đáp ở nhà hắn vương gia trên vai, ngửa đầu lúng đồng tiền như hoa nhìn hoàng đế, phản phất căn bản không nghe được đến từ phía sau thống khổ hô đau thanh, nghiêm thịnh trí không cấm khóe miệng vừa kéo, theo bản năng liền cảm thấy hắn là ở tính kế hắn, một hồi lâu mới chậm rãi nói, có phải hay không một câu sự tình đến kính hiên nói mới tính toán, trước nói nói ngươi muốn cái gì đi. Nhà xoay chuyển như vậy đông cứng, ngu ngốc mới có thể ngay ngốc đáp ứng hắn. Ha hả! Rất đơn giản, dù sao Trương Đại Nhân đã phạm vào xét nhà diệt tộc chi tội, bệ hạ không bằng đem Trương gia thưởng cho ta, ta bệnh viện vừa lúc thiếu mấy cổ hoàng mỹ nhân thể khung xương đâu. Nhìn hắn nói được như vậy nhẹ nhàng, nghe được người tất cả đều nhìn không được nổi lên nổi da gà, hắn đây là muốn đem người một nhà xẻo cốt cắt thịt. Suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, mọi người bất giác liền sợn tóc gáy, hắn xác định hắn thật sự chỉ là cái bình thường nông phu. Nông phu sao có thể giống hắn như vậy? Độc phi, hắn quả thực chính là sống sờ sờ độc phi. Không. À. Lâm vào thống khổ tra tấn trung trương hải thiên cũng nghe tới rồi lời hắn nói, tràn đầy nước mắt hai mắt gần như cầu xin nhìn hoàng đế, thịnh thân vương phi quá ngoan độc, trương gia người tuyệt đối không thể dừng ở hắn trên tay. Khụ khụ. Kính hiên, này không khỏi cũng quá. Ngươi nếu muốn nhân thể khung xương, mỗi năm thiên lao đều sẽ xử quyết không ít tử tù, ngươi đại có thể cùng cung ái khanh nói nói, làm hắn giúp ngươi lưu hai cụ, hà tất nhất định phải trương gia người. Chinh lăng một hồi lâu hoàng đế thất thố thanh khụ hai tiếng, trương gia cố nhiên đáng giận, nhưng bọn họ độc kế rốt cuộc không có thành công, xét nhà là khẳng định, trương hải thiên cũng nhất định phải chết, đến nỗi trương gia những người khác liền không cần thiết, nằm lưu đầy, nữ nhảy vào quân kỷ cũng liền không sai biệt lắm. Hoàng thượng lời này sai rồi, tử tù cũng là người, đồng dạng là phạm nhân, này không rõ rành rành có có sẵn, ta cần gì phải bỏ gần tìm xa. Nói nữa, hoàng thượng khả năng không nghe hiểu ta ý tứ, ta muốn chính là trương gia người, không phải bọn họ thi thể, cái gọi là hoàng mỹ nhân thể khung xương, cần thiết là dùng sống sờ sờ người một đao đao cắt ra tới, khung xương thượng không thể nhiễm máu tươi, ở khung xương lộ ra tới phía trước, người còn không thể chết được, chờ đến từng khối cắt rớt trên người hắn sở hữu thịt. Được hắn chỉnh cụ hoàng mỹ khung xương sau mới có thể cuối cùng ở hắn trái tim hung hăng cắm thượng một đao, chung kết hắn sinh mệnh cuối cùng dùng đặc thù công nghệ xử lý khung xương nó là có thể vĩnh cửu bảo tồn mặc kệ là nhiều máu tanh tàn nhẫn nói từ trong miệng của hắn nói ra giống như đều đương nhiên giống nhau nghe người tất cả đều từ đầu lạnh tới rồi chân loại này giết người phương thức không khỏi cũng quá tàn nhẫn a à ngô a à. chặt đứt hai cái đùi lại ở độc dược ăn mòn hạ trương hải thiên có thể nói là đau đớn muốn chết nhưng chân chính tra tấn hắn lại là lăng kính hiên nói những lời này đó chỉ cần tưởng tượng đến các con của hắn thế nhưng phải bị hắn một đau đau xẻo thịt dịch cốt hắn liền đau đến hận không thể cắn chết hắn nhưng hắn làm không được xin giúp đỡ tầm mắt không khỏi nhìn về phía tam hoàng tử tàn phá thân mình một chút gian nan bò hướng hắn hắn là hắn thân cháu ngoại trai hiện tại chỉ có hắn có thể cứu trương gia tam hoàng tử cũng là rối rắm liền bởi vì hắn tối hôm qua theo bản năng giúp trương gia khinh mạng lăng kính hiên cửu hoàng thúc liền dám đảm đương văn võ bá quan cùng phụ hoàng mặt tấu hắn chút nào không bận tâm hắn hoàng tử mặt mũi nếu hắn hiện tại dám trạm đi ra ngoài giúp trương gia nói chuyện cửu hoàng thúc không chừng một cái tác chụp chết hắn không có trương gia hắn chẳng khác nào không có nhà ngoại nâng đỡ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không thể nghi ngờ liền ít đi một đại trợ lực nhưng nếu người khác đã chết còn nói cái gì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Bất quá hắn giống như quên mất một chút Hoàng đế nhất không cần chính là nhân từ Nhưng nhân từ rồi lại là ác không thể thiếu Một cái bất luận cái gì cảm tình đều không có bạo quân Liền tính ngồi trên ngôi vị hoàng đế Sớm hay muộn cũng sẽ làm người cấp túng xuống dưới Dưới loại tình huống này Đừng nói là cứu trương gia Hắn nếu liền một câu đều không muốn giúp trương gia nói Khi hắn cơ bản cũng đã đánh mất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tư cách Ngô Tam Tam Hoàng Tử Thật vất vả gian nan bò đến Tam Hoàng Tử dưới chân trương hải thiên duỗi tay muốn bắt lấy hắn ống quần che kín nước mắt hai mắt cầu xin nhìn hắn hắn biết hắn khó xử hắn cũng không yêu cầu hắn cứu trương gia mọi người nhưng cầu đừng làm cho bọn họ rơi vào cái kia độc phu trong tay vì trương gia giữ lại một tia huyết mạch liền hảo như thế hắn liền tính là cũng nhắm mắt nhưng liền ở hắn phải bắt được tam hoàng tử thời điểm hắn lại trước một bước né tránh sở hữu động tác giống như trong nháy mắt này đình chỉ trương hải thiên liền cả người đau đều quên mất tay cứng đờ ở giữa không trung cũng đã quên thu hồi tới, hai mắt đẫm lệ che kín đau kịch liệt thất vọng, này liền hắn đánh bạc trương gia toàn lực đi bảo cháu ngoại trai. Hắn mà ngay cả hắn cầu xin đều không muốn nghe, hắn như thế nào còn có thể chờ mong hắn giữ được trương gia. Không ngừng là trương hải thiên, đồng thời biến sắc mặt còn có cao ngồi ở lông ỉ phía trên hoàng đế, hắn cũng là từ hoàng tử đến thái tử, lại đến hoàng đế, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hoàng tử nhà ngoại ở hắn không có trở thành hoàng đế phía trước là như thế nào quan trọng tồn tại cơ hồ mỗi cái ngoại thích ở nâng đỡ hoàng tử thời điểm đều là không có quá nhiều tư tâm bọn họ một lòng chỉ nghĩ làm chính mình cháu ngoại cháu ngoại trai ngồi trên ngôi vị hoàng đế có thể nói hoàng đế ở không đăng vị phía trước cùng nhà ngoại quan hệ sau cùng đế vương gia còn thân hiện giờ tam hoàng tử như thế bạc tình tương lai hắn lại như thế nào có thể đối xử tử tế hắn các huynh đệ đối xử tử tế hoàng thất tông thân lão cửu uy hiếp cũng không thể trở thành hắn vứt bỏ trương gia lý do hắn cái này hoàng đế còn ở nơi này ngồi lão cửu liền tính lại sàng bậy cũng không có khả năng thật muốn hắn mệnh hắn lúc này hành vi chỉ có thể thuyết minh hắn bản thân chính là cái cực độ ích kỷ chỉ lo chính mình trong lòng toàn vô mặt khác người hắn ngôi vị hoàng đế là không có khả năng giao cho loại người này cùng hoàng đế có đồng dạng ý tưởng còn có trong triều vị cư đứng đầu bản mấy cái đại thần một cái liền ruột thịt nhà ngoại đều không quan tâm người bọn họ này đó người ngoài nếu đi theo hắn, sớm hay muộn cũng sẽ được cá quên nơm, ngồi ở ghế trên nghiêm thịnh duệ dương mắt nhìn nhìn nhà mình trước sau mỉm cười tức phụ nhi, đây là mục đích của hắn. Mặc kệ Trương Hải Thiên có nguyện ý hay không kéo tam hoàng tử xuống nước, hắn đều đã rơi vào hắn trong kế hoạch, một cái đức hạnh có mệt hoàng tử là không chiếm được bất luận kẻ nào nâng đỡ, càng không chiếm được hoàng đế tán thành. Đối mặt nam nhân phản phất nhìn thấu hết thảy nhìn chăm chú, lăng kính hiên chỉ là nghịch ngợm chớp chớp mắt hắn bất quá là dùng điểm dược lại mở miệng uy hiếp đe dọa thôi hết thảy lựa chọn đều là chính bọn họ làm cùng hắn nhưng không có gì quan hệ hoàng đế già rồi liền tính hắn tuổi trẻ thời điểm cũng từng tàn hại quá tộc nhân của mình huynh đệ chèn ép quá toàn lực nâng đỡ hắn nhà ngoại nhưng hiện tại hắn là mâu thuẫn vừa không nguyện ý nhìn đến chính mình nhi tử hướng về nhà ngoại lại không bằng lòng tiếp thu hắn là một cái đối thân nhân thủ túc đều tàn nhẫn vô tình người hắn bắt lấy Bất quá chính là điểm này mà thôi, đương hoàng đế đối hắn thất vọng thời điểm, hắn sống hay chết kỳ thật đã không quan trọng. Tam hoàng tử không phải không cảm giác được mọi người nhìn chăm chú, giấu ở ống tay áo nắm tay không ngừng buông ra lại nắm chặt, hắn lại làm sao bỏ được trương gia cái này trợ lực, nhưng hắn không thể, lúc trước nghiêm thịnh duệ một cái tác mang cho quá nhiều sợ hãi, hắn căn bản không có biện pháp đi tự hỏi, vứt bỏ trương gia hành vi rốt cuộc ý nghĩa cái gì, hắn đồng thời mất đi lại sẽ là cái gì a à ta, ta chiêu. Ta toàn chiêu. Trải qua cực hạn đau lòng lúc sau, Trương Hải Thiên rốt cuộc nhận thức đến chính mình cháu ngoại trai có bao nhiêu không đáng tin cậy, cơ hồ là gào rống hô lên chính mình tan nát cõi lòng, dựa vào nghiêm thịnh duệ bên cạnh lăng kính hiên hơi hơi nhướng mày, không thể nói ngoài ý muốn, kết quả này cũng ở hắn dự kiến bên trong, có câu nói nói rất đúng, không hề trầm mặt trung bùng nổ liền ở trầm mặt trung diệt vong, Trương Hải Thiên cuối cùng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn kéo tam hoàng tử. Chôn cùng, hoặc là trầm mặt tiếp thu hết thảy, trơ mắt nhìn toàn bộ trương gia từ đây diệt vong, mà hắn chỉ là lựa chọn người trước mà thôi. Tam hoàng tử đột nhiên quay đầu, trừng lớn hai mắt đôi đầy không dám tin tưởng, hắn thật sự toàn bộ đều phải nói. Hắn rốt cuộc có biết hay không, nói ra sau sẽ thừa nhận như thế nào hậu quả. Hoàng đế thần sắc cũng thay đổi, kỳ thật rất nhiều chuyện đều là rõ ràng, cơ hồ mỗi người đều như vậy tưởng, ngầm cũng lặng lẽ làm không ít chuyện chỉ là không ai dám nói ra thôi một khi trương hải thiên thuyết minh không ngừng trương gia giữ không nổi tam hoàng tử cũng đem không chết tức thương liền tính là hắn cái này hoàng đế cũng không giữ được bọn họ nhưng lăng kính hiên sao lại cho bọn hắn ngăn cản cơ hội sự tình thật vất vả mới hướng tới hắn muốn phương hướng đi đâu trương đại nhân có thể tưởng tượng rõ ràng tiếp theo bổn phi cũng không dám bảo đảm hạ độc có phải hay không cũng chỉ làm ngươi đau mà thôi Ngồi sổm trước mặt hắn thế hắn giải độc, lăng kính hiên thị huyết cười lạnh, cả người xuyên tim đau đớn rốt cuộc đi trừ bỏ. Trương Hải Thiên không có cảm giác được bất luận cái gì sảng khoái, ngược lại cảm giác càng thêm đau đớn muốn chết. Dương mắt nhìn xem như ác ma giống nhau Vương Phi sau, Trương Hải Thiên liễm hạ mắt, gần như nỉ non nói, thỉnh Vương Phi nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Lúc này đây, lưu lại nước mắt không phải thân thể đau đớn sở tạo thành, mà là đau lòng, tam hoàng tử hành vi hoàn toàn bị thương hắn tâm. Nếu Trương Đại Nhân đã nghĩ thông suốt, vậy nói một chút đi, vì sao trăm phương ngàn kế muốn cho nhà ta vương gia đoạn tử tuyệt tôn? Lăng Kính Hiên không có đáp hắn nói, chỉ là đứng lên đi hướng nghiêm thịnh duệ, cùng hắn cùng đại điện thượng mọi người cùng nhau nhìn hắn. Trương Hải Thiên rất muốn dãy dù ngồi dậy, nhưng hắn bắp đùi bổn sử không thượng lực, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất giao khẩn hàm răng nhi nói, vi thần là vì tam hoàng tử, thịnh thân vương bao năm qua tích lũy công huân không ngừng siêu việt các hoàng tử, cũng siêu việt hoàng thượng dĩ vãng hắn không có con nối giỏi còn hảo một cái không có con nối giỏi thân vương liền tính lập hạ lại nhiều công huân hoàng thất tông thân cũng sẽ không tán thành hắn xưng đế nhưng hiện tại bất đồng hắn có con nối giỏi liền tính chính hắn không để bụng cũng có khả năng vì mấy đứa con trai tranh đoạt cái kia vị trí kể từ đó cơ bản liền không cắt hoàng tử chuyện gì đây là vi thần cùng tam hoàng tử đều không muốn nhìn đến kết quả cho nên vi thần liền tưởng lộng chết thịnh thân vương mấy cái nhi tử lại nghĩ cách lộng chết vương phi hắn không có con nối giỏi sau tự nhiên cũng sẽ không lại mơ ước ngôi vị hoàng đế ai biết vương phi lại không phải giống nhau nông phu thở hổn hển nói tới đây trương hải thiên dựng lại nghĩ khẩu khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục nói hiện giờ tiêu gia thất thế đại hoàng tử mất đi sở hữu ưu thế nhì hoàng tử lại xưa nay không có gì xây dựng nếu thịnh thân vương phi cùng thế tử cũng chưa, cùng hắn giao hảo thất hoàng tử tất nhiên cũng thiệt hại, thịnh thân vương chẳng những sẽ đánh mất đoạt vị động lực, cũng sẽ không bởi vì vương phi mà xem trọng thất hoàng tử. Tam hoàng tử liền có cơ hội. Ngươi câm miệng, tam hoàng tử rốt cuộc nhìn không được, cơ hội điên cuồng lao ra đánh gãy hắn, đối mặt quần thần khác thường ánh mắt, đỉnh thịnh thân vương phu phu ý vị không rõ nhìn chăm chú, tam hoàng tử vén lên vạt áo binh một tiếng quỳ xuống đi, phụ hoàng đây đều là trương đại nhân một bên tình nguyện ý tưởng nhi thần chưa từng nghĩ như vậy quá cầu phụ hoàng nắm rõ chạm vào người tới a à, đem trương hải thiên cho trẫm kéo ra ngoài chém nghiêm thịnh trí phẫn nộ vỗ án dựng lên này đã không chỉ là đem tam hoàng tử liên lụy đi vào liền hắn đều bị vòng đi vào không giết hắn khó tiếc hắn trong lòng chi hận cái loại này lời nói là có thể bắt được trên triều đình làm trò lão cửu mặt nói chậm Lâu chưa mở miệng nghiêm thịnh duệ lại một lần cường thế ngăn trở điện tiền thị vệ tiến vào bắt người, chỉ thấy hắn chậm rãi từ ghế trên đứng lên, ý vị thâm trường xem một cái hoàng đế sau, xoay người đi hướng trương hải thiên, đứng ở hắn trước mặt trên cao nhìn xuống nói, bổn vương nếu tưởng đoạt vị, đích xác không những cái đó các hoàng tử chuyện gì, bất quá, tiền đề là bổn vương cần thiết muốn, gần vì như vậy cái không phải lý do lý do. Ngươi liền giám động bổn vương tiểu đoàn tử. Chạm vào. Nói vừa xong, nghiêm thịnh duệ nhắm ngay hắn nực một chân đem hắn đá hướng đại điện bên cạnh cây cột. Trương Hải Thiên liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra liền ốc vỡ toan, chết thẳng cẳng. Thấy như vậy một màn người tất cả đều nhìn không được trục trục cổ. Hoàng đế cũng chậm rãi ngồi trở về. Hắn hiện tại phải làm không phải truy cứu lão cửu lại ở điện tiền giết người. Mà là nếu muốn biện pháp như thế nào bãi bình Trương Hải Thiên thọc cái sọc, như thế nào trấn an lão cửu. Y bổn vương xem, ở đây phỏng chừng không ngừng Trương Hải Thiên một người như vậy tưởng đi. Bổn vương cũng không công phu quản các ngươi nghĩ như thế nào, hôm nay bổn vương coi như hoàng huynh cùng văn võ đại thần mặt nói rõ, ta, đại thanh quốc thịnh thân vương nghiêm thịnh duệ, cuộc đời này tuyệt không ngồi trên kia đem phá ghế dựa. Hoàng huynh, nhị hoàng huynh, ngũ hoàng huynh, hoàng dượng, cùng với ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng kiến, như một ngày kia bổn vương mơ ước ngôi vị hoàng đế, nguyện trời đánh ngũ lôi oanh. Khi phách cường hãng nói âm rơi xuống, toàn bộ đại điện lặng nhắc như tờ, ai cũng không nghĩ tới, thịnh thân vương cư nhiên sẽ tại đây loại thời điểm, trường hợp này hạ phát như thế thề độc, những cái đó trong lòng cùng Trương Hải Thiên có đồng dạng ý tưởng đều khiếp sợ, mà đối hắn hiểu biết quá sâu tặng hậu viên quốc công đám người lại là một chút đều không ngoài ý muốn, người khác khả năng hiếm lạ ngôi vị hoàng đế, nghiêm thịnh duệ từ nhỏ đến lớn liền không có hiếm lạ quá, nếu không. Hiện tại, Ngồi ở trên Long ỷ liền không phải nghiêm thịnh trí, mà là hắn. Xã hội phong kiến là thực tin tưởng thể loại chuyện này, tuy rằng Lăng Kính Hiên cá nhân cảm thấy kia đều là lời nói vô căn cứ, bất quá, có nghiêm thịnh duệ này cường mà hữu lực cuối cùng một kích, ít nhất những người đó sẽ không lại đối bọn họ nhi tử xuống tay, cũng coi như là chuyện tốt đi. Nói không khiếp sợ là gạt người, mặc dù nghiêm thịnh duệ từng không ngừng một lần nói với hắn quá, hắn căn bản không để bụng hắn ngôi vị hoàng đế, Nghiêm thịnh trí cũng chưa bao giờ có chân chính tin tưởng quá Bất quá tới rồi giờ khắc này Hắn thật sự tin Mặc kệ hắn là vì con hắn vẫn là khác cái gì nguyên nhân mới nói ra kia phiên lời nói Nhưng ít ra Lo lắng đề phòng suốt 10 năm hắn Rốt cuộc ăn xong một viên thuốc an thần Lão cửu không phản Hắn chính là nghiêm thị hoàng tộc Đại thanh Giang sơn nhất đáng tin cậy bảo hộ thần Trẫm xưa nay cùng lão cửu huynh đệ hòa thuận Chưa bao giờ hoài nghi quá hắn đối trẫm trung thành nào đó người lại rắp tâm bất lương, châm ngòi trẫm cùng lão cửu huynh đệ tình nghĩa, trương đức tử, truyền trẫm ý chỉ, trương thị nhất tộc tội không thể tha, ngay trong ngày khởi, trương gia sở hữu nam đinh toàn bộ hỏi trảm, nữ nhân nhảy vào quân kỷ, tam hoàng tử quý vì hoàng tử lại rắp tâm cự trắc, tức khắc cướp đoạt hoàng tử thân phận, biếm vì thứ dân. Xung quân Tây Nam ba ngàn dặm, vĩnh thế, không được hồi kinh. Hoàng đế cũng là đủ tàn nhẫn, vì thủ tín với người, trấn an nghiêm thịnh duệ liền chính mình nhi tử đều bỏ được trục xuất tam hoàng tử không thể nghi ngờ trở thành cái thứ nhất bị lưu đầy hoàng tử không phụ hoàng nhi thần oan uổng a à, hết thảy đều là trương gia người tự cho là đúng nhi thần cái gì cũng không biết phụ hoàng phụ hoàng ngắn mũi chinh lăng sau tam hoàng tử kịch liệt kêu oan nhưng nghiêm thịnh trí lại là suy sút ngồi trở lại đến trên lông ỷ vô lực vẫy vẫy tay điện tiền thị vệ mạnh mẽ đem hắn kéo túng đi ra ngoài Đại điện thượng thật lâu quanh quẩn Tam Hoàng Tử kêu oan thanh âm, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Nguyên bản ở thượng triều phía trước không ít người đều ông chặt xem kịch vui tâm thái, không nghĩ tới kết quả cuối cùng thế nhưng sẽ như thế trầm trọng. Nhớ đăng ký kênh F 5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trương gia bị xét nhà diệt tộc, Tam Hoàng Tử cũng bị lưu đày, Lâm triều không cần thiết lại tiếp tục đi xuống. Hoàng đế ý tứ ý tứ nói hai câu trường hợp lời nói liền mang theo Sở Vân Hạng đi rồi lăng kính hiên tuân thủ đối trương hải thiên hứa hẹn làm nghiêm dực lặng lẽ ở quan phủ người còn chưa có đi trương gia thời điểm mang đi trương hải thiên nhỏ nhất tôn tử cũng dặn dò hắn đem hài tử đưa đi một hồ không có hài tử giàu có nhân gia làm hắn quên hết thảy vô ưu vô lự lớn lên nghe nói đế hậu còn không có trở lại hậu cung thuộc phi liền xông lên đi lại khóc lại nháo nghiêm thịnh trí phiền lòng đem hết thảy đều ném cho sở vân hàn sở vân hàn cũng không cùng nàng khách khí trực tiếp hủy bỏ nàng phi vị đem nàng đưa đi lãnh cung cùng tiêu thị làm bạn. Kể từ đó, bốn phi chi vị liền không ra hai cái, sở vân hàng cũng không có lập tức quyết định tăng lên ai. Với hắn mà nói, đây cũng là thu mua nhân tâm thời cơ tốt nhất, để đi lên. Cần thiết là giống thập hoàng tử mẫu thân. Hiền phi giống nhau một lòng hướng về người của hắn. Về đến nhà nghiêm thịnh duệ thẳng đến tiểu đoàn tử phòng mà đi, thẳng đến nhìn đến nhi tử bình an không có việc gì, hắn mới chân chính yên tâm, Ông hài tử hung hăng thân thiết một phen, ở Lăng Kính Hiên luôn mãi thúc dục hạ, hắn không thể không lại ra roi thúc ngựa hướng Kim Châu đuổi, không có biện pháp, bọn họ tiểu bao tử còn ở Kim Châu đại doanh chờ hắn đâu. Khi lịch tiến vào năm nay cuối cùng một tháng, Lăng Kính Hiên cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, một bên muốn chuẩn bị bệnh viện khai trương sự tình, một bên còn muốn triệu tập Nghiêm Thịnh Duệ ở kinh thành danh nghĩa sở hữu thôn trang thượng quản sự công đạo sang năm gieo trồng dược thảo sự tình đồng thời xưởng dược mà cũng phân chia xuống dưới khai năm sau liền sẽ khởi công kiến tạo xưởng dược tới gần ăn tết bách vận cát hâm nguyên tửu lầu vạn lợi tiền trang chia đều bộ ở cả nước các đại châu phủ trưởng quầy cũng sôi nổi vào kinh bởi vì là lần đầu tiên lăng kính hiên cần thiết muốn theo chân bọn họ thấy một mặt ở các họp thường niên thượng hắn đều đưa ra các không giống nhau khen thưởng trừng phạt chế độ chỉ cần bọn họ hảo hảo làm tiền công không thể nghi ngờ sẽ sau năm rồi phiên mấy chục lần Chưởng quầy nhóm đều là vui vui vẻ vẻ tới, lại vui vui vẻ vẻ rời đi. Này một đợt mới vừa vội xong, các phủ năm lễ không sai biệt lắm cũng tới rồi, làm vương phủ đương gia chủ mẫu, lăng kính hiên cũng đến chuẩn bị đáp lễ, còn có lăng gia thôn cha mẹ, triệu gia, vương gia từ từ toàn bộ muốn đưa lễ, chỉ là chuẩn bị các loại thích hợp lễ vật khiến cho lăng kính hiên một cái đầu hai cái đại, cũng may chu quản sự có khả năng, kinh thành các đại gia tộc hắn đều rõ ràng, Đáp lễ cơ bản là hắn liệt ra đơn tử cấp Lăng Kính Hiên xem qua, Lăng Kính Hiên sau khi gật đầu hắn. Mới đi mua sắm hoặc khai nhà kho, chỉ có quê quán bên kia mới là từ Lăng Kính Hiên chính mình phụ trách. Tiễn đi một xe xe quà tặng, thiết qua tử sinh nhật lại đến, xa ở Kim Châu nghiêm thịnh duệ mang theo tiểu bao tử đuổi trở về. Thân thể đã hảo lại ăn và vương phủ không muốn rời đi nghiêm khiếu thanh ở thiết qua tử sinh nhật qua đi, không thể không trở về chính hắn gia, Lúc gần đi mấy cái tiểu bao tử còn ôm nhau khóc cái không ngừng Ước định hảo tân niên muốn cho nhau bái phỏng Năm sau cũng sẽ cùng đi hàng lăng thư viện đọc sách sau Nghiêm khiếu thanh mới nước mắt lưng trồng rời đi Bất quá, phụ Trách chiếu cố hắn phúc quận vương lại mặt dày mày dạng giữ lại Đơn giản là trước đó vài ngày lăng kính hiên cấp bọn nhỏ nói tam đánh bạch cốt tinh chuyện xưa khi làm hắn trong lúc vô ý nghe được Hắn liền chết sống ăn và làm lăng kính hiên lặp lại cho hắn nói Muốn đem câu chuyện này biên thành hí khúc tới gần ăn Tết, trên đường cái nơi nơi đều có thể cảm nhận được nùng liệt ngày Tết không khí, bất quá đông đường cái người tất cả đều tương đối bi thôi là được. Khoảng thời gian trước Lăng Kính Hiên cửi lang dẫn người sát nhập vương phủ sự sớm truyền khắp phố lớn nhỏ nhỏ, bệnh viện khai trương ngày đó, thịnh thân vương phi y đọc xong tuyệt sự tình cũng truyền đi ra ngoài, tuy rằng sinh ý thật sự hảo đến không được, nhưng đại gia cũng đều là vừa sợ vừa lo là được, đương nhiên. Này tuyệt đối! không phải làm đông đường cái thương hộ nhóm bi thôi nguyên nhân, lý luận đi lên nói, làng kính hiên bệnh viện các phương diện đều thực hảo, buôn bán thuốc viên lại phương tiện lại tiện nghi, hiệu quả trị liệu cũng không tệ lắm, đối bá tánh tới nói có thể nói là phúc âm, làm cho bọn họ bi thôi chính là thịnh thân vương phủ mấy cái tiểu chủ tử, có lăng kính hiên cho đi lệnh. Mấy cái tiểu bao tử thường thường liền mang theo lan cha đại hắc tiểu hắc cùng viên viên cổn cổn đi trên đường cái đi bộ. Mỗi khi lúc này, nhất tới gần vương phủ đông đường cái đều sẽ gà bay chó sủa, cố tình nhân thân phân tôn quý, ai cũng trêu chọc không dậy nổi, bị bọn họ thăm thương gia càng là chỉ có khóc không ra nước mắt phần, bởi vì bọn họ gần nhất, trong tiệm ít nhất một canh giờ đều sẽ không có người tới cửa, rất nhiều nghe nói qua nghiêm thịnh duệ tuổi trẻ thời điểm sáng tạo những cái đó huy hoàng sự tích người tất cả đều ăn ý phun tạo, vì sao tại đây loại sự tình thượng Bọn họ chính là hổ phụ vô khuyển. Tử, trò giỏi hơn thầy A. À cha cha già nãi cấp chúng ta mang đồ tới cha còn có ba ngày liền ăn tết nên vội sự tình đều vội đến không sai biệt lắm nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên đều nhàn xuống dưới không có việc gì liền ngồi ở trong đại sảnh cùng tiết vũ dương tư không giác bọn họ xính xính mồm mép hoặc là cùng nhau đậu đậu càng ngày càng không thế nào ngủ tiểu đoàn tử mà tiểu bao tử nhóm cũng có chính mình xã giao hôm nay mão thân vương phủ tiểu công tử thỉnh ngày mai hán khánh vương phủ đích trưởng tôn mời bằng không chính là uy viễn hầu phủ hoặc lão. Hoàng gia phủ trực tiếp tới xe tiếp bọn họ, tóm lại bọn họ là sau nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên còn vội, không vội thời điểm, bánh bao nhóm lại sẽ mang theo đại hát tiểu hắc đi đi bộ, thuận tiện cấp tiểu đoàn tử mua cái lễ vật hoặc tiểu món đồ chơi trở về, bệnh đã hảo đến không sai biệt lắm nghiêm thượng kình cũng luôn là đi theo bọn họ mặt sau, này không, hôm nay bọn họ làm xong mỗi ngày công khóa, lại cùng đi chuyển động, Bất quá không có một lát tiểu bao tử lại hưng phấn chạy trở về. Đại bao tử bọn họ cũng đi theo hắn phía sau, lại mặt sau chính là đại hắc tiểu hắc cùng lôi đình chiến đội mấy cái thành viên. Nhanh như vậy, ta đưa ra đi năm lễ tính tính thời gian mới hẳn là vừa mới thu được đi. Phỏng chừng cha mẹ là sớm liền bị hảo cho chúng ta đưa tới. Nghe được nhi tử nói gì đó lăng kính hiên dơ lên mỉm cười, chờ hắn cùng nghiêm thịnh duệ đám người cùng nhau đi ra ngoài nhìn đến một xe xe kéo vào tới đồ vật sau trên mặt tươi cười càng sâu trong đó nhụm đẫm một chút ngọt ngào bất đắc dĩ trừ bỏ lão vương cho bọn hắn tam đại xe lễ lăng thành long hai vợ chồng cư nhiên cho bọn hắn suốt bị hai mươi xe đồ vật trừ bỏ hắn năm trước dạy bọn họ làm lạp xưởng thịt khô còn có rất nhiều chính bọn họ trong đất trồng ra đồ vật đương nhiên nhiều nhất chính là lương thực mặc dù hắn lần trước liền đi tin cho bọn hắn nói không cần lại hướng kinh thành đưa lương thực, bọn họ vẫn là ba ba cho hắn đưa tới. Cha, đây là tiểu thúc cho ngươi tin. Lăng Văn cầm một phong thơ đưa cho hắn, đó là chu quản sự vừa rồi ở cửa thời điểm giao cho hắn. Ha hả! chu quản sự, làm người đem lương thực đưa vào kho hàng, còn lại đồ vật phân biệt đưa đến mấy cái phòng bếp, ăn Tết thời điểm đại gia cùng nhau ăn. Đúng vậy. Lăng Kính Hiên tiếp nhận tin sờ sờ tiểu bao tử đầu, đơn giản phân phó hai câu liền xoay người vào phòng, tiểu bao tử nhóm cũng tung ta tung tăng đi theo hắn phía sau, Lăng Văn Lăng võ cùng thiết qua tử ríu rít cấp nghiêm thượng kinh nói Lăng gia thôn sự tình, liền bên cạnh tư không giác tiết Vũ Dương đều nghe được vào thần. Vẫn luôn mơ ước Lăng Kính Hiên trong nhà lương thực tiết Vũ Dương càng là cười đến các loại quyến rũ, rốt cuộc cho hắn biết nơi sản sinh. Về sau trở về Tây Quốc, hắn thế nào? cũng phải kéo cái mấy chục xe trở về không thể bất quá hắn thật sự có thể mua được sao giống như chỉ có lăng kính hiên trong nhà lương thực chủng loại mới không giống nhau đi mà nhân gia loại lương thực chính là không bán kính băng tiểu tử này năng lực a ngắn ngủn mấy tháng liền ở thương vân nhị châu sở hữu tới gần nội hải huyền thành lấy lòng thổ địa kiến xưởng rượu sang năm xưởng rượu chính thức vận tác sau nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn tính toán tự mình đến kinh thành đến xem nói là xem chúng ta ta xem hắn khẳng định là nhớ thương như vân, tưởng nhân gia. Xem xong rồi tin đưa cho nghiêm thịnh duệ đồng thời, lăng kính hiên không cấm vui đùa nói, lúc trước dịp như vân là cùng nghiêm thịnh duệ cùng nhau từ kim châu đại doanh trở về, vốn dĩ nàng tưởng trực tiếp chạy đến lăng gia thôn bồi lăng thành long bọn họ ăn tết, vẫn là hắn cấp ngăn lại tới, người dù sao cũng là cái đại cô nương, tuy rằng nàng chính mình nhưng thật ra không để bụng, bất quá kinh thành về nàng lời đồn đãi vẫn là rất nhiều, hắn cái này làm đại ca nhiều ít đến giúp nàng để yến một chút không phải làm được cũng không tệ lắm tin thượng nói dương tử khảo trung đồng sinh thanh tử tính toán ở kỳ thi mùa xuân tả hữu thường kinh khai năm sau thi hương dương tử hẳn là cũng sẽ trung phủ thí còn có hai năm không bằng làm hắn trực tiếp đem dương tử đưa tới kinh thành tới hảo đối lăng kính hiên hai cái biểu đệ nghiêm thịnh duệ cũng là phi thường coi trọng trương thanh liền không nói hiện tại cùng bách vận các xem như hợp tác đồng bọn năng lực không yếu, chính mình cũng cần mẫn kiên định, Trương Dương cũng là làm tốt lắm, có thể nâng đỡ một phen hắn cũng sẽ không bủng xỉn, tức phụ nhi nhà mẹ đẻ càng tốt, hắn cũng càng có mặt mũi không phải. Ân, ừ, bất quá tiền đề là hắn muốn trước khảo trung tú tài, có điểm áp lực hắn mới có thể biết nỗ lực, trễ chút ta liền cấp thanh tử đi tin, đúng rồi, Thủy Linh Nhi, Tiểu Hổ Tử, Trường Sinh, các ngươi cha mẹ cho các ngươi chú ý thân thể, không cần nhớ mong trong nhà, bọn họ đều thực hảo sang năm thủy sanh sẽ cùng thanh tử cùng nhau thượng kinh, đến lúc đó các ngươi liền có thể gặp mặt. Lăng Kính Hiên gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía tống thủy linh đám người, hắn đem bọn họ mang đến, không chỉ là bởi vì bên người thiếu người, chính yếu nguyên nhân vẫn là tưởng cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, chỉ cần bọn họ có năng lực lại trung tâm, hắn sẽ không làm cho bọn họ vĩnh viễn đương nô tài. Trên thực tế, hắn đã ở cân nhắc cho bọn hắn trừ bỏ nô tịch sự tình, bởi vì lần trước thịnh duệ trở về nói với hắn, tiểu hổ tử rất có phong độ đại tướng nô lệ là không thể mang binh đánh giặc thậm chí không thể tòng quân hắn tưởng cho hắn một cơ hội chờ hắn cùng tiểu bao tử lại lớn một chút khiến cho bọn họ đi quân doanh rèn luyện mà chu trường sinh tắc thích đọc sách tương lai thi đậu công danh cũng là điều đường ra còn có long đại sơn văn võ đều được bất quá hắn là thiết qua tử thư đồng hắn còn không có quyết định như thế nào an bài hắn đến chờ cùng hàng phi bọn họ thương lượng lúc sau mới có thể quyết định ân cảm ơn Vương Phi. Ba người cao hứng đến vui mừng không xiết, bọn họ tuổi tác rốt cuộc không lớn, cùng cha mẹ tách ra, nhiều ít vẫn là có chút tưởng niệm. Cha, tin thượng còn nói cái gì? Gia nãi cùng tiểu thúc bọn họ không nghĩ chúng ta sao? Thấy bọn họ nói nửa ngày đều là người khác chuyện này, chỉ từ phiến ngữ cũng chưa đề cập bọn họ, tiểu bao tử không cao hứng biểu môi nhi, gia nãi bọn họ không đau hắn sao? Ha hả! Người cái tiểu xô dấm Gia nải bọn họ như thế nào sẽ không nghĩ các ngươi Chính ngươi nhìn xem Mặt trên đều là bọn họ dặn dò ta muốn chiếu cố hảo các ngươi nói đâu Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì Lăng kính hiên duỗi tay đem hắn bế lên Rút ra kia trương đặc biệt nhắc tới bọn họ giấy viết thư đưa tới trước mặt hắn Bị thân cha phun tào Tiểu bao tử cũng để ý Trảo quá giấy viết thư liền trượt xuống hắn chân Lôi kéo lăng văn thiết qua tử chạy đến một bên xem tin đi nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên lẫn nhau đối xem một cái song song bất đắc dĩ lắc đầu nói đến năm lễ ta năm nay giống như thiếu thu được một phần tư không giác thanh âm đột nhiên vang lên mọi người kỳ quái nhìn về phía hắn mỗi ngày hoa quận vương phủ xuất nhập xe ngựa đều hàng dài hắn còn sẽ để ý kia một phần nhi năm lễ không phải các ngươi suy nghĩ cái gì à ta là cái loại này sẽ để ý năm lễ nhiều ít người sao nhìn ra bọn họ suy nghĩ cái gì Tư không giác chạy nhanh xua tay phủ nhận Ngay sau đó lại buồn bực nói Ta nói chính là Tây quốc bên kia đưa tới năm lễ Năm rồi phụ hoàng mẫu hậu Thái tử ca cùng nhị hoàng huynh đều sẽ phân biệt làm người cho ta đưa tới năm lễ Năm nay ta giống như chỉ thu được phụ hoàng mẫu hậu cùng nhị hoàng huynh đưa năm lễ Thái tử ca không đưa ta Người khác năm lễ hắn không để bụng Dù sao tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy thứ đồ vật Nhưng thân nhân năm lễ Cho dù là một trương giấy Hắn cũng lần cảm quý trọng hắn có thể đưa ngươi năm lễ mới kỳ quái. Nghe vậy, Nghiêm Thịnh Duệ lăng kính hiên đám người còn không có cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra Tiết Vũ Dương biểu môi rõ ràng khó chịu thấp giọng phun tào, tư không giác nghi hoặc nói, vì cái gì? Chẳng lẽ lần này thái tử ca còn không có từ quỷ điện địa lao ra tới? Thái tử phủ không có thái tử phi, năm lễ giống nhau đều là thái tử tự mình hỏi đến, nhìn như chính là một ít bình thường lễ vật lui tới lại là các đại gia tộc gắn bó quan hệ quan trọng đi lại, nếu không phải thân bất do kỹ, thái tử ca không nên quên năm lễ sự tình mới đúng. Ngươi cảm thấy hắn là như vậy vô dụng người. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, tuy rằng bất mãn tư không sanh, hắn cũng là không thể gặp người khác làm thấp đi hắn. Khi rốt cuộc là như thế nào lập? Dương ca ngươi liền dứt khoát điểm cùng ta nói sao? Tư không giác tráng tối sầm, dứt khoát ông chặt cánh tay hắn làm đủng chơi xấu, Tiết Vũ Dương tức giận rút ra tay, phỏng chừng ngươi quá hai ngày đều có thể tận mắt nhìn thấy đến hắn, ngươi nói hắn đi nơi nào cho ngươi chuẩn bị năm lễ. Tính tính thời gian, hắn hẳn là mau tới rồi mới là. Cái gì? Thái tử ca tới thanh quốc. Nghe vậy, tư không giác phản xạ tính trống to, lúc này đây, liền nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên bọn người không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc, Tây quốc thái tử đã ở thanh quốc trong phạm vi, mà bọn họ lại một chút tin tức cũng chưa thu được, sao có thể? chẳng lẽ Tây Quốc Thái tử thật liền như vậy ngưu? Mà ngay cả thịnh thân vương trải rộng cả nước nhãn tuyến cũng có thể giấu giếm được đi. Gào to cái gì đâu. Đến nỗi như vậy kinh ngạc. Bổn tòa ở chỗ này, hắn sẽ không tới. Quét liếc mắt một cái lăng kính hiên đám người, tiết vũ dương một tay sử tại trên mặt bàn nâng đầu, phải biết rằng, hắn ra cửa trước mới đưa hắn lộng tiếng quỷ điện địa lao nhốt lại đâu, lấy tư không sanh tính tình, không vạn dặm đuổi giết hắn kỳ quái. Trên thực tế, hắn còn cảm thấy hắn tới quá muộn dĩ vãng không ra hai tháng hắn liền tìm đến hắn lần này đều mau nửa năm tốc độ cũng quá chậm hảo đi kia dương ca lần này thái tử ca lại là làm cái gì chọc ngươi không cao hứng sự tình chậm rãi tiêu hóa rất nhà hắn thái tử ca có lẽ đã đến thành quốc sự thật từ không giác không cấm tò mò hỏi hắn nhớ rõ thái tử ca lần đầu tiên mất tích thời điểm hắn rất nhỏ lúc ấy phụ hoàng mẫu hậu đều sợ hãi hắn cũng gấp đến độ mỗi ngày nhi rất nước mắt ai biết không bao lâu thái tử ca lại về rồi lúc sau mỗi một năm thái tử ca tổng hội mất tích cái một hai lần lý do không ngoài chính là chọc dương ca không cao hứng trực tiếp cho hắn nhốt lại dần dà bọn họ cũng thành thói quen mỗi lần nghe nói thái tử ca mất tích phụ hoàng mẫu hậu nhiều nhất liền điểm điểm tỏ vẻ đã biết làm người đi thái tử phủ dò hỏi một tiếng ý nguyện đều không có tuy rằng cho tới bây giờ hắn đều tưởng không rõ năng lực xuất chúng thái tử ca vì sao bị đóng như vậy nhiều lần vẫn là sẽ trúng chiêu có thể có chuyện gì cùng với tò mò chuyện của ta ta khuyên ngươi không bằng ngẫm lại nên như thế nào cùng sanh công đạo đi mấy năm nay ngươi đưa đi tây quốc tin nhưng đều là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu hắn nếu là biết ngươi đem nhật tử quá thành như vậy ta xem ngươi cũng không cần hồi quận vương phủ trực tiếp đóng gói hồi tây quốc đi tây quốc đế hậu thái tử toàn sủng nịch tam hoàng tử sự tình thiên hạ đều biết mấy năm nay hắn trạng huống bọn họ không phải không biết nhưng rốt cuộc đều không có tận mắt nhìn thấy đến quá hơn nữa kia cũng là chính hắn nháo chết nháo sống lựa chọn bọn họ mới không có ra tay can thiệp nhưng nếu làm sanh tận mắt nhìn thấy đến chỉ sợ hắn liền không thể không can thiệp đường đường tay quốc tam hoàng tử có thể nào làm người khi dễ đến loại tình trạng này tư cập này tiết vũ dương lại tha phú hứng thú nhìn lướt qua rõ ràng bắt đầu khẩn trương nghiêm khiếu hoa nếu không phải xem hắn giống như rất thích nhà bọn họ tiểu giác hắn đã sớm động thủ, nào luôn được đến sanh tự thân xuất mã. Không, không thể nào. Khóe miệng nhịn không được trừ trừ, tư không giác chính mình đều không phải thực khẳng định, tầm mắt theo bản năng liền quét về phía bên cạnh nghiêm khiếu hoa, đối phương không biết suy nghĩ cái gì, cúi đầu không thấy hắn, xanh thẳm con ngươi không cấm lướt qua một mạc mất mát, hắn gần nhất có phải hay không lượng hắn lượng đến quá độc ác điểm nhi. Này cũng không thể cách hắn, gần nhất hai tử bệnh làm hắn không có biện pháp tưởng quá nhiều hai tử bệnh hảo đến không sai biệt lắm sau bệnh viện lại khai trương hắn muốn vội vàng quản lý bên kia lại đến sau bọn họ cảm tình đã tan vỡ hai năm hắn đột nhiên lại biểu hiện ra một bộ đối hắn yêu sâu sắc bộ dáng hắn là thiệt tình có điểm không thể tin được nột nói hắn khuyết thiếu tự tin cũng hảo không tin hắn cũng thế hơn hai năm ồn ào nhốn nháo lại đại nhiệt tình cũng bị tưới tắt đến không sai biệt lắm nếu không phải còn thâm ái hắn, hắn đã sớm đưa ra hòa ly, mang theo thương tâm trở về Tây Quốc. Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi nên may mắn tới người là sanh, thay đổi ngươi kia thô bạo nhị hoàng huynh, ta xem ngươi liền giải thích cơ hội đều không có thấy lời hắn nói tự hồ đã câu ra bọn họ ngày thường cố tình xem nhẹ sợ hãi, tiếc vũ dương không ngừng cố gắng, tiếp tục cho bọn hắn lửa cháy đổ thêm dầu, hai người kia, nháo đến cũng không sai biệt lắm, nên là thời điểm hòa hảo. Tư không giác tráng tối sầm, tức khắc á khẩu không trả lời được, nhị hoàng huynh so thái tử ca nhưng khó chơi nhiều, hơn nữa liền cùng mang ngư giống nhau ngang ngược vô lý, ít nhất hiện tại, hắn còn không nghĩ nhìn thấy hắn. Ta phải về vương phủ một chuyến, xin lỗi không tiếp được. Nghiêm khiếu hoa bỗng chốc đứng lên, nói cho hết lời, người cũng vội vàng rời đi, tiếc vũ dương nhoảng miệng cười, rốt cuộc biết nóng nảy sao. Lăng kính hiên qua lại xem bọn hắn, đáy mắt hiện lên một chút hiểu rõ, quay đầu cùng nghiêm thịnh duệ trao đổi cái ánh mắt sau nhìn tiếc vũ dương ngưng thanh nói Tây quốc thái tử thật sự tới cùng hắn cùng nhau tới còn có cái gì người nghĩ tới nghĩ lui tư không sanh khẳng định là hóa trang thành người thường nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng tránh thoát thịnh duệ trải rộng thanh quốc nhãn tuyến ở điểm này hắn chính là tuyệt đối tin tưởng nhà bọn họ vương gia năng lực khó được a à, ngươi cũng có tò mò sự tình đưa ta mười xe lương thực ta liền nói cho ngươi Ta mị tầm mắt bỗng chốc chuyển hướng hắn Tiết Vũ Dương không buông tha bất luận cái gì có thể làm tiền hắn cơ hội Không có biện pháp, hắn quá vừa ý nhà hắn lương thực Ngươi sao không đi đoạt lấy đâu Mười xe Ngươi không biết xấu hổ nói ta đều ngượng ngùng nghe Hoặc là thành thành thật thật nói cho ta Hoặc là liền cút cho ta ra vương phủ Lăng kính hiên sắc mặt biến đổi Ra vẻ lạnh lùng sắc bén Người này chính là thiếu ngược Ông Tồn nói với hắn lời nói hắn không nghe càng muốn chọc hắn trở mặt, mười xe lương thực đều đủ hắn này chính viện từ trên xuống dưới ăn được mấy tháng, mệt hắn không biết xấu hổ há mồm, hắn thiếu hắn không thành. Ha hả, đừng a, à, mười xe không được một xe là được đi. Ai làm nhà ngươi gạo cơm ăn ngon đâu, bổn tọa còn tính toán rời đi thời điểm mua cái mấy chục xe kéo về đi. Kính hiên, nếu không về sau mỗi năm ta cũng cho ngươi đưa năm lễ, ngươi liền cho ta đưa nhà ngươi loại gạo biết không? Phúc hắc người phần lớn da mặt dày. Tiết Vũ Dương chút nào không ngại hắn oán hận, vẫn như cũ là cật nhã, Lăng Kính Hiên tức giận phiên trận trắng mắt, được, nói được giống như ngươi mấy đời không ăn qua đồ vật giống nhau. Ngươi hồi Tây Quốc thời điểm ta đưa ngươi mười. Xe, về sau không có cho ta tới cái tinh nhi, ta làm người cho ngươi đưa đi Tây Quốc, bất quá chỉ đưa đến biên quan, ra biên thành chính mình tìm người tới đón. Tuy rằng bọn họ thường xuyên đấu võ mồm, Tiết Vũ Dương càng là thường xuyên trêu chọc nghiêm thịnh duệ điểm máu chốt, Bất quá ở chung hai tháng, bọn họ cũng coi như là bằng hữu. Tiết Vũ Dương người này tính tình cố nhiên có điểm cân nhắc không chừng, nhưng đối hắn cùng bọn nhỏ chưa từng bất luận cái gì ý xấu, xảy ra chuyện cũng luôn là không nói hai lời hỗ trợ, gạo mà thôi, điểm này đồ vật hắn còn đưa đến khởi. Thành A, ta liền biết ngươi luyến tiếc xem ta khó chịu. Lời này vừa nói ra, nghiêm thịnh duệ lập tức thay đổi mặt, đầu sỏ gây tội phản phất còn sợ hắn tức giận đến không đủ tàn nhẫn, còn miễn phí vứt cho Lăng Kính Hiên một cái điện lực 10 phần mị nhãn, làm đến hắn không cắm đầu trừ đau, người này một ngày không hắt là sẽ chết không thành. Nếu ngươi không nghĩ những cái đó lương thực nói, đại có thể tiếp tục nháo đi xuống. Lặng lẽ cùng nam nhân nhà hắn mười ngón khẩn khấu, không nói gì trấn an hắn lúc sau, Lăng Kính Hiên mới tức giận nói. Tắm tắc. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng thật sự sao. Tiết Vũ Dương nhẹ sách hai tiếng biểu môi, dường nhiên trên cái bàn bên cạnh thượng nhàm chán nói, sanh là mang theo hoàng trưởng tôn lẫn vào một chi hàng năm lui tới với thanh quốc cùng Tây quốc thương đội trung tới, các ngươi không thu đến tin tức cũng bình thường. Hoàng trưởng tôn, không phải nói hắn không cưới thái tử phi sao? Lăng Kính Hiên hỏi ra khẩu đồng thời lại nhìn không được mắng chính mình xuẩn, ai quy định không cưới vợ liền không thể có nhi tử? Ai? Đều do Tiết Vũ Dương cho hắn cảm giác quá cường hãn, hắn cùng cái kia tư không sanh rõ ràng là một đôi nhi trong tiềm thức hắn liền cảm thấy tiếc vũ dương không có khả năng làm tư không sanh cưới trắc phi gì đó không nghĩ tới mặc dù là hắn cũng khó được độc sủng sao hoàng gia yêu sâu sắc liền như vậy khó vẫn là nhà hắn vương gia hảo từ đầu chí cuối đều chỉ có hắn một người quả thực chính là long phượng sừng lân tồn tại đừng làm cho bổn tọa xem thấp ngươi xem hắn thần sắc liền biết hắn đã nghĩ tới tiết vũ dương biểu môi toàn bộ ghé vào trên bàn sanh là Tây quốc thái tử hắn gánh vác trách nhiệm không cho phép hắn cản phía sau cho nên ở bọn họ thành niên kia một năm biết rõ sẽ chọc hắn sinh khí hắn vẫn là gạt hắn sủng hạnh một cái đế hậu chọn lựa ra tới nữ tử tuy rằng cái kia nữ tử ở sinh hạ hài tử thời điểm liền lặng lẽ làm người xử quyết nhưng chuyện này vẫn luôn là hắn trong lòng một cây thứ mỗi khi nhìn đến đứa bé kia đều nhìn không được trong lòng ẩn ẩn làm đau mặc dù Hắn cũng không chán ghét cái kia cơ hội cùng sanh khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc hài tử. Tình nhân đáy mắt xoa không tiếng một cái hạt cát. Bọn họ là sư huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơi chút hiểu được tình sự lúc sau liền tự nhiên mà vậy nhận định lẫn nhau. Nhưng cuối cùng, này phân bổn ứng hoàng mỹ vô khuyết cảm tình vẫn là nhiễm khuyết tật, kia lúc sau. Sanh không ngừng một lần yêu cầu hắn cùng hắn thành hôn. Hắn cũng không ngừng một lần chạy thoát, cùng với bọn họ truy đuổi số lần càng ngày càng nhiều thời gian càng ngày càng trường sanh mặt ngoài không có gì tỏ vẻ trên thực tế hắn đều biết lại nhiều tới vài lần chỉ sợ hắn thật sự sẽ đem hắn bắt trở về vĩnh viễn khóa ở thái tử đông cung có lẽ hắn cùng sanh cũng nên có cái kết quả đi rốt cuộc bọn họ đều không tuổi trẻ không thể còn như vậy mạng vô chừng mực truy đuổi đi xuống thấy hắn giống như lại đang nghĩ sự tình lăng kính hiên cũng không có lại quấy rầy hắn chuyện tình cảm chỉ có hai cái đương sự mới biết được sao lại thế này Người ngoài tùy tiện nhúng tay sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng tao, Tiết Vũ Dương rối rắm hắn đại khái cũng có thể đoán được một vài, đổi làm là hắn, hắn khẳng định là không tiếp thu được, một lần phản bội cả đời không cần, Nghiêm Thịnh Duệ muốn dám làm ra loại sự tình này, hắn tuyệt bức sẽ thân thủ thiến hắn. Nhưng Tiết Vũ Dương cùng, tư không giác đều cùng hắn không giống nhau, bọn họ là ở thời đại này sinh trưởng ở địa phương nam nhân nối giỏi tông đường cùng tam thê tứ thiếp sớm đã ăn sâu bén rễ cấy vào bọn họ trong ốc, mặc dù bọn họ lại ngưu bức, cuối cùng phỏng chừng vẫn là sẽ tiếp thu. Xét đến cùng, đều là thời đại tạo thành. Thịnh Duệ, chúng ta ngày mai tiến cung đi. Dựa theo quy củ, mỗi năm đại niên mùng một, có phẩm cấp mệnh phụ đều phải đi trong cung cho Thái Hậu Hoàng Hậu chúc Tết, nguyên bản hắn là tính toán nhập gia tùy tục. Đại niên mùng một ngày đó lại mang bọn nhỏ đi cấp vân thái phi dập đầu bất quá hắn thay đổi chủ ý hắn quyết định dựa theo hiện đại hoa hạ quốc truyền thống tới ngày mai liền đi hoàng cung tiếp vân thái phi đến vương phủ tới theo chân bọn họ cùng nhau ăn tết nếu là nàng nguyện ý về sau liền lưu tại vương phủ nếu hắn không muốn nói đại niên mùng một tiếng cung thời điểm bọn họ lại đưa nàng trở về ân ừ, nghiêm thịnh duệ ngẩn ra một hồi lâu sau mới liễm hạ nhãn điểm đầu người quyết định liền hảo cho rằng hắn chỉ là nhớ thương xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng chuyện này, nghiêm thịnh duệ cũng không có phản đối, đích xác cũng nên là thời điểm dẫn bọn hắn đi gặp mẫu phi. Hơn nữa, Tây quốc thái tử đã đến thanh quốc sự tình cũng muốn trước tiên cùng trong cung vị kia nói nói mới được, để tránh hắn lại tưởng đông tưởng Tây không có việc gì tìm việc. Ha ha! Buổi tối chúng ta tâm sự, nhà, nhà của chúng ta tiểu đoàn tử lại tỉnh A, lại đây làm cha ông một cái. Biết hắn có khúc mắt, Lăng Kính Hiên cũng không ở bọn nhỏ trước mặt hỏi, khóe mắt dư quan quét đến long trương thị bế lên tới tiểu mập mạp, quyết đoán bất động thanh sắc liền mang khai đề tài. Vương Phi, tiểu quận Vương lập tức liền 6 tháng, nằm sau lỏng quần áo, không sai biệt lắm liền có thể chính mình ngồi chơi. Đều nói em bé một ngũ nhị nâng tam phiên bốn căn năm trảo sáu ngồi bảy lăng tám bò chín trường nha mười trạm mười một đỡ có thể đi, tuy rằng nhà bọn họ tiểu quận vương đến bây giờ liền thân đều lật qua, Lòng trương thị như cũ lạc quan cảm thấy là trên người hắn quần áo xuyên quá dày, sang năm lỏng quần áo là có thể trực tiếp ngồi. Lăng kính hiên tiếp nhận càng lúc càng trầm tay hài tử ước lượng, tức giận cười nói, liền hắn cái này hình thể, ta xem khó. Cha! Đến, mỗi lần hắn một kết bỏ tiểu đoàn tử, mặc kệ đại bao tử cách đến có bao xa, lập tức liền sẽ phát ra kháng nghị, lăng kính hiên nghiêm trọng hoài nghi, tiểu đoàn tử năm sau lúc này có thể hay không học được đi đường, không được sửa ngày mai hắn đến huấn luyện hắn phiên xoay người, giảm giảm béo mới được, không thể lại tùy ý hắn hoành dài quá. Hoàng cung, ngự thư phòng. Vạn tuế, hoa quận vương cầu kiến. Từ khi trương gia bị sao, tam hoàng tử bị lưu đầy, mặt khác hoàng tử hoàng phi nhóm đều kẹp chặt cái đuôi, hơn nữa lập tức muốn ăn tết, văn võ đại thần cũng không ở nhảy nhót. Hoàng đế nghiêm thịnh trí cuối cùng là thanh tịnh không ít, bất quá làm một cái thiên phú không đủ, toàn dựa chăm chỉ tiếp viện hoàng đế, nghiêm thịnh trí bận rộn cũng là có thể tưởng tượng, vốn là không tốt thân thể bởi vì ngày Tết gần không thể nghi ngờ càng thêm đơn bạc. Người ngoài có lẽ nhìn không ra, hơi chút hiểu. Chút y thuật người đều biết, mặc kệ lại như thế nào bảo dưỡng, hắn chỉ sợ cũng sống không được mấy năm. Ân, ừ. hắn tới làm gì? Nghe được Trương Đức Tử thông báo, chính vùi đầu ở một đống tấu chương trung nghiêm thịnh trí nghi hoặc ngẩng đầu, bên cạnh bồi hắn cùng nhau phê duyệt tấu chương sở vân hàng mang theo tiểu thất đứng lên, bệ hạ, ta đột nhiên nhớ tới hậu cung còn có chút việc không xử lý, trễ chút lại qua đây. Nói xong, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, sở vân hàng cho hắn hành lễ liền mang theo tiểu thất xoay người rời đi, nhìn bọn họ bóng dáng, nghiêm thịnh trí không cấm có chút hoảng thần, một hồi lâu mới liễm hạ mắt bỏ qua trong tay chu sa bút, làm hắn vào đi. Ngón tay nhẹ nhàng ấn trướng đau huyệt thái dương, nghiêm thịnh trí trong đầu không ngừng suy đoán nghiêm khiếu hoa lúc này tìm hắn rốt cuộc có chuyện gì đối nghiêm khiếu hoa hắn là lại ái lại kỵ ái kỵ đều là bởi vì hắn cưới tây quốc tam hoàng tử mấy năm trước tây quốc cùng thanh quốc đã từng từng có một hồi chiến tranh xuất binh xuất chinh chính là lão cửu chính là bọn họ lại thua thua ở binh khí thượng bọn họ vũ khí một đụng tới tây quốc binh lính tinh cương đao nháy mắt đã bị chém đức nếu không phải lão cửu dũng mãnh phi thường lần đó bọn họ sợ là sẽ toàn quân bị diệt, từ nay về sau bọn họ liền vẫn luôn thực kiên kỵ Tây Quốc, dễ dàng không dám khơi mào chiến tranh, Tây Quốc tam hoàng tử liên hôn không thể nghi ngờ vì bọn họ mang đến hòa bình, có này phân liên hôn ở, mấy năm nay Tây Quốc cùng thanh quốc chi gian mậu dịch lui tới cũng càng thêm thường xuyên. Bọn họ cùng bắt mang đánh giặc cũng không cần lại lo lắng Tây Quốc sẽ thừa cơ đánh lén, nói tóm lại. Chỗ tốt là phi thường nhiều, duy nhất làm hắn lo lắng chính là nghiêm khiếu hoa hắn dù sao cũng là nhị hoàng đệ nhi tử không phải chính hắn nhi tử vạn nhất nhị hoàng đệ có phản hắn chi tâm hoặc là nghiêm khiếu hoa trầm mê với tư không giác sắc đẹp bên trong đã chịu hắn mê hoặc gì đó sự tình không thể nghi ngờ sẽ trở nên phi thường không xong bất quá mấy năm nay nghiêm khiếu hoa biểu hiện còn tính không tồi đã lưu lại tam hoàng tử lại không có mất thanh quốc quận vương thể diện tuy rằng nghe nói gần nhất hắn giống như có chút thay đổi hẳn là bởi vì hài tử bệnh đi Rốt cuộc hắn trước mắt chỉ có như vậy một cái nhi tử, là người đều sẽ lo lắng. Vi thần tham kiến bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không bao lâu, nghiêm khiếu hoa ở trương đức tử dẫn dắt hạ đi đến, nghiêm thịnh trí giơ lên tươi cười, đều là người một nhà không cần đa lễ, khiếu hoa ngồi đi. Này bối trung, nghiêm khiếu hoa xem như người xuất sắc, trước kia hắn tổng hy vọng hắn là con hắn thì tốt rồi, nề hà. Cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, Bất quá hiện tại, hắn cũng có các phương diện đều không thua hắn tiểu thất, hơn nữa tiểu thất mới 10 tuổi, còn có vô hạn khả năng, tương lai nhất định có thể trưởng thành đến so với hắn càng đáng tin cậy. Tạ bệ hạ Nghiêm khiếu hoa sụp mi thuận mắt, cũng không có lấy hắn khách sáo thật sự, hắn nếu thật dám không cho hắn hành lễ, hắn không chừng lại muốn như thế nào nghi kỵ hắn, thậm chí là hắn phụ vương các huynh đệ. Khiếu hoa hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên tiến cung? hai tử bệnh khá hơn chút nào không? Vừa lòng cười nhìn hắn, nghiêm thịnh trí thuận miệng hỏi, kỳ thật hắn ở ngoài cung nhãn tuyến đã sớm nói cho hắn, nghiêm thượng kình quái bệnh đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, làng kính hiên y thuật thật sự không phải thổi ra tới, may mắn lão cửu vô tâm đế vị, nếu không hắn không thể nghi ngờ lại muốn thêm một cái cường địch. Đa tạ bệ hạ nhớ mong, hai tử đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, bệ hạ, có không bình lui tả hữu không nghĩ lại cùng hắn giả mù sa mưa lãng phí thời gian, nghiêm khiếu hoa ngẩng đầu nhìn hắn, ở tới hoàng cung phía trước, hắn đã đi trước mão thân vương phủ cùng phụ vương chào hỏi qua, tuy rằng phụ vương không quá tán đồng quyết định của hắn, bất quá hắn vẫn là quyết định tiến cung tìm hoàng thượng nói rõ ràng, hắn không thể không có giác, chẳng sợ bị hắn đề phòng cướp giống nhau đề phòng, hắn cũng không nghĩ lại tiếp tục năm đó ước định, hiện giờ giác ở tại thịnh thân vương phủ. Hắn cũng không cần lo lắng có người đối hắn hạ độc thủ, ở Tây Quốc Thái tử xuất hiện phía trước, hắn nhất định phải trước giải quyết bọn họ chi gian vấn đề, không thể làm hắn có bất luận cái gì mang đi giác cơ hội. Ân. Nghiêm thịnh trí trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, thần sắc không rõ xem hắn một lát sau mới vẫy vẫy tay, trương đức tử ăn ý mang theo từ nay về sau ở ngự thư phòng các cung nhân lui ra ngoài. Bệ hạ còn nhớ rõ ba năm trước đây ước định. Đón hắn xét duyệt ánh mắt, Nghiêm khiếu hoa quỳ một gối Tầm mắt không chút nào sợ hãi nhìn lên hắn Ba năm trước đây Không, chính xác tới nói hẳn là không sai biệt lắm là bốn năm trước Đường hắn mới vừa biết được Tây Quốc Tam Hoàng tử phải gả cho hắn thời điểm Hắn là không có gì cảm giác Khi đó hắn chính phi mới vừa qua đời không lâu Hắn vừa mới từ biên quan trở về mà thôi Đối lại cưới hoặc là cưới ai Hắn một chút đều không ngại Dù sao sớm hay muộn đều là muốn cưới Khi đó phụ vương liền nhắc nhở quá hắn cưới Tây Quốc Tam Hoàng tử cố nhiên có thể vì hai nước mang đến hòa bình, nhưng gián tiếp, Hoàng đế cũng sẽ càng thêm kiên kỵ bọn họ, chính hắn cũng sẽ ở vào tả hữu không phải người tình cảnh trung, nhắc nhở hắn phải chú ý, không thể cùng Tam Hoàng tử quá thân mật, cũng không thể quá xa cách, chính hắn cũng quyết định chú ý, đem Tam Hoàng tử cưới qua tới coi như Bồ Tát giống nhau cung phụng, mặt khác, hắn cấp không được, cũng không nghĩ cấp. Ai biết? Đương hắn nhìn đến Tam Hoàng tử thời điểm lại phát hiện, hắn lại là cái kia hắn ở đi biên thành trên đường trong lúc vô ý cứu thiếu niên. Từ lúc ấy bắt đầu, lý trí liền rời xa, thành thân sau, hắn mang theo hắn thân mật ra vào có đôi, một lòng chỉ nghĩ cùng hắn trở thành lệnh nhân xưng tiện ân ái phu thê, nhưng hiện thực thường thường là tàn nhẫn, hai tử đột phát quái bệnh bừng tỉnh hắn, trực giác nói cho hắn, hai tử hẳn là không phải đơn thuần sinh bệnh. Nề hà bọn họ cũng tra không ra cái. Nguyên cớ tới, bất quá ở phụ vương nhắc nhở hạ, hắn cũng thấy rõ hiện thực, hắn cùng giác càng yêu nhau, đối người khác tới nói liền càng nguy hiểm, đặc biệt là trước mắt người này, cho nên ba năm trước đây hắn cùng hắn ước định, lấy hy sinh bọn họ ái vì điều kiện, đổi lấy hắn không ở sau lưng động tay chân hứa hẹn, duy nhất nhi tử đã như vậy, hắn thật sự là nhận không nổi âu yếm tức phụ nhi lại ra cái gì trạng huống. Từ nay về sau, hắn một bên lưu luyến bụi hoa, một bên còn muốn phái người nhìn chầm chầm giác, bảo hộ giác, ba năm tới, hắn không có một khắc là chân chính yên tâm mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hắn tổng hội lẻn vào giác phòng lặng lẽ bồi hắn đến bình minh sau đó lại lặng lẽ rời đi vòng đi vòng lại sâu trong nội tâm hắn cũng là mâu thuẫn đã hy vọng giác rời đi hắn trở về tây quốc lại luyến tiếc hắn thật sự rời đi thẳng đến hơn hai tháng trước giác vì hài tử dọn đi thịnh thân vương phủ hắn mới biết được chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá hắn căn bản là không rời đi hắn cho nên hắn hối hận không nghĩ lại tiếp tục, mà cử hoàng thúc cùng cử hoàng thẩm cái loại này lẫn nhau tín nhiệm nâng đỡ cảm tình lại làm hắn càng thêm kiên định. Trước kia hắn tự cho là đúng ở bảo hộ giác, thế nhưng đại ý xem nhẹ, giác cũng là nam nhân, hắn yêu cầu chính là hắn ái. Mà không phải lấy ái vì danh thương tổn, hắn. Hắn là càng tin tưởng giác, hắn là cùng hắn thẳng thắn thành khẩn hết thảy, cùng nhau đối mặt hoàng đế nghi kỵ cùng nào đó người âm thầm động tác, nguyên bản hắn là tưởng chờ giác cùng hắn hồi quận vương phủ lại ngã bài nhưng vừa nghe nói giác đại ca muốn tới hắn liền chờ không kịp cần thiết lập tức giải quyết bọn họ chi gian vấn đề cởi bỏ kéo dài mau ba năm hiểu lầm ba năm trước đây nga trẫm nghĩ tới là chính ngươi tìm tới trẫm chủ động yêu cầu trẫm tín nhiệm đi nghiêm thịnh trí hơi chút tưởng tượng liền nghĩ tới bất quá hắn thần sắc thoạt nhìn có chút quái dị nghiêm khiếu hoa cũng không tưởng nhiều như vậy gật đầu nói Đúng vậy, bệ hạ khi đó sợ tam hoàng tử liên hôn có cái gì nội tình, vi thần liền chủ động thỉnh cầu giám thị hắn. Nói được dễ nghe điểm là như thế này, khó nghe chính là nghiêm thịnh trí quá đa nghi, sợ bọn họ mượn dùng Tây quốc lực lượng phản hắn, vì làm hắn yên tâm, đừng luôn là phái ám vệ giám thị bọn họ, hoặc là ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ, hắn mới có thể chủ động đưa ra cái kia yêu cầu, khi đó hắn một lòng một dạ chỉ nghĩ bảo hộ tư không giác, căn bản không nghĩ tới hậu quả cho nên ngươi hiện tại hối hận chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ trẫm động hắn chỉ cần hắn không chết các ngươi liên hôn liền còn tồn tại sợ mang đến chỗ tốt cũng sẽ không biến mất ngươi hẳn là biết trẫm có rất nhiều biện pháp làm hắn đương cái hoạt tử nhân ánh mắt trầm xuống nghiêm thịnh trí thần sắc đen tối không rõ với hắn mà nói nghiêm khiếu hoa cùng tư không giác mới vừa thành thân khi ân ái thật là khó giải quyết nếu là tiếp tục đi xuống hắn có lẽ thật sự sẽ động thủ cũng may hắn thông minh lựa chọn dùng xa cách tư không giác tới tranh thủ hắn tín nhiệm tuy rằng cũng cho hắn chế tạo không ít phiền toái nhưng dù sao cũng phải tới nói hắn vẫn là thực vừa lòng hắn này hai ba năm biểu hiện hiện tại lại là như thế nào hắn không hề sợ hãi hắn nghi kỵ cũng không hề sợ hãi hắn thương tổn tư không giác khiếu hoa biết chính là ta sẽ không lại trốn tránh đối mặt hoàng bá phụ ta yêu hắn ta tưởng làm hoàng đế ngươi chỉ sợ không biết ái một người là cái gì cảm giác đi. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy giác thời điểm, ta liền thích thượng tự như tinh linh giống nhau cổ linh tinh quái hắn, chính là không bao lâu hắn người hầu liền tìm tới, chúng ta chia tay thời điểm, chưa nói tới khổ sở, nhưng là cũng không tha là được, thẳng đến chúng ta thành thân kia một ngày, nhìn đến mặt vào hôn phục hắn, trời biết kia một khắc ta có bao nhiêu may mắn chính mình tiếp nhận rồi này phân liên hôn, thành thân sau, cùng hắn ở chung thời gian càng nhiều. Kia phân thích liền càng. Dày đặc liệt, sinh ở hoàng gia ta lần đầu tiên cảm thấy chính mình là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân, hoàng bá phụ, ta không nghĩ vĩnh viễn mất đi này phân hạnh phúc, thỉnh ngươi thành toàn. Nói, nghiêm khiếu hoa thật sâu cho hắn khái mấy cái đầu, giờ này khắc này, hắn không phải lấy hắn thần tử thân phận thỉnh cầu hắn, mà là đơn thuần lấy cháu trai thân phận thỉnh cầu bá phụ, nghiêm thịnh trí ánh mắt lóe lóe. Trong đầu đột nhiên hiện lên sở vân hàng thân ảnh Hắn thật sự không hiểu ái sao Hắn không biết Ở chính hắn xem ra Hắn là ái vân hàng Nhưng từ nhỏ đến lớn sở chịu đế vương giáo dục lại Không cho phép hắn chuyên sủng một người Hắn thật sự rất khó tưởng tượng Toàn tâm toàn ý thủ một người là cái gì cảm giác Cũng vô pháp minh bạch nghiêm khiếu hoa Vì cái gì có thể vì tư không giác làm được tình trạng này Còn có lão cửu cũng là Vì lăng kính hiên Hắn không ngừng một lần phản kháng hắn Vô cùng đơn giản một cái ái tự chẳng lẽ liền như vậy quan trọng? Ngươi hẳn là biết, trẫm không có khả năng đáp ứng ngươi cái gì, trở về đi, làm trẫm hảo hảo suy nghĩ một chút. Lược hiện mệt mỏi giữa hướng Long ỷ nghiêm thịnh trí vô lực vẫy vẫy tay, nghiêm khiếu hoa ánh mắt tối sầm lại, đứng dậy phía trước lại kiên định nói, ta sẽ không làm hoàng bá phụ có thương tổn giác cơ hội. Lời vừa nói ra, tương đương chính là cùng hắn tuyên chiến, nghiêm thịnh trí sửng sốt, ngay sau đó bật cười nói, có chuyện ngươi giống như hiểu lầm, thường kình trên người đọc không phải trẫm hạ, trẫm liền tính lại nghi kỵ các ngươi, cũng sẽ không đối một cái nải oa oa xuống tay. hắn cũng là ta hoàng tộc huyết mạch, trẫm còn không có như vậy tàn nhẫn. trẫm biết các ngươi mấy năm nay đều hiểu lầm, bất quá cũng nên là thời điểm còn trẫm trong sạch. năm đó sở dĩ không giải thích, chỉ là bởi vì cái này hiểu lầm giống như đối hắn càng có lợi, bất quá hiện tại, tự hồ là không cần thiết. ân, nghiêm khiếu hoa phản xạ tính ngẩng đầu, không phải hắn đó là ai còn có ai sẽ kiên kỵ hắn cùng giác cảm tình thanh tây hai nước liên hôn bền chắc chỉ biết đối đông quốc hoặc bắc mang tạo thành nguy hiểm nhưng cửu hoàng thẩm nói thượng kình trung chính là nam cương độc này lại là sao lại thế này nên nói trẫm đều nói chỉ cần các ngươi chính mình không làm không nên làm sự tình trẫm liền sẽ không động hắn mặt khác tùy tiện ngươi đi là đa tạ hoàng bá phụ cung cấp với hứa hẹn lệnh đuổi khách rốt cuộc làm nghiêm khiếu hoa yên tâm cung kính cho hắn hành lễ sau, nghiêm khiếu hoa xoay người lui đi ra ngoài, chỉ là, đẩy mắt suy nghĩ sâu xa trước sau không có thối lui, thượng kình trên người độc, rốt cuộc là ai hạ. Thịnh thân vương bên trong phủ, liền không có không sủng tiểu đoàn tử, ngạnh muốn nói long trương thị cùng bà vú mang hài tử có chỗ nào không tốt lời nói, chính là quá sủng hắn, ngày thường động bất động liền ông diêu tới diêu đi, chỉ cần hắn tỉnh, cơ hồ chưa từng có đơn độc một người nằm ở trên cái giường nhỏ quá, đều sao là người khác ông. Hôm nay lòng Trương Thị vừa nói hài tử nên có thể ngồi, Lăng Kính Hiên mới thật sự ý thức được hắn tự hồ liền xoay người đều không biết. Vì thế, không màn. Những người khác, đặc biệt là kia mấy cái nhi khống đệ khống kháng nghị, giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lăng Kính Hiên đem còn tỉnh hắn ném ở giường em bé bên trong, không chuẩn bọn họ ông không bỏ. Ân. Ân. Không biết là đồ ăn mùi hương hút, vẫn là chén bàn va chạm thanh âm hấp dẫn một mình nằm ở giường em bé thường tiểu đoàn tự chú ý, nguyên bản nằm thẳng ở trên giường hút dưỡng chính mình tay phải ngón trỏ chơi đùa tiểu gia hỏa đầu vặn vẹo, lại chỉ có thể nhìn đến bọn họ thân ảnh, mặt khác cái gì đều nhìn không thấy, tiểu gia hỏa rõ ràng có chút không thỏa mãn, bắt đầu thở hổn hển thở hổn hển vặn vẹo thân thể muốn xoay người, chính là bởi vì trên người thịt quá nhiều. Tiểu gia hỏa phiên không đến. Một nửa liền tạp trụ, cao cao chu lên mông nhỏ liên tiếp đi phía trước kích thích. Tiểu đoàn tử hắn làm sao vậy? Đang chuẩn bị ăn cơm đại bao tử cầm chiếc đũa kỳ quái nhìn cách đó không xa đệ đệ, kinh hắn vừa nói, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển qua đi, ý thức được hắn đang làm cái gì, nghiêm thịnh duệ vương đi chiếc đũa cương ở giữa không trung, từ không giác khẽ nhếch miệng trợn trong mắt, liền tiết vũ dương đều đầy mặt cổ quái, lăng kính hiên còn lại là bất đắc dĩ đỡ tráng, hắn liền biết sẽ như vậy. Tiểu đoàn tử là tưởng xoay người sao? Ta đi giúp 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 hắn. Tiểu bao tử ném xuống chiếc đuổi liền muốn chạy qua đi, lăng kính hiên một phen bao lại hắn đầu đem hắn kéo về đi, giúp cái gì giúp, không chuẩn đi, làm chính hắn phiên. Liền bởi vì bọn họ quá sủng, hắn mới có thể 6 tháng còn phiên bất quá thân, đều mau béo thành cầu. Chính là tiểu đoàn tử hắn khó chịu. Tiểu bao tử không thuận theo, biểu môi nhi đầy mặt không cao hứng kháng nghị, hắn cũng là rất đau đệ đệ có được không? Khó chịu cũng đến chịu, ai làm hắn bản thân lười, trước mấy tháng ăn ngủ ngủ ăn, dưỡng một thân thịt, cũng nên làm hắn nhiều động động giảm giảm béo. Kháng nghị không có hiệu quả, Lăng Kính Hiên là quyết tâm không chuẩn bị lại quán hắn, bên cạnh đại bao tử nhăn chặt mày, nghiêm thịnh duệ rõ ràng cũng là các loại bất mãn, bất quá hắn lại không dám chống cự tức phụ nhi. Mắt đào hoa chỉ có thể đau lòng nhìn phản phất đã cùng chính mình trên người thịt gian thượng tiểu đoàn tử, Yên lặng cho hắn cố lên cổ vũ Tiểu đoàn tử cũng không khóc Mấp mấy mông cả người đều ở sử lực Miệng cũng không nhàn rỗi Đức quản phát ra kỳ quái tiếng gào Ân Ân Tiểu đoàn tử cố lên Mau lật qua tới Tiểu đoàn tử cố lên Mọi người cũng không rảnh lo ăn cơm Mọi người lực chú ý đều đặt ở giường em bé thượng tiểu đoàn tử trên người Mấy cái tiểu bao tử còn không hẹn mà cùng cho hắn cổ vũ Nhìn dốc hết sức lực bộ dáng lăng kính hiên trên mặt không khỏi bò lên trên vài phần ý cười tiểu gia hộ bạch bạch thịt thịt khuôn mặt bởi vì dùng sức mà nghẹn đến mức đỏ bừng nghe được các ca ca cổ vũ thanh tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn bọn họ bên này liếc mắt một cái miệng nhỏ một bẹp làm bộ liền phải khóc ra tới nghiêm thịnh duệ cùng bánh bao nhóm cái kia đau lòng a à. tất cả đều muốn tiến lên bế lên hắn nhưng không đợi bọn họ đau lòng xong nguyên bản muốn khóc tiểu đoàn tử lại chuyển khai mặt hồng học cùng chính mình trên người thịt phấn đấu lên. Ha ha! Nghiêm thịnh duệ phụ tử mấy người tức khắc vẻ mặt phân dạng, lăng kính hiên nhìn không được cười đến ngã trái ngã phải, cho các ngươi đau lòng, hiện tại nên biết thịt đoàn tử nhiều không lương tâm đi. Ân ân a a! Trải qua một phen nỗ lực, tiểu đoàn tử rốt cuộc sắp hoàn toàn nghiêng người, mắt thấy liền phải lật qua tới, ai biết hắn thế nhưng ở ngay lúc này nhục chí bật cười, sau đó. Bính. Ô ô. Cả người lại lần nữa nằm trở về, phía trước nỗ lực nháy mắt tuyên cáo uổng phí, tự hồ là ý thức được cái gì, tiểu gia hỏa thương tâm khóc ra tới, lần đầu tiên xoay người lấy trên người thịt quá nhiều mà tuyên cáo thất bại. Ha ha. Lúc này đây, Nghiêm Thịnh Duệ phụ tử mấy người không dám lại dễ dàng đau lòng kẻ lừa đảo, trên mặt biểu tình muốn nhiều rối rắm có bao nhiêu rối rắm, Tiết Vũ Dương Tư không giác đám người cười đến một cái sau một cái khoa trương, lăng kính hiên bất đắc dĩ than nhẹ đứng dậy chuẩn bị qua đi bế lên hắn trấn an trấn an, ai biết. Ân ân. Dây tiếp theo, tiểu gia hỏa tiếng khóc lại biến mất, thay thế lại là nỗ lực xoay người hỗn hển thanh, lăng kính hiên lập tức đầy mặt đen nhánh, nói hắn là tiểu hỗn đảng thật đúng là không sai, thật là bạch lo lắng hắn. Ngô ngô. Lần này nên đến phiên nghiêm thịnh duệ phụ tử mấy người cười trộm, bất quá nhiếp với người nào đó cường hãn bọn họ cũng không dám cười đến quá khoa trương là được, phụ tử mấy người tất cả đều là che miệng cười trộm dù vậy vẫn là được đến lăng kính hiên một cái cực kỳ khó chịu xem thường phụ tử mấy người lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt ăn ý cúi đầu phía dưới chỉ còn lại bả vai một tủng một tủng trêu động muốn cười liền cười nghẹn không khó chịu thịt đoàn tử phấn đấu còn ở tiếp tục lăng kính hiên bưng lên chén đũa tức giận hoành liếc mắt một cái nhẫn cười nhẫn đến phi thường vất vả mấy người rầu rĩ khó chịu chọc trong chén cơm tẻ ha ha tiếng nói vừa dứt lấy nghiêm thịnh duệ cầm đầu phụ tử mấy người tất cả đều cười đến ngã trái ngã phải liên quan thật vất và khắc chế tiết vũ dương tư không giác cùng phúc quận vương ba người lại không chịu khống chế bật cười bạch 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 a à a à. không biết khi nào ở giường em bé thường cùng chính mình thịt thịt phấn đấu tiểu đoàn tử cũng ngừng lại chính xoắn đầu hướng bọn họ biên xem đâu hai chỉ tay nhỏ còn hoang thiên hỷ địa vỗ bàn tay trong miệng phát ra vui vẻ a à a à thanh thật giống như là cùng nghiêm thịnh duệ bọn họ cùng nhau cười nhạo nhà mình lão cha dường như, làm đến Lăng Kính Hiên là vừa buồn cười vừa tức giận, hận không thể ở hắn mông nhỏ thượng hung hăng chụp hai bàn tay. Hoa quận vương Liền ở người một nhà bởi vì tiểu đoàn tử mà cười liêu không ngừng thời điểm, nghiêm khiếu hoa vội vã từ bên ngoài đi đến, mọi người lúc này mới nhìn cười ý, Lăng Kính Hiên vừa định tiếp đón hắn dùng bữa, lại thấy hắn mắt nhìn thẳng hướng đi từ không giác, đứng ở hắn trước mặt ngưng thanh nói, giác, cùng ta hội quận vương phủ một chuyến, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn giống như thực nghiêm túc bộ dáng, liền tiểu bao tử nhóm đều tò mò nhìn về phía hắn, chính cười đến vui vẻ tư không giác quay đầu liếc hắn một cái, theo bản năng bật thốt lên nói, chuyện gì một hai phải trở về nói. Ta không nghĩ trở về, liền ở chỗ này nói đi. Một hồi đến quận vương phủ hắn liền sẽ nhớ tới hậu viện mấy người phụ nhân, trước kia còn có thể chịu đựng, xem nhiều nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên một chọi một ân ái, hiện tại hắn liền suy nghĩ một chút đều các loại khó chịu, càng đừng nói cùng các nàng cùng cái dưới mái hiên. Chuyện rất trọng yếu, tóm lại ngươi cùng ta tới. Dứt lời, nghiêm khiếu hoa bắt lấy hắn tay liền đem hắn kéo lên, từ không giác mày kiếm vừa nhíu, dãy dụ ném ra hắn, buông ra, ta không quay về. Giác Nghiêm khiếu hoa thanh tuyến không khỏi cất cao, khuôn mặt tuấn tú khó nén thống khổ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến mấy năm nay hắn vì hắn ăn những cái đó khổ, hắn lại không dám quá mức cường thế, tư không giác cũng là cái cuộc tính tình, hắn càng là như vậy, hắn liền càng không nghĩ ngoan ngoãn cùng hắn đi, hai người hung hăng trừng mắt lẫn nhau, ai cũng không nhường ai, nghiêm thượng kình tả hữu xem hắn, tròn vo hai mắt tràn ngập một chút sợ hãi. Liền ở hắn chuẩn bị trượt xuống trên ghế trước, gọi lại bọn họ thời điểm. Xin lỗi. À, Nghiêm khiếu hoa ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới, nghiêm khiếu hoa ngươi cái này đáng chết hồn đạm. Chờ không kịp hắn ngoan ngoãn cùng hắn đi, nghiêm khiếu hoa đơn giản tiến lên đem hắn khiên trên vai xoay người liền đi. Tất cả mọi người nhìn không được xem mắt choáng váng, từ không giác mắng thanh thật lâu không ngừng. Hắn thị tiện nguyên bản là muốn tiến lên cứu hắn, lại bị tiết vũ dương lạnh lùng liếc mắt một cái cấp trừng mắt nhìn trở về. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn làm cho bọn họ biến mất ở chính mình trong tầm mắt phụ vương phụ phi nghiêm thượng kinh nghẹn ngào giọng nói trượt xuống dưới đuổi theo hai bước đẩy mắt tụ tập trong suốt nước mắt liền tính tuổi lại tiểu hắn cũng biết bình thường phu thê không nên là phụ vương phụ phi như vậy thượng kình ngươi không cần lo lắng hoa ca ca là cùng giác ca ca đùa giỡn đại bao tử thịt 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 chạy tới an ủi hắn tiểu bao tử cùng thiết qua tử theo sát sau đó đúng vậy thượng kình trước kia ta liền xem qua phụ vương ông cha vào nhà bọn họ nói kia kêu cảm tình hảo, hoa ca ca cùng giác ca ca khẳng định cũng là. Tuy rằng bọn họ ông tư thế giống như có chút không đúng, bất quá tiểu bao tử quyết đoán cấp xem nhẹ, khiên không phải cũng là ông sao, không sai biệt lắm là được. Thật vậy chăng? Nước mắt lưng trồng nhìn bọn họ, nghiêm thượng kình nghẹn ngào hỏi, hai mắt đều có chút đỏ, hắn biết chính mình phụ vương phụ phi là không giống nhau, ít nhất cùng hoàng thúc công cùng lăng thúc không giống nhau, nhưng phụ vương nói hắn là ái phụ phi, phụ phi trước kia cũng tổng ông hắn nói với hắn hắn có bao nhiêu thích phụ vương, ở nhận thức lăng thúc bọn họ phía trước, hắn cho rằng phu thê chính là như vậy, nhưng nhận thức lăng thúc bọn họ lúc sau, hắn lại cảm thấy không đúng. Tuy rằng chính, hắn cũng không biết không đúng chỗ nào, dù sao hắn chính là cảm thấy, phụ vương phụ phi hẳn là giống hoàng thúc công cùng lăng thúc giống nhau, mà không phải động bất động liền cãi nhau, hiện giờ lại xem phụ vương khiên phụ phi liền đi, hắn không thể nghi ngờ liền càng lo lắng ân thật sự không tin ngươi hỏi cha ba bánh bao động tác nhất trí gật đầu lăng văn kéo hắn tay đi hướng lăng kính hiên người sau cười đem nghiêm thượng kình bế lên đặt ở chính mình trên đùi văn ca ca bọn họ nói đều là thật sự không cần lo lắng ngươi phụ vương phụ phi sẽ không có việc gì bọn họ chỉ là có lặng lẽ lời muốn nói tiểu thượng kình chỉ cần lưu lại nơi này chờ bọn họ thì tốt rồi lăng thúc cùng ngươi bảo đảm nhất muộn buổi tối ngươi liền sẽ nhìn đến bọn họ vui vui vẻ vẻ đã trở lại đại nhân sự tình không nên làm tiểu hài tử lo lắng thượng kình là mẫn cảm có cơ hội hắn đến nhắc nhở giác vài câu mới được nếu có hiểu lầm liền sớm một chút cởi bỏ như vậy kéo đối bọn họ hòa thượng kình đều không tốt tuy rằng giống như ngay từ đầu hắn cũng là duy trì tư không giác lượng lượng người nào đó tới ân ừ. lăng thúc là sẽ không lừa hắn nghiêm thượng kình ngoan ngoãn gật gật đầu đại bao tử tiến lên dắt hắn xuống dưới, đem hắn an trí ở chính mình bên cạnh, không khỏi hắn tiếp tục khó chịu, vội không ngừng cầm lấy chiếc đũa cho hắn chia thức ăn, nhanh ăn cơm đi, chờ chúng ta ngủ trưa lên, nói không chừng giác ca ca bọn họ liền đã trở lại, thượng kình hôm nay cùng ta cùng nhau ngủ được không, không thể không nói, đại bao tử thật là có đương ca ca bộ dáng. Đối bọn đệ đệ tất cả đều sủng thật sự. Hồn nhiên quên mất, chính hắn cũng mới 6 tuổi nhiều mà thôi. Nữ tử hắn thích nhất đặc biệt chiếu cố hắn văn ca ca, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, tiểu bao tử thấy thế cũng thấu đi lên kêu kêu quát quát nói, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Còn có ta. Loại này thời điểm lại như thế nào thiếu được thiết qua tử đâu. Hảo hảo hảo, chúng ta cùng nhau ngủ, đều nhanh ăn cơm đi, ăn cơm chúng ta vừa đi tìm lan cha bọn họ chơi một lát liền ngủ. Ân ân. Ở đại bao tử kêu gọi hạ, mấy tiểu tử kia từng người ở từng người vị trí ngồi hảo, rốt cuộc bắt đầu ăn cơm, lăng kính hiên buồn cười lắc đầu, xem một cái ngoài cửa, quay đầu cùng nghiêm thịnh duệ trao đổi cái ánh mắt, xem nghiêm khiếu hoa bộ dáng, hẳn là muốn giải quyết bọn họ chi gian vấn đề đi. Nghiêm khiếu hoa ngươi cái hồn đạm, mau buông ta xuống. Đáng chết, ta tưởng phun ra. Nghiêm khiếu hoa. Nghiêm khiếu hoa liền như vậy một đường khiên tư không giác từ thịnh thân vương phủ về tới đối diện hoa quận vương phủ, dọc theo đường đi tư không giác mắng thanh liền không có đoạn quá mất công trên phố này liền bọn họ hai hộ nhân gia muốn cho người khác thấy được phỏng chừng không đến buổi tối kinh thành lại nên lời đồn bay đầy trời bất quá mặc dù là như thế cũng đủ làm hai phủ hạ nhân ghé mắt nhìn cái gì mà nhìn đều cho bổn vương cút đi đi đem mấy cái phu nhân toàn bộ kêu lên tới đem tư không giác đặt ở hoa quận vương phủ chính viện đại sảnh chủ vị ghế trên lúc sau Nghiêm khiếu hoa xoay người một trống Mặc dù bọn họ không ở nhà cũng tùy thời đều hầu hạ Ở trong đại sảnh bọn hạ nhân sợ tới mức tè ra quần Theo vào đi ngoại viện quản gia càng là gót chân nhi vừa chuyển Vội vàng phân phó người đi hậu viện nhi tìm mấy cái phu nhân Vừa nghe hắn cư nhiên còn muốn tìm kia mấy cái tiện nhân lại đây Từ không giác tức khắc giận sôi máu Lời nói đều lười đến nói với hắn Xoay người đứng lên đã muốn đi Nhưng nghiêm khiếu hoa lại nhanh tay lẹ mắt bắt lấy hắn không màn hắn dẫy dụ lại lần nữa đem hắn an trí ở chủ vị thượng, chính mình tắt ngồi sổng hắn trước mặt cơ hồ tham lam nhìn hắn. Xem đủ rồi đi, ta không nghĩ thấy những người đó làm ta trở về. Bị hắn xem đến các loại không được tự nhiên, từ không giác khuôn mặt tuấn tú hơi hồng, ánh mắt nhi lúc ẩn lúc hiện, chính là không muốn cùng hắn chính diện tiếp xúc thượng. Ha ha. Ngạo Kiều lại dám vị mười phần bộ dáng chọc cười Nghiêm Khiếu Hoa tư không giác phản xạ tính giận dữ nhưng nghiêm khiếu hoa lại đoạt ở hắn mở miệng phía trước đứng dậy tể ở hắn bên cạnh ngồi xuống một bàn tay ông lấy hắn eo ông chặt hắn một bàn tay phi thường không khách khí bắt lấy hắn tay giác đừng cử động nghe ta nói tốt sao các nàng không phải ngươi tưởng tượng như vậy trừ bỏ hắn hắn sao có thể chạm vào những người khác đều do hắn quá tự cho là đúng hại hắn thương tâm không sai biệt lắm mau ba năm về sau hắn nhất định phải dùng cả đời hảo hảo bồi thường hắn người đều nâng vào được danh phận cũng cho còn có thể là như thế nào nghiêm khiếu hoa ta không muốn nghe ngươi nói những cái đó vô nghĩa ngươi không phải sủng ái các nàng sao vậy tiếp tục sủng đi ta cho ngươi nhường chỗ được không về sau ta ta liền thường trú ở kính hiên nơi đó nói đến hắn kia mấy cái tiểu thiếp hắn liền tới khí nguyên bản hắn là xúc động tưởng nói mang nhi tử trở về tây quốc bất quá lại làm hắn cấp ngành sinh sinh bẻ trở về hắn muốn thật đi rồi không phải tiện nghi những cái đó tiện nhân Hừ, hắn liền phải bá chiếm hoa quận vương phi vị trí liền tính các nàng tương lai thật cho hắn sinh hạ một mụn con cũng chỉ có thể là làm người xem thường thứ tử thứ nữ vĩnh viễn đừng nghĩ dao động kình nhi con vợ cả vị trí ha hả ngươi a à, chờ kình nhi hết bệnh rồi liền dọn về đến đây đi ngươi không gặp cửu hoàng thúc không thích chúng ta ăn vạ nơi đó sao không có đem hắn khí lời nói thật sự, nghiêm khiếu hoa cười dắt hắn tay đưa đến bên môi nhẹ nhàng một hôn, không cho hắn nói chuyện cơ hội, ông chậm rãi nói, mấy năm nay vất vả ngươi, hài tử sinh bệnh sự tình ta kỳ thật chưa bao giờ có trách ngươi, trên thực tế, ta còn phi thường cảm kích ngươi, nếu không phải ngươi. Kinh nhi chỉ sợ cũng đợi không được cửu hoàng thẩm, cho hắn giải độc. Vậy ngươi vì sao tư không giác đầy ngập lửa giận đều hóa thành quỷ khuất, hắn nếu không trách hắn, vì sao phải như vậy đối hắn? Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Chẳng lẽ toàn tâm toàn ý yêu hắn cũng là sai rồi sao? Một quốc gia hoàng tử phải gả cho một cái khác quốc gia thân vương thế tử xa xa không có người khác nhìn đến dễ dàng như vậy, đặc biệt hắn phụ hoàng mẫu hậu các huynh trưởng còn phi thường yêu thương hắn, lúc trước hắn chính là một khóc hai nháo ba thác cổ thủ đoạn đều dùng ra tới, thương thấu phụ hoàng bọn họ tâm mới được như ý nguyện gả đến thanh quốc, gả cho hắn, ngay từ đầu hắn đích xác cảm thấy chính mình lựa chọn là đúng khiếu hoa thực sủng hắn đối hắn thực hảo chính là cùng với một đám tiểu thiếp nâng vào cửa mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng hắn đều nhìn không được hỏi chính mình hắn vì cái gì phải gã đến thanh quốc tới đường đường tây quốc tam hoàng tử vì sao phải như vậy dày xéo chính mình nhưng mỗi lần hắn lại không dám nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều hắn sợ chính mình sẽ làm ra cái gì hối hận chung thân sự tình tới năm này sang năm nọ bọn họ quan hệ càng ngày càng tao thẳng đến gặp được kính hiên rốt cuộc tra ra hài tử nguyên nhân bệnh hài tử trúng độc nguyên nhân không thể nghi ngờ làm hắn phi thường thất vọng dọn tiếng thịnh thân vương phủ kia một khắc hắn thật sự có trong nháy mắt nghĩ tới chờ hài tử hết bệnh rồi dẫn hắn trở về tây quốc về sau không bao giờ đã trở lại không nghĩ tới lúc này hắn lại thay đổi người trước người sau đều một bộ phi hắn không thể bộ dáng hắn lại hỗn loạn yêu hắn nghĩ thầm phải tin tưởng hắn không ngừng bị thương tâm lại sợ hãi không trước không dám dễ dàng tin tưởng thế cho nên hơn hai tháng qua đi bọn họ quan hệ vẫn là tại chỗ đạp bộ không có bất luận cái gì tiến triển hôm nay lại là như thế nào hắn nói những lời này không phải ý định làm hắn càng khó chịu sao xin lỗi năm đó kình nhi đột nhiên phát bệnh ta cũng gián tiếp ý thức được chúng ta càng là yêu nhau nào đó người liền càng sẽ kiên kỵ chúng ta cho nên ta nghiêm khiếu hoa ông hắn chậm rãi đem năm đó những cái đó cố kỵ cùng hắn cùng hoàng để giao dịch nói một lần tư không giác nghe nghe nước mắt liền chảy ra chờ hắn phát hiện thời điểm sớm đã rơi lệ đầy mặt liền vì cái loại này không phải lý do lý do hắn liền hại hắn thương tâm không sai biệt lắm ba năm đáng chết hắn đương hắn là cái gì hắn tư không giác liền tính lại ngu xuẩn cũng biết lấy chính mình thân phận gả cho hắn sẽ gặp phải cái gì hắn vì cái gì liền không muốn tin tưởng hắn thậm chí liền thương lượng đều không có liền chính mình quyết định hết thảy. Bọn họ là phu thê, chẳng lẽ phu thê chi gian không nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối mặt khó khăn sao? Hắn một người liền ở bên kia quyết định tính chuyện gì? Giác, dạ, thực xin lỗi, ta biết ta sai rồi, hôm nay ta đã đi trong cung cùng hoàng thượng nói rõ ràng, hắn muốn nghi kỵ khiến cho hắn nghi kỵ, ta sẽ không lại tiếp tục cái kia ước định, cùng lắm thì về sau nhiều phái điểm nhân thủ bảo hộ ngươi cùng hai tử, ta là tuyệt đối sẽ không làm hắn động ngươi một cây lông tơ lôi kéo hắn tay nghiêm khiếu hoa kiên định hứa hẹn nói lộng lẫy hai mắt tràn ngập nùng đến không hòa tan được xin lỗi cùng yêu say đắm hắn rốt cuộc chịu không nổi hắn xa cách càng chịu không nổi hắn rời đi đời này mặc kệ là ai hắn đều sẽ không cho phép hắn chia rẽ bọn họ không dựa vào cái gì mỗi lần đều là ngươi một người liền quyết định tư không giác đột nhiên tránh ra hắn kiềm chế đứng lên phẫn nộ thô trống lấy ái vì danh thương tổn chẳng lẽ liền không phải thương tổn hắn nói phải bảo vệ hắn liền bắt đầu giày xéo hắn cảm tình hiện tại hắn nói không rời đi hắn lại thẳng làm quyết định từ trước kia đến bây giờ hắn đều không có hỏi qua hắn ý kiến chẳng lẽ hắn cho rằng hắn xứng đáng thiếu hắn chỉ cần hắn một câu hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe hắn lại cùng hắn làm một đôi ân ái phu phu giác không nghĩ tới hắn phản ứng cư nhiên sẽ lớn như vậy nghiêm khiếu hoa đứng dậy muốn đụng chạm hắn từ không giác lại trước một bước né tránh, nghiêm khiếu hoa, ta cũng là nam nhân, nếu hôm nay chúng ta lập trường đổi, ta dùng như vậy phương thức bảo hộ ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Cái gì bảo hộ, theo ý ta tới, ngươi chính là không tin ta, không tin ta có thể bảo hộ chính mình, cũng không tin ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt, ta biết chúng ta bắt đầu là không bình thường, ngươi có thể nói là không có biện pháp mới cưới ta, nhưng từ chúng ta thành thân kia một ngày bắt đầu, chúng ta chính là nhất thể tin tưởng ta liền như vậy khó sao không không phải như vậy giác ta đó là như thế nào nghiêm khiếu hoa nếu ngươi thật sự tin ta lúc trước lại sao lại làm ra như vậy quyết định nghiêm khiếu hoa phản bác bị tư không giác một trận trách móc xưa nay giỏi ăn nói hắn giờ khắc này từ nghèo kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng tư không giác chỉ trích là đúng bọn họ là hai vợ chồng mặc kệ là sự tình gì đều nên thương lượng làm hắn không nên đại nam nhân chủ nghĩa ông hạ tất cả, tự cho là đúng vì hắn, trên thực tế lại là lấy hắn đương nữ nhân giống nhau đối đãi nhưng trên thực tế, hắn là nam nhân A, cùng hắn giống nhau thuần gia môn nhi. Xin lỗi, giác, ta biết sai rồi, ta thề về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, nếu không khiến cho ta không chết tử tế được, lại cho ta một lần cơ hội được không? Ta thật sự không thể không có ngươi cùng hài tử. Đứng dậy không màn hắn dậy vô ông lấy hắn, Nghiêm khiếu hoa vùi đầu ở cổ hắn muộn thanh muộn khí nói Từ không giác phản xạ tính liền tưởng đẩy ra hắn Nhưng trên cổ truyền đến ước ác lại ngăn chặn hắn sở hữu động tác Cự tuyệt nói cũng thật sâu tạp ở trong cổ họng Hắn khóc sao Khụ khụ Hai người không biết ông bao lâu Thẳng đến ngoài cửa vang lên nhiễu người ho nhẹ thanh Nghiêm khiếu hoa mới thoáng buông ra hắn Cùng hắn cùng nhau nhìn về phía bên ngoài Quận vương Năm vị phu nhân tất cả đều tới Đón hai người rõ ràng không vui trừng mắt Ngoại viện quản sự căng gia đầu nói Ngô Nghe vậy Mới vừa mềm lòng tư không giác không hề nghĩ ngợi liền đạp người nào đó một chân Xoay người đầy mặt thái sắc ở chủ vị ngồi xuống Nếu hắn nói không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn Hắn đảo muốn nhìn Này mấy cái tiểu thiếp lại là sao lại thế này Làm cho bọn họ tiến vào Nghiêm khiếu hoa cũng không dám cùng hắn trí khí Không lưng lau lau đau đớn đùi phải cố ý khập khiển hướng đi hắn. Tư không giác tầm mắt không chịu khống chế quét quét hắn chân, chẳng lẽ hắn vừa rồi thật như vậy dùng sức. Không có việc gì không có việc gì, một chút đều không đau. Thấy hắn vẫn là đau lòng hắn, nghiêm khiếu hoa cười đến so hoa còn sáng lạng, mặt dày mày dạng cùng hắn tể ở bên nhau, này nhất chiêu hắn là cùng cửu hoàng thúc học được, hắn không phải thường như vậy cùng cửu hoàng thẩm chơi xấu sao. Xem ra nhà bọn họ giác cũng ăn này một bộ, về sau có thể thích hợp phát dương quan đại. Thiếp thân gặp qua quận vương, vương phi. Nằm cái như hoa như ngọc nữ tử đi đến, một chữ bài khai cho bọn hắn hành lễ, từ không giác sắc mặt lập tức biến đổi, tùy thời đều chú ý hắn nghiêm khiếu hoa chạy nhanh nói, đừng trang, giác đã biết là chuyện như thế nào, mấy năm nay vất vả các ngươi, bổn vương đáp ứng các ngươi sự tình cũng thực hiện, các ngươi dọn dẹp một chút trời đi quận vương phủ đi. Đừng nhìn này đó nữ nhân một cái sau một cái kiều nộn nhu nhược. Trên thực tế các nàng tất cả đều là võ lâm cao thủ. Hắn nhưng phí một phen công phu mới tìm được các nàng. Nâng bọn họ vào phủ làm thiếp mục đích chính là làm các nàng gần người bảo hộ giác cùng hài tử. Hiện giờ nếu đã quyết định cùng giác cùng nhau đối mặt, bọn họ cũng liền không có tồn tại tất yếu. Thật sự, sớm nói sao, khó chịu chết ta. Chính là, trang tiểu thiếp so giết người còn mệt, rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Hoa quận vương ngươi thật đủ tốn, hơn hai năm mới làm xong, lão nương đều thế ngươi cấp. Cũng không phải là sao. Ta cùng Tiểu Vân còn trong lén lút đánh đố, cuối cùng rốt cuộc là hoa quận vương trước thẳng thắng, vẫn là vương phi trước bị khí đi đâu, xem ra là ta thắng. Mai tỷ tỷ, lời nói cũng không phải là nói như vậy, vương phi hơn hai tháng trước đã bị khí đi rồi, hẳn là ta thắng mới đúng, Lúc trước chúng ta đánh đố thời điểm nhưng chưa nói quá Vương Phi bị khí đi là hồi Tây Quốc vẫn là đi mặt khác địa phương. Nghiêm khiếu hoa tiếng nói vừa dứt, vừa rồi còn một cái sau một cái ưu nhã nhu nhược nữ nhân nháy mắt đại biến dạng, từ không giác không cấm xem mắt choáng váng nhìn bọn họ lại là xoa chân lại là duỗi người, anh hồng cánh môi ngây ngốc khẽ nhất, này lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ đây mới là các nàng gương mặt thật? Từng điều hoa lệ lệ hắc tuyến bò lên trên đầu, tư cập chính mình bị các nàng lừa không sai biệt lắm mau ba năm tư không giác liền nhìn không được có phiến chính mình hai bàn tay xúc động đáng chết các nàng nào điểm nhi thoạt nhìn như là câu nhân nam nhân hồ ly tinh nghiêm khiếu hoa tư không giác chi gian kéo dài gần ba năm hiểu lầm giải khai nhưng tư không giác cũng không có như trong tưởng tượng giống nhau lập tức liền tha thứ hắn quá nhiều không cam lòng cùng khó chịu hoành ở bên trong người nào đó quyết đoán là để tâm vào chuyện vụn vặt bất quá lăng kính hiên biết đến thời điểm lại không có lo lắng cũng không có muốn khuyên nhủ hỗ trợ ý tứ thiên hạ vạn sự đều có thể mưu duy độc một trái tim chân thành khó cầu đạo lý này hắn tin tưởng tư không giác là hiểu bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu chỉ là thời gian vấn đề mà thôi cùng với cấm vào người khác cảm tình trung không bằng trước giải quyết chính mình sự tình hắn cùng nghiêm thịnh duệ cũng có chuyện muốn giải quyết đâu ở viết cái gì đâu cơm chiều qua đi bọn nhỏ kết bạn đi tiêu thực tiết vũ dương quán tính biến mất mà Phúc Quận Vương không cần phải nói, lại trở về chính hắn sân cùng kia hai cái danh giác khanh khanh ta ta nói diễn đi, nghiêm thịnh duệ không có việc gì ông tiểu đoàn tử phi cao cao, đậu đến tiểu gia hỏa hi hi ha ha cười cái không ngừng, thấy Lăng Kính Hiên vẫn luôn vùi đầu ở một bên viết viết vẽ vẽ, chơi mệt mỏi hai cha con không khỏi lại gần qua đi. Không, đột nhiên nhớ tới một cái kêu học bước xe đồ vật, chuẩn bị làm ra tới cấp chúng ta tiểu đoàn tử giảm béo dùng. Học bước xe chỗ tốt nhiều hơn, đối bọn họ tới nói duy nhất chỗ tốt chính là có thể làm hài tử chính mình động nhiều động động lại hơi chút khắc chế một chút hắn thức ăn hẳn là liền sẽ không tiếp tục béo đi xuống giảm cái gì phi tiểu đoàn tử như vậy vừa vặn tốt bạch bạch thịt thịt nhiều đáng yêu nghiêm thịnh duệ phản xạ tính nhíu mày cùng đại bao tử giống nhau hắn cũng không thích lăng kính hiên ghét bỏ bảo bối nhi tử tiểu hài tử sao béo điểm có gì không tốt con nhà người ta tưởng béo còn béo không đứng dậy đâu Ngươi xác định vừa vặn tốt. Này đều mau béo thành cầu đi. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, lăng kính hiên duỗi tay nhéo nhéo tiểu đoàn tử trắng nõn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, tiểu hài tử béo điểm là hảo, khá vậy không thể quá béo, không chỉ là ảnh hưởng mỹ quan, chính yếu chính là đối thân thể khỏe mạnh không tốt, ảnh hưởng sinh trưởng phát dục. Cái gì kêu béo thành cầu? Có ngươi như vậy đương cha sao? Nhà chúng ta tiểu đoàn tử nhiều nhất chính là thịt một chút, đúng hay không, vì nhi tử hạnh phúc nghiêm thịnh duệ quyết đoán cấp tức phụ dỗi trở về sau khi nói xong còn cùng nhi tử dáng mặt chơi đùa lên tiểu đoàn tử vui vẻ a a kêu hai chỉ tay nhỏ hưng phấn vũ động sau đó bạch 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 ha 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 vũ động tay nhỏ không cẩn thận đánh vào nghiêm thịnh duệ trên mặt tiểu gia hỏa hình như là phát hiện tân đại lục giống nhau liên tục đánh hắn vài bàn tay nghiêm thịnh duệ tươi cười tức khắc cương ở trên mặt lăng kính hiên phi thường không khách khí cho hắn bật cười tiểu đoàn tử càng chơi càng nghiện thịt đô đô tay nhỏ chiếu chuẩn hắn mặc qua lại chụp đánh trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra hưng phấn tiếng gào quả nhiên là không lương tâm tiểu hỗn đảng, phụ vương ở giúp ngươi đâu lấy lại tinh thần nghiêm thịnh duệ đem hài tử đặt ở chính mình trên đùi tức giận nhéo nhéo mũi hắn lấy kỳ khiển trách cũng là hắn thay đổi khác người nào dám phiến hắn bàn tay phỏng chừng đã sớm thấy diêm vương ra đi a à a à ngồi ở hắn trên đùi tiểu đoàn tử bất mãn mấp máy thịt thịt tiểu thân thể một bộ còn muốn tiếp tục bộ dáng xưa nay đau nhi tử nghiêm thịnh trí không biết nên làm cái gì bây giờ xin giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía cười ghé vào trên bàn lăng kính hiên nhi nô thật sự không phải một ngày luyện thành đường đường thịnh thân vương thế nhưng sẽ lấy chính mình nhi tử không có biện pháp nói ra đi phỏng chừng đến cười rất người khác trăng hàm khụ khụ đừng chớp lòng dạ hẹp hòi tình rút gân Mắt thấy nhà bọn họ Vương gia sắc mặt càng ngày càng khó coi, lăng kính hiên ho nhẹ hai tiếng cố gắng nhịn cười, đón hắn oán niệm tầm mắt kéo qua hài tử tay, hổ mặt ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ nhàng đánh vài cái, tiểu hỗn đản, tay là dùng để lấy đồ vật, không phải dùng để đánh phụ vương, về sau không chuẩn biết không. Giống loại này tiểu hài tử, một khi đánh nghiện rồi, về sau thấy ai đánh ai, cho nên lần đầu tiên liền phải xóa sạch hắn hư tật xấu nếu không về sau người một nhà phỏng chừng đều phải đi theo tao ương. Ngô Miệng nhỏ nói bẹp liền bẹp, nước mắt hoa nháy mắt tụ tập ở hốc mắt, thịt thịt khuôn mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, một bộ tùy thời đều phải khóc cho hắn xem bộ dáng, nghiêm thịnh duệ lập tức đau lòng đến không được, tính tính, nhi tử còn nhỏ đâu. Từ phụ nhiều bại nhi Ngươi cho ta thành thật đợi, loại sự tình này không thể tính. Hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, Lăng kính hiên lược hiện nghiêm khắc nhìn rõ ràng là ở uy hiếp hắn tiểu đoàn tử, không chuẩn khóc, lại khóc cha lại đánh, về sau lại động thủ đánh người mặt, cha liền đập nát ngươi mông nhỏ. Hắn cũng quán hài tử, nhưng có một số việc không thể quán, liền lấy loại chuyện này tới nói đi, có lẽ hiện tại bọn họ sẽ cảm thấy, nhi tử đánh người bộ dáng đều hảo ngoan hảo đáng yêu a, à, thật không hổ là bọn họ nhi tử, nhưng như vậy nếu là dưỡng thành thói quen, về sau chịu khổ chỉ sợ cũng là bọn họ. Hoa hoa Tiểu đoàn tử không phải tiểu bao tử bọn họ Cùng hắn giảng đạo lý khẳng định là giảng không thông Tiểu gia hỏa một lời không hợp liền gào khóc Nghiêm thịnh duệ làm bộ liền muốn ông hắn hống Nhưng lăng kính hiên động tác so với hắn càng mau Đoạt lấy hài tử trực tiếp đem hắn đặt ở giường em bé thượng Sắc bén tầm mắt cảnh cáo đảo qua đau lòng lông trương thị cùng bà vú Hắn muốn khóc khiến cho hắn khóc cái đủ Tuyệt đối không thể làm hắn dưỡng thành cho rằng khóc khóc liền chuyện gì đều có thể giải quyết hư thói quen. Khi gì kính hiên, hai tử còn nhỏ. Bị ném ở trên giường nhi tử khóc đến thương tâm muốn chết, nghiêm thịnh duệ đau lòng đến đầy mặt rối rắm, nhi không thuộc tính lộ rõ. Liền bởi vì tiểu mới phải quản giáo. Tiểu đoàn tử không phải hắn một người nhi tử, hắn cũng sẽ đau lòng, bất quá nên quản giáo thời điểm tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu không bọn họ chính là hại nhi tử. Chính là. Không có chính là. Nghiêm Thịnh Duệ còn tưởng nói điểm cái gì, lại bị Lăng Kính Hiên một ngùng phủ quyết, đau lòng nhìn giường em bé thường khóc đến rối tình rối mù tiểu đoàn tử. Nghiêm Thịnh Duệ mãn nhãn rối rắm, hận không thể tiến lên ông hảo hảo hống hống, nhưng ngại với tức phụ nhi uy hiếp, hắn lại không dám thật sự hành động, trừ phi buổi tối hắn lại tưởng cấp tức phụ nhi đứng gác, loại chuyện này đánh chết hắn cũng không nghĩ trải qua lần thứ hai. Ô ô! Tiểu đoàn tử từ lúc bắt đầu gào khóc đến ủy khuất nức nở, nước mắt lưng trồng hai mắt trước sau không có nhìn đến có người đi hống hắn dần dần tiếng khóc càng ngày càng nhỏ cuối cùng dứt khoát hàm chứa chính mình ngón út hút dưỡng lên tiếng khóc cũng tùy theo biến mất đến sạch sẽ một phòng lo lắng nữa ngày người tất cả đều há hốc mồm đây là lười đến khóc vẫn là khóc mệt mỏi lăng kính hiên cũng nhịn không được các loại phun tàu gặp qua lười ai gặp qua lười thành như vậy lúc này mới chớp mắt công phu đâu mất công bọn họ còn đau lòng đến muốn chết Tiểu hỗn đản nói không khóc liền không khóc, phỏng chừng trong chốc lát lại nên hi hi ha ha chơi đi lên. Khụ khụ. Tức phụ nhi, vẫn là ngươi lợi hại, về sau quản chuyện của con quyết đoán ngươi tới. Thật vất vả mới tiếp thu nhi tử liền khóc đều lười sự thật, nghiêm thịnh duệ ông tức phụ nhi dựa vào hắn trên vai, nói là như vậy nói, nhìn về phía giường em bé hai mắt lại là gắn đầy sủng nịch tươi cười, có lẽ hắn thật sự có điểm bất công tiểu đoàn tử, nhưng ai làm tiểu đoàn tử lớn lên giống hắn cha đâu thật là làm người như thế nào đau đều cảm thấy đau không đủ. Tốt nhất là như vậy là, quay đầu liếc hắn một cái, lăng kính hiên vùi đầu đem dư lại hòa xong, vừa rồi cái loại này tình huống, nếu đại bao tử ở khẳng định không thành, hắn có thể nghiêm khắc trách cứ thịnh duệ, lại không có biện pháp như vậy đối đại bao tử bọn họ, nếu mấy cái tiểu thí hài nhi mão lên cho hắn tạo phản, đến lúc đó đau đầu vẫn là hắn. Đây là học bước xe. Thoạt nhìn như thế nào quái quái cầm lấy một trương tức phụ nhi hòa sơ đồ phát thảo nghiêm thịnh duệ nghi hoặc nhướng mày ở hắn xem ra chính là thu nhỏ lại bản giường em bé bỏ thêm bánh xe tay vịn cùng che nắng tráo sao đó là xe nôi về sau ra cửa thời điểm đem hài tử đặt ở bên trong chúng ta liền không cần ôm nơi này là có thể điều tiết hài tử có thể nằm cũng có thể ngồi rốt cuộc hòa hảo một khác trương đồ lăng kính hiên cho hắn chỉ chỉ xe nôi trung gian vị trí đơn giản giảng giải một phen đây là hắn căn cứ ký ức họa ra tới cụ thể chi tiết còn phải thỉnh triệu ca hỗ trợ nghiên cứu hai tử càng ngày càng trầm ai ông lâu rồi tay đều sẽ ma hiện tại tiểu bao tử nhóm đều ông bất động hắn có xe nôi về sau bọn họ liền có thể mang theo hắn cùng đi tản bộ ân ừ. như thế rất phương tiện kia cái này chính là học bước xe gật gật đầu nghiêm thịnh duệ lại cầm lấy một khát trương hắn mới vừa họa tốt sơ đồ phát thảo lăng kính hiên biên thu đồ vật biên nói ân ừ về sau chỉ cần đem hài tử đặt ở học bước trong xe hắn liền có thể chính mình hành động bất quá bên cạnh vẫn là muốn người nhìn để tránh té ngã gì đó ta biết các ngươi đau lòng nhi tử ta cũng đau lòng bất quá hắn hình thể thật sự quá lớn một chút trường kỳ đi xuống là không chỗ tốt chúng ta hẳn là làm hắn nhiều động động khai năm sau hắn liền sáu tháng thức ăn cũng muốn đúng giờ định lượng không thể hắn muốn ăn liền đút cho hắn ăn nào có đương cha không đau chính mình nhi tử chỉ là bọn hắn đau về đâu, cũng muốn dùng đối phương pháp mới được tiểu nhi mập mạp cũng là cướp đi hại tử mạng nhỏ một đại chứng bệnh khó chữa không khỏe khi mà cho hắn khống chế một chút chờ đến tương lai thật xảy ra chuyện liền chậm hắn muốn chính là bánh bao thịt không phải một đống thịt mỡ số lượng vừa phải thịt sẽ thực đáng yêu quá thịt liền không hảo ngươi là đại phu ngươi định đoạt bất quá này hai cái xe nhưng thật ra không tồi về sau lão triệu làm ra tới liền cầm đi bách vận các bán đi chúng ta tiểu đoàn tử cũng muốn chú ý cái độc nhất vô nhị không phải. Mỗi lần Lăng Kính Hiên làm được thứ tốt, liền tính chính hắn không tiễn đi bách vận cát, tàng thiếu khanh cũng sẽ lộng đi, giống như là hắn làm được đồ trang điểm gì đó, hiện tại ở Kinh Thành đều đã bán đến thoát tiêu, bởi vì là hạng lượng bán, rất nhiều người tể phá đầu cũng mua không được, tiền nhưng thật ra kiếm lợi không ít. Bất quá chỉ cần tưởng tượng đến về sau người khác đều sẽ dùng cùng nhà hắn tiểu đoàn tử giống nhau đồ vật, hắn liền các loại khó chịu vương phủ lại không thiếu tiền cũng không thể ủy khuất tiểu đoàn tử hành a à, cái này liền lưu trữ chúng ta độc nhất vô nhị chuyên dụng đi về sau nếu là cùng chúng ta giao hảo nhân gia yêu cầu chúng ta coi như lễ vật đưa ra đi nhiều ít cũng là một cái nhân tình biết hắn cái gì đều tưởng cấp hài tử tốt nhất nhất độc nhất vô nhị lăng kính hiên cũng không có bác hắn yêu cầu trên thực tế giống tiểu bao tử bọn họ xuyên những cái đó tiểu đường trang áo khoác da trâu ủng gì đó hắn liền không có cấp bách vận cát toàn bộ thanh quốc đều chỉ có tiểu bao tử bọn họ mới có mỗi lần đưa bọn họ trang điểm đến soái xoái khí khí hắn liền nói không ra thỏa mãn tặng người có thể bán liền tính thứ này thỉnh lão triệu gia tăng cấp chúng ta làm ra đến đây đi khai năm sau chúng ta xã giao cũng nhiều vừa lúc có thể có tác dụng nghiêm thịnh duệ tuyệt đối sẽ không nói hắn đơn thuần chỉ nghĩ muốn mang nhi tử đi ra ngoài khoe ra ha hả ngươi a à, sủng nhi tử cũng muốn có cái hạn độ để ý sủng hư bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì lăng kính hiên không cấm lắc đầu tuy rằng chính hắn cũng thực sủng nhi tử là được sủng hư liền sủng hư bái ngươi không phải muốn bọn họ trở thành ăn chơi trác tán nhị thế tổ sao này không vừa vặn nhướng mày nghiêm thịnh duệ khí phách mười phần nếu hắn sau khi nói xong không đối với hắn chớp chớp mắt vậy càng hoàn mỹ giống như cũng là nga thiếu chút nữa quên mục tiêu của chính mình, bất quá tiểu văn bọn họ ta là không ôm hy vọng, tiểu đoàn tử còn có điểm khả năng. Nhoáng lên mắt hắn đi vào nơi này liền một năm rưỡi, lúc trước ký kết mục tiêu tuy rằng không có thực hiện, tiểu văn tiểu võ còn không thể xưng là là bánh bao thịt, nhưng ít ra đã không phải lại hắt lại gầy làm ráng tiểu bao tử, nhiều ít hắn vẫn là thỏa mãn, đến nỗi nhị thế tổ kế hoạch, cùng với đặt ở keo kiệt tiểu bao tử trên người, không bằng đặt ở như giấy trắng giống nhau tiểu đoàn tử trên người ha ha nghiêm thịnh duệ ông hắn nửa đầu cười to mặc dù là nhà hắn kính hiên cũng không thay đổi được tiểu văn keo kiệt tật xấu tuy rằng hắn hiện tại đã không giống trước kia giống nhau dùng hai lượng muối ăn cũng muốn kêu la nửa ngày cần phải nói ăn xài phung phí tiêu tiền trừ bỏ cấp tiểu đoàn tử mua đồ vật hắn thật đúng là một lần cũng chưa gặp qua phỏng chừng keo kiệt tật xấu muốn đi theo hắn cả đời cha ngày mai chúng ta vì cái gì muốn đi hoàng cung ta không thích nơi đó Buổi tối ngủ phía trước, khóa lại trong chăn tiểu bao tử quyết miệng nhi đầy mặt khó chịu. Tuy rằng hoàng cung có sở thúc nghiêm ca cùng cửu ca thập ca, chính là cũng có rất nhiều người đáng ghét. Lần trước đi thời điểm những người đó tự như xem quái vật giống nhau xem bọn họ, còn có cái kia chán ghét hoàng bá phụ, hắn không nghĩ nhìn đến bọn họ. Ha ha! Chúng ta ngày mai là đi trong cung cấp phụ vương mẫu thân, cũng chính là các ngươi một cái khác hoàng nải nải dập đầu, chẳng lẽ tiểu bao tử không nghĩ thấy hoàng nải nải sao? mỉm cười ở mép giường vừa xuống dưới, lăng kính hiên sủng nịch vuốt đầu của hắn, tiểu bao tử phản xạ tính nhíu mày, ngay sau đó lại liễm hạ mắt trầu rỉ không vui lẩm bẩm nói, vì cái gì hoàng nải nải không cùng chúng ta trụ cùng nhau. Chúng ta ở lăng gia thôn thời điểm, gia nải không đều là cùng chúng ta cùng nhau trụ sao. Có phải hay không hoàng nải nải không thích chúng ta? Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, kỳ thật hắn đều biết đến, rất nhiều người đều không thích bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ cha lời nói, không liên quan người, bọn họ cũng không hiếm là bọn họ thích, nhưng hoàng nải nải không giống nhau, nàng là phụ vương mẫu thân, là bọn họ thân nải nải, nếu nàng không thích bọn họ nói, hắn sẽ rất khổ sở, rất khổ sở. Đồ ngốc, nhà chúng ta tiểu bao tử như vậy đáng yêu, hoàng nải nải như thế nào sẽ không thích ngươi? Nhìn ra nhi tử khó chịu, lăng kính hiên vuốt hắn mặt ôn nhu nói, hoàng nải nải sợ dĩ không cùng chúng ta trụ, giống như là sở thúc không thể cùng chúng ta trụ giống nhau, nàng gia ở hoàng cung, hoàng cung không phải ai nói ra tới liền ra tới, nói đi vào liền đi vào, tiểu bao tử nếu không tin nói, ngày mai nhìn thấy hoàng nãi nãi liền sẽ đã biết, nàng khẳng định rất đau ngươi. Mặc dù còn không có gặp qua Vân Thái phi, Lăng Kính Hiên cũng dám khẳng định, nàng là nhớ thương ba cái hài tử, thời đại này nam nhân phổ biến 15 tuổi liền thành thân, hoàng gia hài tử thành thân sớm hơn, mà Nghiêm Thịnh duệ năm nay đều 29. Vân Thái Phi Phạm là có điểm mẫu thân bộ dáng, liền không khả năng không để bụng bọn nhỏ, mặc dù hài tử là hắn cái này người khác cái gọi là yêu nghiệt sinh. Phải không? Ta đây ngày mai liền cùng phụ vương cha cùng đi hoàng cung đi, cha ta mệt mỏi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu bao tử mẫn cảm tâm đắc tới rồi trấn an, thói quen ngủ sớm dậy sớm hắn cũng mệt mỏi, lăng kính hiên cuối người ở hắn trên trán khẽ hôn một chút, kia cha có thể đi nga, ngươi xác định không cần cha nhìn ngươi đi vào giấc ngủ. Hai tử lớn, càng ngày càng không cần hắn, lăng kính hiên thật không biết nên cao hứng vẫn là khổ sở. Không cần lạp, cha ngươi mau đi ngủ đi, bằng không phụ vương chờ lát nữa nên tới. Tiểu bao tử mặt đỏ lên, đơn giản nhắm hai mắt, hắn đã là đại hài tử, mới không cần cha hống ngủ liệt. Ha hả! Quỷ linh tinh, được, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, cha trở về phòng lấy lăng kính hiên không khéo, sao lại nhìn không thấu hắn ý tưởng. Buồn cười giúp hắn véo véo cái gùi, lăng kính hiên xoay người rời đi hắn phòng, vừa lúc nghiêm thịnh duệ cũng từ thiết qua tử trong phòng đi ra, hai người nhìn nhau cười, đi ngang qua lạc vũ hiên thời điểm, lan cha cùng đại hắc tiểu hắc cũng ra tới, nhìn đến bọn họ, đại hắc tiểu hắc ngao ngao kêu hai tiếng, lan cha trước sau như một cao lãnh, lăng kính hiên lôi kéo nghiêm thịnh duệ đi qua đi nhìn bọn họ, lại muốn đi ra ngoài từ khi đại hắc sau khi thương thế lành bọn họ hình như là cùng đông ngoài thành trong núi trâu rừng giàn co mỗi ngày ban đêm chúng nó đều sẽ ra khỏi thành không đến buổi sáng lại cho bọn hắn săn một đầu trâu rừng gì đó trở về vì chuyện này hắn còn riêng cùng cửa thành binh lính công đạo quá làm cho bọn họ nhìn đến chúng nó thời điểm thích hợp cho đi bằng không nháo ra người nào thú đại chiến liền không hảo Ô ô đại hắc gật đầu ô ô khẽ gọi hai tiếng hai anh em một trước một sau đi trở về đến lan cha bên cạnh Lăng Kính Hiên không tránh được lo lắng dặn dò nói, các ngươi đi ra ngoài ta không phản đối, bất quá chính mình cẩn thận một chút, trừ bỏ trong núi giả thú, nhân vi thương tổn cũng muốn chú ý, này kinh thành cùng lăng gia thôn nhưng không giống nhau, chúng ta kẻ thù rất nhiều, liền sợ bọn họ đối với các ngươi xuống tay. Lan cha bọn họ sức chiến đấu hắn một chút đều không nghi ngờ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là xuất sinh, gặp được người vây truy chặn đường hoặc là tới âm, khẳng định sẽ khó lòng phòng bị. Ô ô! nghe hiểu hắn nói, Lan cha ngao ngao một kêu, xem như đáp lại hắn. Ba con ngay sau đó một cái nhảy lên liền tiến vào trong bóng đêm. Lan kính hiên đáy mắt phím không dung sai biện lo lắng, nghiêm thịnh duệ tiếng lên nhẹ nhàng ông lấy hắn, không cần lo lắng, lão Lan vẫn là thực đáng tin cậy. Đại hắc tiểu hắc cũng trưởng thành, người bình thường không gây thương tổn bọn họ. Ân, ta biết, ta chỉ là suy nghĩ. Chúng ta có phải hay không đi ngoài thành khoanh một miếng đất lại cái một tòa nguyệt hoa sơn trang cho thỏa đáng? Lão lang bọn họ trước sau là thuộc về rừng rậm, vương phủ tuy hảo, đối chúng nó tới nói lại không thích hợp, hơn nữa sang năm tiểu bao tử bọn họ cũng phải đi ngoài thành đọc sách, qua lại không sai biệt lắm muốn hơn một canh giờ, bọn họ tuổi còn nhỏ, ta có điểm luyến tiếc. Nhu thuận dự tiếng trong lòng ngực hắn, lăng kính hiên nhẹ giọng nói, kỳ thật hắn sớm đã có cái này ý tưởng, dù sao bọn họ ở trong thành cũng không mấy cái hiểu biết bằng hữu, quan hệ hảo đến yêu cầu thường xuyên đi lại nhân gia liền càng thiếu, không bằng dọn đến ngoài thành đi thanh tịnh, có việc thời điểm lại vào thành liền hảo, hàng lăng thư viện dựa theo hắn quy hoạch, mỗi năm đều có nghỉ đông và nghỉ hè, bọn nhỏ nghỉ thời điểm, bọn họ cũng có thể trở lại vương phủ cư trú. Hai bên đều không. Trì hoãn, tổng hảo quá lão lan cùng bọn nhỏ mỗi ngày qua lại chạy đi. Vậy đi ngoài thành mua khối địa đi, phòng ở dựa theo Nguyệt Hoa Sơn Trang quy cách thiết kế là được, trước sau viện nhi nhưng thật ra có thể lớn một chút, về sau hài tử nhiều cũng có thể chơi đến khai nghiêm thịnh duệ ông lấy hắn vừa đi vừa nói chuyện hoàn toàn không cảm thấy một cái vương gia không ở vương phủ có gì không đúng chỉ cần tức phụ nhi tưởng đối bọn nhỏ lại hảo hắn liền không có phản đối lý do hài tử nhiêu ngươi còn muốn hài tử nếu mày dừng lại bước chân đơn phượng nhãn đế lập lòe không tán đồng ba cái nhi tử đã đủ nhiều hắn không nghĩ tái sinh cũng không phải kia gì chúng ta không phải không nữ nhi sao, ta liền phải cái nữ nhi, kính hiên, chúng ta tái sinh một cái đi. Hoàng thành quên mất lúc trước nói cái gì không cho hắn tái sinh chuyện này, nghiêm thịnh duệ đôi tay ôm hắn eo các loại vô lại, mấy ngày hôm trước nhìn đến ngũ hoàng huynh trong nhà khuê nữ khi hắn liền suy nghĩ, bọn họ gì cũng không thiếu, liền thiếu cái nữ nhi. Muốn sinh chính ngươi sinh, nhi nữ đều là giống nhau, ta mới không cần lại tao kia phần tội. Tức giận phiên trận trắng mắt, Lăng Kính Hiên tránh ra hắn xoay người liền vào thương Lan Hiên Hắn là không bài xích cho hắn sinh hài tử Nhưng bọn họ đã có ba cái nhi tử Còn có thiết qua tử cái kia con nuôi Cùng với đại hắc tiểu hắc viên viên cũng cũng chờ Ở hắn cảm nhận trung Bọn họ tất cả đều là hắn hài tử Hắn thật sự là không nghĩ muốn càng nhiều hài tử Ta nếu có thể xin nói khẳng định sinh một chi quân đội kia không phải ta không thể sinh sao Hảo 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 Không sinh ra được không sinh Đừng nóng giận ta về sau đều không nghĩ còn không được sao. Nói đến một nửa liền nhìn thấy tức phụ trên tay ngân quan chật lóe, nghiêm thịnh duệ chạy nhanh lấy lòng nhận thua, hắn nhưng không nghĩ đứng ở bên ngoài thổi gió lạnh, nữ nhi chuyện này không vội, về sau có rất nhiều cơ hội. Lười đến lại phản ứng hắn, lăng kính hiên thu hồi ngân châm đẩy ra cửa phòng, thẳng chuyển tới mặt sau bể tắm đi rửa mặt chải đầu chính mình, chờ bọn họ nằm đến trên giường không sai biệt lắm đã là nửa canh giờ chuyện sau đó, Lăng Kính Hiên ăn mặc đặc chế áo ngủ, lười biến cùng miêu mễ giống nhau rút vào nghiêm thịnh duệ trong lòng ngực, mỗi ngày chỉ có lúc này mới là hắn chân chính thả lỏng thời điểm. Ngày mai liền phải thấy mẫu phi, ngươi còn không tính toán cùng ta nói sao? Ngón tay câu được câu không ở ngực hắn thượng vòng quanh quyển quyển, Lăng Kính Hiên hiếp lại hai mắt, thanh âm nghe tới giống như là mộng ngữ giống nhau, nghiêm thịnh duệ phản xạ tính cứng đờ, ngay sau đó bắt lấy hắn ở ngực hắn thượng tác quái tay, Ôm lấy hắn chậm rãi nói, không có gì để nói, nàng là phụ hoàng sủng ái nhất nữ nhân, vì nàng, phụ hoàng thậm chí thiếu chút nữa phế hậu, người ở bên ngoài đáy mắt, nàng không thể nghi ngờ là may mắn. Nhưng ta lại không như vậy cảm thấy, có chuyện. Ngươi còn không biết, rất nhiều người đều quên mất, ta kỳ thật còn có cái đệ đệ, hắn kêu thịnh mẫn, chỉ sau so ta tiểu một tuổi, hắn ở lúc còn rất nhỏ đã bị phụ hoàng ngay lúc đó hoàng quý phi cấp hại chết, khi đó mẫu phi vẫn là cái chiêu nghi, cái kia hoàng quý phi vu hãm đệ đệ đem con trai của nàng đẩy mạnh hồ nước, làm trò mẫu phi mặt hung hăng đánh đệ đệ mấy bàn tay, cuối cùng lại đẩy thịnh mẫn một phen, bởi vì không có phòng bị. Đệ đệ đầu khái ở bén nhọn đạp bàn chân góc cạnh thượng. Lúc ấy liền đã chết, mà ta bởi vì ở cùng đệ đệ chơi trò chơi, vừa lúc thấy này hết thảy, chính là sau lại đương phụ hoàng hỏi thời điểm, mẫu phi cư nhiên nói là nàng chính mình không thấy hảo hài tử, không liên quan cái kia quý phi sự. Hơn nữa nàng còn dặn dò ta không chuẩn đem chuyện này nói ra đi Khi đó ta còn nhỏ Cũng không hiểu nàng vì cái gì muốn làm như vậy Ta chỉ biết Còn có cái gì là so nhi tử đã chết càng quan trọng Từ đó về sau ta liền thay đổi Không hề là phụ hoàng mẫu phi ngoan bảo bảo Cũng không hề thân cận mẫu phi Thẳng đến phụ hoàng đem ta ném đi hầu phủ Ta cùng mẫu phi đều không có lại cùng nhau ngồi xuống ăn qua một bữa cơm Chờ ta dần dần lớn lên Rốt cuộc biết nàng là vì bảo hộ thượng tuổi nhỏ ta mới lựa chọn giấu giếm đệ đệ nguyên nhân chết, tuy rằng đã hiểu, cái kia hại chết đệ đệ người cũng làm nàng vô thanh vô tức lộng chết. Thậm chí hắn hài tử đều là ta tự mình giết chết, chính là ta còn. Là không có biện pháp tha thứ nàng, đối nàng tới nói, có lẽ tồn tại ta càng quan trọng, với ta mà nói, đệ đệ chết mới là quan trọng nhất. Mặc kệ trải qua nhiều ít năm, nói đến chuyện này thời điểm, nghiêm thịnh duệ vẫn là khó nén đau thương đây cũng là hắn vì cái gì không muốn đương hoàng đế nguyên nhân chi nhất ở hắn xem ra đệ đệ sở dĩ sẽ chết chính là bởi vì hoàng đế hậu cung quá phức tạp dơ bẩn hắn đã chết một cái đệ đệ không hy vọng tương lai chính mình hài tử cũng chết ở những cái đó dơ bẩn tranh đấu trung đến nỗi hắn vì cái gì kiên trì một chồng một vợ cũng có bộ phận nguyên nhân tại đây càng nhiều vẫn là bởi vì lâm thúc lâm thúc đối năm nhân kia tình làm hắn phi thường cảm động trong tiềm thức hắn liền cảm thấy Phu thê nên là như vậy Sau khi lớn lên hắn tự nhiên mà vậy liền không muốn tùy tùy tiện tiện tạm chấp nhận Dần già dạ, Hắn liền độc thân tới rồi hai mươi mấy tuổi Nói như thế nào đâu Ta cũng không biết mẫu phi là đúng hay sai Coi như khi tình huống tới xem Đối phương là chính nhất phẩm hoàng quý phi Mẫu phi lại chỉ là cái nho nhỏ chiêu nghi Vạn nhất không có vạn ngã cái kia hoàng quý phi Các ngươi mẫu tử chỉ sợ đều sống không được tới nàng lựa chọn giấu giếm để để chết bảo toàn ngươi kỳ thật cũng không sai, thịnh duệ, ngươi cũng nên tha thứ mẫu phi, khi đó nàng phỏng chừng mới hai mươi mấy tuổi đi, lại là ở như vậy dưới tình huống. Nàng muốn giữ. Được ngươi liền rất gian nan, không có khả năng lại có nhiều hơn lực lượng đi vặn ngã phẩm giai so nàng càng cao hoàng quý phi, hơn nữa chính ngươi cũng nói, tiên hoàng thực sủng ái nàng, nói cách khác, nàng chính là rất nhiều người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một khi nàng mất đi lý trí, không thể cấp đệ để báo thù liền tính rất có thể còn sẽ đáp thượng ngươi đổi làm là bất luận cái gì một người ta tưởng nạn đều sẽ như vậy lựa chọn đi hơi làm trầm mặt sau lăng kính hiên ngẩng đầu tận khả năng lý trí phân tích tuy rằng đổi làm hắn là tuyệt đối không có khả năng nhẫn nhục phụ trọng nhưng hắn khởi điểm cùng vân thái phi khởi điểm không giống nhau coi như khi tình huống mà nói vân thái phi có thể làm được như vậy đã xem như rất có tâm cơ ngươi nói ta đều biết nhưng mỗi lần vừa thấy đến nàng ta liền sẽ nhớ tới thịnh mẫn, cùng nàng cũng không có biện pháp thân mật lên. Xoay người ông lấy hắn, nghiêm thịnh duệ vùi đầu ở hắn cổ chỗ sâu trong muộn thanh muộn khí nói, có chút đau là mặc kệ trải qua nhiều ít năm đều sẽ không biến mất, để để chết mang cho hắn quá nhiều quá nhiều đau, thậm chí còn thay đổi hắn cả nhân sinh. Hắn không có biện pháp dễ dàng tha thứ cũng tiếp thu lựa chọn bảo hộ hắn mà giấu dến để để chân chính nguyên nhân chết mẫu thân. Nàng sở dĩ không rời đi hoàng cung, có lẽ cũng là sợ ngươi khó xử đi. Giờ tay ông lấy hắn, lăng kính hiên bất đắc dĩ than nhẹ, đôi mẹ con này khúc mắt quá phức tạp, chỉ sợ rất khó cởi bỏ, có lẽ đây là nhất thích hợp bọn họ ở chung hình thức. Hôm sau, lăng kính hiên một nhà mấy khẩu sớm liền rời giường, lan cha bọn họ lại lộng trở về một đầu trâu rừng, hiện giờ bọn họ là thịt bò không lo ăn, khô bò lại một lần trở thành tiểu bao tử nhóm chuẩn bị ăn vặt nhi, bởi vì muốn vào cung, Lăng kính hiên sớm khiến cho tống thủy linh tràn đầy bao vài đại bao bất đồng khẩu vị khô bò, có cấp sở vân hàng vân thái phi, cũng có tiểu bao tử nhóm cấp 790 hoàng tử. Hiện giờ cửu hoàng tử thập hoàng tử cùng tiểu bao tử nhóm xem như không đánh không. Quen nhau, tất cả đều thành hảo huynh đệ, chỉ cần tiểu thất tới vương phủ, bọn họ tất nhiên sẽ đi theo tới, ra không được cũng không có việc gì, mấy cái cụ cải nhỏ học xong viết thư, mỗi ngày lui tới với trong cung tinh hàm thiếu tam phong trở lên nghe nói vừa mới bắt đầu cử cung đến nội thì tầng tầng kiểm tra hiện tại trên cơ bản cũng chưa người kiểm tra rồi chỉ cần là cử hoàng tử thập hoàng tử tin khẳng định chính là mấy cái tiểu bao tử gửi bên trong phần lớn là một ít đồng ngôn đồng ngữ kiểm không kiểm tra đều giống nhau phụ vương hôm nay còn muốn vào triều sớm sao ăn cơm sáng thời điểm thấy nghiêm thịnh duệ vẫn là một thân triều phục đại bao tử không cấm kỳ quái hỏi còn có hai ngày liền ăn tết cha không phải nói phụ vương sẽ nghĩ sao hơn nữa bọn họ hôm nay muốn vào cung phụ vương chẳng lẽ không theo chân bọn họ cùng nhau ân ừ, hôm qua ta liền phái người thông tri vân hàng các ngươi hôm nay muốn vào cung hắn hôm nay hẳn là sẽ không theo hoàng huynh cùng nhau thượng triều các ngươi đi trước phúc khánh cung tìm sở thúc phụ vương hạ triều sau lại đi tìm các ngươi phía trước nói rõ ràng là đối lăng kính hiên nói câu nói kế tiếp còn lại là đối bảo bối nhi tử của hắn nhóm nói các ngươi đại niên 30 cũng muốn thượng triều. Về chuyện này, Lăng Kính Hiên cũng khá tò mò, Kinh quan xem ra cũng không phải như vậy dễ làm, mỗi ngày đều thượng triều, còn không bằng phóng tới địa phương mắc mưu quan phụ mẫu đâu, này đại lãnh thiên nhi, lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất so gì đều sẵn. Không cần, ngày mai còn có một ngày, sau đó sẽ hưu triều đến tháng giêng sơ bảy, không có gì đặc thù trạng huống, mấy ngày nay liền không cần lại tiến cung thuận tay cấp thê nhi đều gấp một chiếc đũa đồ ăn lúc sau, nghiêm thịnh duệ mới cười khẽ nói, hoàng đế cũng là người, đâu có thể nào một năm 365 thiên đều bắt đầu làm việc. Hoàng đế nghỉ ngơi, bọn họ tự nhiên cũng đi theo nghỉ ngơi, năm rồi lúc này hắn giống nhau đều ở biên quan hoặc sắp đi trước biên quan, bởi vì mỗi đến xuân về hoa nở, bắc mang đều sẽ tập kích quấy rối biên thành, hắn cái này đại tướng quân vương cũng đến đi tọa trấn chỉ huy tác chiến, năm nay khó được chỉ là trước lâm triều, đã xem như thực thoải mái nói ta vẫn luôn rất tò mò các ngươi mỗi ngày đều thượng triều có như vậy nhiều chuyện yêu cầu xử lý sao ta sao không cảm giác triều đình đầy hứa hẹn bá tánh làm gì thật sự chẳng lẽ liền văn võ bá quan cấp hoàng đế cúi chào không có việc gì lại cùng hội các gia lăng kính hiên vừa ăn cơm vừa tò mò hỏi hắn cá nhân cảm thấy cái này lâm triều quá không hợp lý thuần túy lãng phí đại gia thời gian mùa hè còn hảo mùa đông lãnh người chết thiên nhi còn muốn sớm rời đi ổ chăng may mắn hắn là xuyên qua đến một cái nông phu trên người này nếu là xuyên qua đến một cái đại thần trên người phỏng chừng đã sớm từ quan bãi công cái loại này tốn công vô ích việc đánh chết hắn cũng không thể làm cửu hoàng thẩm ngươi tưởng cái gì đâu cả nước các nơi mỗi ngày có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý tam tỉnh lục bộ chính bộ môn mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều sự tình còn không bao gồm quân bộ chờ đặc thù quân tình cùng với giống trước vài lần người khác tham tấu ngươi cái loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, hoàng thượng cơ bản cái gì đều phải quản, các đại thần cũng đều muốn mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đối diện nghiêm khiếu hoa cười cắm vào bọn họ đối thoại trung, lăng kính hiên nhướng mày, nói như vậy, khó nhất làm chính là hoàng đế lạc. Mất công như vậy nhiều người tể phá đầu cũng muốn làm hoàng đế, này căn bản là miễn phí nô lệ sao, tuy rằng phúc lợi cũng thực hảo là được, bất quá thật không phải người làm, còn hảo nhà hắn vương gia vô tâm đế vị Hắn cũng không cần đi theo thao kia phần tâm Không được Hôm nào hắn đến lập cái gia quy Hầu thế đều đừng đi mơ ước cái kia vị trí Quá mệt mỏi người Sớm hay muộn lao lực mà chết Ta đi trước Chờ lát nữa làm cánh cùng các ngươi tiến cung Trên đường cẩn thận một chút Hà triều ta liền đi phúc khánh cung tiếp các ngươi Cơm sáng qua đi Nghiêm thịnh duệ lại ông tiểu đoàn tử thân thiết Trong chốc lát mới chuẩn bị rời đi Lăng kính hiên thế hắn lôi kéo trên người áo khoác Đau lòng nói Nếu không vẫn là ngồi xe ngựa đi Thời tiết này lạnh chết người Dù sao trong nhà lại không ngừng một chiếc xe ngựa Mùa hè cưỡi ngựa còn hảo Mùa đông cưỡi ngựa chính là bị tội Mất công hắn mỗi ngày đều cưỡi ngựa đi hoàng cung Ha hả Thói quen liền hảo Ta đi trước Trong lòng ấm áp Không màng vô số người nhìn chầm chầm Nghiêm thịnh duệ cuối người ở hắn trên mặt trộm hôn một cái Bên kia, chuẩn bị cùng hắn cùng đi thượng triều nghiêm khiếu hoa ba ba nhìn người nào đó, thẳng vọng đến hắn gương mặt ửng đỏ mới lưu luyến không rời rời đi, xem đến bên cạnh tiết vũ dương liên tiếp trợn trắng mắt, chưa thấy qua như vậy nị oai nam nhân, mà phúc quận vương, hắn chính là cái tiêu chuẩn diễn si. Trong đầu trang vĩnh viễn đều là cùng diễn có quan hệ sự tình, căn bản. Không đi chú ý bọn họ những cái đó tình tình ái ái. Thiết qua tử, chờ lát nửa tư sẽ đưa ngươi đi lăng phủ, hàng ca ở nhà chờ ngươi chờ thêm xong năm, cha nuôi lại phái người đi tiếp ngươi. Kỳ thật Hàng Phi đã sớm tưởng tiếp hài tử đi qua, bất quá bởi vì thật sự là bận quá, chung quy không có thể như nguyện, này không lập tức muốn ăn Tết sao, Hàng Phi liền quyết định nghỉ ngơi hai ngày hảo hảo bồi bồi hài tử, năm sau hắn lại muốn đi phụ cận thành trấn khai chi nhánh, đến lúc đó liền càng không có thời gian bồi hài tử, về sau chỉ sợ đại bộ phận thời gian, thiết qua tử đều phải sống nhờ ở lăng kính hiên trong nhà cha nuôi không cần giấy thông hành thúc đưa ta, ta biết lăng phủ ở nơi nào, trễ chút ta cùng đại sơn chính mình qua đi liền hảo. Lăng phủ liền ở đông đường cái phố đuôi, bọn họ đã sớm trọng đi qua rất nhiều lần, bất quá mỗi lần trong nhà cũng chưa người là được, phụ thân cùng cha đều vội, nhị thúc lại muốn đi quốc tử giám đọc sách, viên thúc thúc cũng thường xuyên không ở nhà, mỗi lần bọn họ đều là buôn đồ vật liền rời đi. Ha hả! Không quan hệ, vừa lúc ta cũng có cái gì muốn cho nghiêm tư giao cho phụ thân ngươi thiết qua tử phụ thân bọn họ vội ngươi cũng đừng trách bọn họ bọn họ cũng là vì làm ngươi quá đến càng tốt đứa nhỏ này chính là quá hiểu chuyện lăng kính hiên khó nén đau lòng sờ sờ đầu của hắn ân ừ, ta biết ta còn có cha nuôi cùng tiểu văn bọn họ sao chờ sang năm chúng ta đi học ta cũng sẽ rất bận cha liền tính muốn gặp ta đều không dễ dàng thiết qua tử ngoan ngoãn gật đầu lời nói vĩnh viễn đều có thể chọc trúng người khác nước mắt điểm. Lăng Kính Hiên đau lòng đem tối hôm qua hắn cùng nghiêm thịnh duệ quyết định sự tình nói ra, ta và các ngươi phụ vương thương lượng qua, khai năm sau liền đi ngoài thành khoanh một miếng đất, lại cái một cái cùng lăng gia thôn giống nhau nguyệt hoa sơn trang, về sau chúng ta liền ở tại ngoài thành, các ngươi đọc sách phương tiện, lăng cha bọn họ đi ra ngoài cũng phương tiện. Thật vậy chăng cha, tiểu bao tử hưng phấn nhìn hắn, ở bọn họ sâu trong nội tâm, Vương phủ trước sau là không có gì lòng trung thành, bọn họ vẫn là càng thích Nguyệt Hoa Sơn Trang cái kia gia ừ, Ân, khai năm sau mua đất xây nhà, nhiều nhất hai tháng liền có thể hoàn công. Về sau chúng ta thường trú ngoài thành, nghỉ đông và nghỉ hè hoặc có việc thời điểm mới hồi Vương phủ. Thấy bọn nhỏ đều thật cao hứng, Lăng Kính Hiên kiến phòng kế hoạch liền càng kiên định. Ta cũng muốn, Kính Hiên, đến lúc đó ta cũng mua khối địa ở ngươi cách vách xây nhà, cùng các ngươi cùng nhau ở tại ngoài thành tư không giác không chịu cô đơn hét lên bọn họ muốn đi ngoài thành hắn ở tại trong thành còn có cái gì ý tứ không bằng đều dọn đến ngoài thành đi được dù sao hắn cái này hoa quận vương phi cũng không có gì sự làm càng không ai nguyện ý cùng hắn lui tới không chính xác nói không phải không ai không muốn cùng hắn lui tới mà là hắn không nghĩ cùng những cái đó luôn muốn từ trên người hắn được đến gì đó người lui tới bổn vương cũng mua khối địa hảo kính hiên ta còn muốn nghe ngươi nói càng nhiều chuyện xưa Loại sự tình này lại như thế nào thiếu được mặt dày mày dạng phúc quận vương đâu Nói, nghiêm gia nằm nhân vì sao mỗi người đều như vậy đâu Một cái sau một cái da mặt dày, chẳng lẽ đây là hoàng tộc độc quyền Như vậy a, à, kia không bằng triệu gia cùng lăng gia cũng cùng nhau kiến ở ngoài thành Chúng ta trực tiếp kiến cái biệt thự đàn hảo Lăng kính hiên cũng không có phản đối Kiến biệt thự đàn giống như cũng khá tốt Người nhiều náo nhiệt sao Có thể mô phỏng hiện đại cư trú thức tiểu khu xài chung đình viện giải trí khu, bọn nhỏ cùng Lan cha bọn họ cũng có thể cùng nhau chơi, bất quá cứ như vậy, bọn họ liền không thể ly hoàn thành quá xa, trong thành bệnh viện cùng sinh ý cũng đến chiếu cố mới được. Cái gì là biệt thự đàn? Tiết Vũ Dương kỳ quái hỏi, hắn sao chưa từng nghe qua tên này từ đâu? Ngạch! Nói đơn giản, chính là đại gia phòng ở đều kiến ở bên nhau, áp dụng thống nhất phần ngoại kết cấu, đình viện gì đó đều xài chung, từng người lưu giữ từng người riêng tư, đi lại cũng phương tiện. Tráng tối sầm, Lăng Kính Hiên đơn giản giải thích một chút, quyết định chờ trễ chút hỏi một chút kính hàng bọn họ, nếu mọi người đều nguyện ý nói, hắn liền vẽ bản vẽ, về sau đại gia ở cùng một chỗ, nhưng lại từng người trụ từng người trong nhà, nhà hắn vương gia liền không cần thường xuyên khó chịu, bọn nhỏ cũng có thể cùng nhau chơi đùa, một hòn đá trúng mấy con chim. Còn không phải là thu nhỏ lại bản vương phủ. Không có gì bất đồng đi vương phủ sân chẳng lẽ còn thiếu? Không sai biệt lắm đi, nhưng ta muốn kiến sân cùng vương phủ sân nhưng không giống nhau. Vương phủ từ trước viện đến hậu viện ít nhất đến nửa canh giờ, nhà mình trong viện còn phải ngồi xe ngựa, đại đến cũng quá thái quá. Ta kiến biệt thự là hai tầng, sở hữu phòng thêm lên không đủ 10 cái, phòng khách lầu trên lầu dưới các một cái, phòng bếp cũng chỉ có một cái, sau đó lại mang thêm kiến cái hạ nhân phòng, gia súc lều từ từ, phòng ở chiếm địa diện tích sẽ không rất lớn thậm chí chúng ta. Đứng ở lẫn nhau trong nhà đều có thể thông qua rào chắn nói chuyện, như vậy đại gia đi lại không tốn thời gian, cũng đủ cư trú. Phòng ở quá lớn kỳ thật một chút đều không tốt, liền lấy hắn tới nói đi, vào ở vương phủ cũng mau ba tháng, đến nay đều còn không biết hậu viện nhi trường gì dạng, ngày thường tản bộ cũng đều là ở chính viện phía trước liền hoàn thành, lớn như vậy phòng ở, còn phải dưỡng một đám chấp tâm cự trắc hạ nhân quét tước giữ gìn, lại tâm mệt lại tiêu tiền, thật không biết bọn họ là sao tưởng sao còn một đám đều trụ đến như vậy thoải mái đâu như thế không tội chủ ý nếu không ngươi cho ta cũng cái một cái về sau ta tới thanh quốc liền không cần ở nhờ ở nhà ngươi càng không cần mỗi ngày xem ngươi nam nhân sắc mặt không sai biệt lắm hiểu được tiết vũ dương hứng thú bừng bừng nói lăng kính hiên tức giận hoành hắn liếc mắt một cái phòng ở là dùng để trụ người ngươi dám nói ngươi về sau còn có thời gian thường trú ở chỗ này tây quốc tương lai hoàng hậu liền tính hắn tưởng, người nào đó cũng sẽ không cho phép hắn nơi nơi bò bò đi thôi. Cũng là, ta đây về sau vẫn là trụ nhà ngươi hảo, nhà ngươi cơm ăn ngon, ăn vặt nhi cũng ăn ngon. Nói rất đúng giống nhà hắn cũng chỉ có ăn có thể vào hắn mắt giống nhau, làng kính hiên liền phun tạo hắn sức lực đều không có, tư không giác cũng nhịn không được ở một bên cười trộm, tiểu bao tử cuối cùng là tìm được tri âm, vọt tới trong lòng ngực vui vẻ nói, đúng không đúng không? nhà của chúng ta đồ vật tốt nhất ăn đúng không? Tiết thúc thúc, dứt khoát ngươi liền lưu lại khi ta sư phụ được không? Từ biết tiết vũ dương võ công không thể so nhà hắn phụ vương kém, hắn liền thích thượng hắn, cũng không có việc gì luôn thích cuốn lấy hắn, ở hắn chỉ đạo hạ, bọn họ võ công cũng rất có tinh tiến, hiện giờ hắn lại tìm được rồi cái điểm giống nhau, tự nhiên liền càng hưng phấn. Ha hả! Khó mà làm được Nga, bổn tọa cũng có chính mình sự tình muốn vội, Thu ngươi vì đồ đệ là có thể, thường trú liền không được. Tiết Vũ Dương cũng thực thích Lăng Kính Hiên hài tử, không ngừng bởi vì bọn họ thông minh hiểu chuyện, càng nhiều vẫn là bởi vì bọn họ đều là luyện võ nguyên liệu, chính mình cũng chịu hạ công phu. Như vậy a, à. Tiểu Bao Tử khó nén thất vọng, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn, kia hảo, từ hôm nay trở đi Tiết thúc thúc chính là chúng ta sư phụ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Nói, Tiểu Bao Tử thoáng thối lui thân thể thật sự còn ra dáng ra hình chuẩn bị cho hắn dập đầu, hắn nhớ rõ không sai nói, lúc trước sơn tử ca chính là như vậy bái cha làm sư phụ, nhưng hắn còn không có quỳ xuống đi khiến cho Tiết Vũ Dương dùng chân câu lên, Tiểu Bao Tử nghi hoặc ngẩng đầu, Tiết Vũ Dương gập lên ngón tay tức giận gõ gõ đầu của hắn, tiểu gia hỏa cho rằng khái cái đầu là có thể tiện nghi được đến cái sư phụ. Chẳng lẽ không phải sao? Tiểu Bao Tử da mặt dày, cũng không sợ hắn ghét bỏ, chớp hai mắt các loại nghi hoặc bên cạnh lăng kính hiên tự hồ là nghĩ tới cái gì, nhìn không được che miệng cười trộm, như vậy tùy tiện sự tình, phỏng chừng cũng chỉ có nhà bọn họ tiểu bao tử có khả năng đến ra tới. Ngạch! Người đây là như vậy giáo nhi tử. Tiết Vũ Dương hết chỗ nói rồi, quay đầu nhìn về phía lăng kính hiên, người sau nhún nhún vai so với hắn nhi tử còn vô lại nói, có gì không đúng. Người khác muốn cho con ta quỳ xuống còn không thành đâu, người nên cao hứng mới là. Đường đường thịnh thân vương con thứ, hoàng thượng thân phong võ quận vương phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng không vài người dám để cho hắn quỳ xuống đi thiếu tới muốn bái sư có thể các phương diện lễ tiết giống nhau đều không thể thiếu liền tính là thánh nhân cũng phải nhường bọn họ cấp khí nước tiểu huống chi tiết vũ dương trước nay đều không phải cái gì thánh nhân đối mặt một cái sau một cái vô sĩ hai cha con hắn quyết đoán cho bọn hắn làm rõ lại nói như thế nào hắn cũng là tây quốc quỷ điện thánh quân được không Bao nhiêu người tể phá đầu cũng muốn làm hắn đồ đệ, hắn còn không nhất định nhìn trúng, cũng liền bọn họ phụ tử dám như vậy dày xéo hắn. Hành hành hành, lễ tiết giống nhau đều không ít có thể đi. Cười cũng cười đủ rồi, lăng kính hiên rốt cuộc không hề cùng hắn vui đùa, tiết vũ dương võ công hắn là gặp qua, bọn nhỏ có thể bái hắn làm thầy cũng hảo, học thêm chút đồ vật luôn là không sai. Này còn kém không nhiều lắm. Tiết vũ dương rốt cuộc vừa lòng, một đống cơm sáng ăn không sai biệt lắm nữa canh giờ, còn không có ăn xong, trễ chút lăng kính hiên còn muốn mang bọn nhỏ tiến cung, cũng không thể lại trì hoãn đi xuống, người một nhà ăn ý không hề vui đùa, rốt cuộc vùi đầu chuyên tâm ăn cái gì. Thịnh thân vương phủ xe ngựa mới vừa tiến vào cửa cung, hậu cung các cung điện chủ tử liền thu được tin tức, tam hoàng tử sự kiện trung, tất cả mọi người đã biết nghiêm thịnh duệ ở trên triều đình làm trò văn võ bá quan mặt thề vĩnh viễn không dính nhiễm ngôi vị hoàng đế sự tình. Còn có năng lực đoạt vì mấy cái hoàng tử tự nhiên cũng liền sẽ không ngay ngốc nhầm vào hắn Thậm chí còn tìm mọi cách cân nhắc như thế nào lấy lòng hắn Hiện giờ khó được ra cửa thịnh thân vương phi tiến cung, các Cung chủ tử sớm liền đi phúc khánh cung, một đám còn ăn vạ không đi Chính là tưởng chờ thịnh thân vương phi tới Liền những cái đó không có con nối giỏi phi tần cũng không ngoại lệ Bởi vì bọn họ đều rất tò mò Lăng kính hiên rốt cuộc là như thế nào buộc trụ thịnh thân vương đều nghĩ muốn ở trên người hắn lãnh giáo mấy chiêu. Thịnh thân vương phi, thịnh thân vương thế tử, võ quận vương, lăng quận vương đến. Phúc Khánh cung nội, hoàng hậu sở vân hàng sắc mặt lãnh đạm cao ngồi ở phượng ghế phía trên, tạm thời dưỡng ở hắn dưới gối thập hoàng tử ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên cạnh, phía dưới lấy bạch quý phi dịp quý phi cầm đầu, các cung phi tần ở riêng hai sườn, thái giám tiếng hô to vang lên đồng thời, mọi người tầm mắt nháy mắt chuyển hướng bên ngoài, Lăng kính hiên một thân tuyết trắng da lông áo khoác, ông hài tử đi đến. Lớn lên giống nhau như đúc tiểu bao tử một tả một hữu đi theo bên cạnh hắn, ở hắn. Phía sau còn đi theo mấy cái cầm đồ vật lăng vân đám người. Kính hiên gặp qua hoàng tẩu. Làm lơ mọi người gần như nóng rực chú mục, ông hài tử lăng kính hiên ngừng ở đại điện phía trước. Đối với cao ngồi phượng ghế phía trên sở vân hàng hơi hơi uống gối, hai bánh bao cũng cung kính không lưng, sở thúc vạn phúc. Đánh chết bọn họ cũng không muốn kêu hắn hoàng bá nương Hai bánh bao cố chấp chỉ kêu sở thúc Dù sao cũng không ai dám nói cái gì không phải Huống chi những người đó không đều nói bọn họ là giả hài tử không hiểu quy củ sao Khi bọn họ liền không hiểu quy củ rốt cuộc Làm cho bọn họ nói lạng miệng đi Nào đó trình độ đi lên nói Tiểu bao tử nhóm đều thực tốt kế thừa lăng kính hiên cùng nghiêm thịnh duệ tính tình Cố chấp ngang ngược lại kiệt ngạo Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế các chủ tử có thể không dưới quỳ, Lăng Vân đám người lại không được, đã không phải lần đầu tiên tiến cung Lăng Vân Tống Thủy Linh mang theo mọi người cung kính quỳ xuống, mà vẫn là lần đầu tiên tới Long Trương Thị cùng bà Vũ khó tránh khỏi có chút cứng đờ, bất quá bởi vì bọn họ quỳ gối mặt sau cùng, cũng không ai phát hiện cái gì là được. Đều hãy bình thân, kính hiên không cần khách khí, người tới, ban ngồi. Sở Vân Hàng đảo qua ngày thường lãnh đạm, Xuân Hương đám người sớm liền chuẩn bị ghế dựa dọn lại đây, đơn thuần dựa theo phẩm giai tới nói lăng kính hiên là siêu nhất phẩm cung cấp với hoàng hậu lý nên ngồi ở phía trước nhất nhưng thê lấy phu vị quý hoàng đế rõ ràng muốn so thân vương cao một đầu cho nên hắn vị trí hẳn là ở quý phi nhóm dưới bất quá sở vân hàn đi cố ý làm người đặt ở dịp quý phi thượng thủ vừa lúc cùng bạch quý phi mặt đối mặt không thể nghi ngờ chính là nói cho ở đây mọi người ở hắn cảm nhận trung lăng kính hiên địa vị so với bọn hắn tất cả mọi người cao cảnh cáo bọn họ đừng nói không nên lời nói đa tạ hoàng tẩu lăng kính hiên cũng không phải gì khách khí chủ nhân ông hài tử đi qua đi liền ngồi xuống dưới lăng vân đem đồ vật cấp xuân hương cô cô đúng vậy lăng vân cung kính không lưng mang theo tống thủy linh đám người đem bao lớn bao nhỏ lễ vật đưa cho xuân hương đám người lăng kính hiên ngẩng đầu nói hoàng tẩu đừng trách móc kính hiên xuất từ ở nông thôn cũng lấy không ra cái gì thứ tốt này đó tất cả đều là trong phủ chính mình làm các loại khẩu vị khô bò, mong rằng hoàng tẩu không cần ghét bỏ mới hảo. Những lời này mặt ngoài nghe tới không có gì tật xấu, trên thực tế lại là lăng kính hiên biến tướng ở nói cho hắn, những cái đó đều là ăn đồ vật, đừng quá không tín nhiệm người Tây, sở vân hàng dữ dội không khéo, sao lại nghe không hiểu. Nhìn kính hiên nói được, bổn cung nhưng không phải thèm ngươi làm đồ vật sao. Xuân Hương, đem vài thứ kia phóng tới bổn cung phòng ngủ đi, chờ thất hoàng tử trở về lại cùng nhau ăn. Phúc Khánh Cung có lẽ không bình tĩnh, hắn phòng ngủ lại là vạn vô nhất thất. Sở thúc, nghiêm ca đi đâu? Vừa nghe đến thất hoàng tử ba chữ, tiểu bao tử quyết đoán kiềm chế không được. Sở Vân Hàng lăng kính hiên đáy mắt song song hiện lên một tia bất đắc dĩ, người trước đối với hắn vẫy tay, tiểu bao tử tung ta tung tăng chạy đi lên rút vào trong lòng ngực hắn, sở thúc, nhân gia đều tưởng ngươi, về sau ngươi cũng cùng nghiêm ca cùng nhau thường xuyên đến vương phủ xem chúng ta được không ta cùng ngươi nói nha lan cha cùng đại hát tiểu hát bọn họ nhưng lợi hại mỗi ngày đều mang ăn ngon trở về còn có tiết thúc thúc hắn đáp ứng thu ta đương đồ đệ về sau muốn dạy ta tốt nhất võ công còn có còn có tiểu đoàn tử hiện tại cũng không ngủ được thường xuyên mở to mắt cùng chúng ta chơi bất quá hắn quá nặng chúng ta ông bất động hắn bằng không ta liền mỗi ngày đều dẫn hắn đi dưới tỉnh lược một ngàn tự, tiểu bao tử lãm nhảm hình thức một khai, không cho hắn nói cái đủ, hắn là sẽ không dừng lại, sở vân hàn cũng không có muốn đánh gãy hắn ý tứ, mắt phượng tràn ngập ý cười, trước sau sủng nịch nhìn hắn, thường thường duỗi tay sờ sờ hắn mặt, hoặc là giúp hắn chỉnh chỉnh quần áo, hai người liền đắm chìm ở đã lâu không thấy vui sướng trung. Chút nào không cố kỵ đến trong đại điện còn có không ít lòng mang cự trắc người ở đây dựa vào hiền phi bên cạnh cửu hoàng tử đã sớm tưởng thò lại gần xem đệ đệ nhưng hiền phi vẫn luôn lôi kéo hắn không cho lỗ mãn nàng cũng không phải là hoàng hậu vạn nhất hài tử mạo phạm thịnh thân vương phi liền không hảo tuy rằng nghe nói bọn nhỏ cùng thế tử nhóm cảm tình thực hảo nàng cũng vui với nhìn đến loại tình huống này bất quá trước công chúng hạ nhiều ít vẫn là muốn kiên kỵ điểm nhiều ngày không thấy thịnh thân vương phi nhưng mạnh khỏe còn thói quen kinh thành sinh hoạt sao Đối diện Bạch Quý Phi nâng chung trà lên nhẹ nhấp đồng thời nhìn như tùy ý hỏi, chính nhàn rỗi nhàm chán trêu đùa tiểu đoàn tử lăng kính hiên nhẹ công khóe môi, ngẩng đầu nháy mắt, đáy mắt cảm xúc toàn bộ biến mất đến sạch sẽ, lao Bạch Quý Phi nhớ thương, trừ bỏ ngay từ đầu lại là ám sát lại là bị người hạ độc, bổn phi nhưng thật ra hết thảy mạnh khỏe. Ý cười xinh đẹp trung, hẹp dài đơn phượng nhãn lại như sắm đạt giống nhau đảo qua hắn mặt, không có nhìn sót trên mặt hắn bất luận cái gì một tia khác thường biểu tình dao động, bất quá lúc này đây lăng kính hiên nhưng thật ra thất vọng rồi bạch quý phi trên mặt tươi cười phi thường hoàn mỹ giống như khuôn mẫu khắc ấn giống nhau từ đầu đến cuối liền mỉm cười độ cung đều không có một chút ít thay đổi ha hả trương gia đều đền tội tam hoàng tử cũng bị trục xuất tự nhiên liền sẽ không lại có những cái đó phiền lòng chuyện này vương phi đại nhưng an tâm bạch quý phi hơi hơi mỉm cười không biết là cố ý vẫn là vô tình đem hết thảy đều đẩy đến tam hoàng tử cùng trương gia trên đầu, lăng kính hiên trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình dao động, câu môi thuận miệng nói, phải không? Hy vọng kia hết thảy thật sự toàn bộ đều là tam hoàng tử cùng trương gia việc làm. Lời này vừa nói ra, rõ ràng hắn hoài nghi người khác, không ít phi tần đều bởi vậy thay đổi mặt, đặc biệt là những cái đó có hoàng tử, bạch quý phi tươi cười bất biến, nương buông chén trà không đương giảm bớt trong lòng tất cả nghi hoặc, một hồi lâu mới tiếp tục mỉm cười nói, Vương Phi nhiều lo lắng, bệ hạ không phải đã đã điều tra xong sao? Về sau Vương Phi cũng không cần nhiều lo lắng. Bạch Quý Phi mỗi tiếng nói cử động đều ở hướng ở đây mọi người triển lãm một cái hoàng gia Quý Phi hẳn là có tư thái, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là coi thường Lăng Kính Hiên, liền hắn vừa mới trong nháy mắt tạm dừng, đã đủ Lăng Kính Hiên nhìn ra rất nhiều chuyện. Khó mà làm được, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì làm sao đâu. Quý Phi luôn mãi làm bổn Phi an tâm, chẳng lẽ là muốn che lấp cái gì? nếu lăng kính hiên biết cái gì kêu khách khí kia hắn liền không phải lăng kính hiên hơn nữa mọi người đều biết hắn đến từ ở nông thôn nếu ai cầu nguyện hắn cùng bình thường đại gia tộc chủ mẫu giống nhau kia khẳng định liền phải thất vọng rồi tuy là bạch quý phi làm hắn như vậy trần trụi vừa hỏi cả người đều nhìn không được ngẩn ra chúng gia phi tần đều ngừng thở có thầm mắng hắn sẽ không nói cũng có lặng lẽ tại nội tâm cho hắn vỗ tay phóng nhãn toàn bộ hậu cung trừ bỏ hoàng hậu còn có ai dám như thế đối đại bạch quý phi? Đã từng tiêu thị bởi vì đại trưởng phượng ấn, thật là áp hắn một đầu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tiêu thị chưa bao giờ chân chính ở trên tay hắn chiếm được quá cái gì đại tiện nghi, tay nội cung cơ bản bị hắn gắt gao nắm chặt ở trong tay, không một cái nam phi dám nhảy nhót, càng đừng nói, hắn một người nam nhân còn có thể như hoàng hậu như vậy nhận nuôi nhị hoàng tử, quan trọng nhất chính là, hắn còn làm được vô thanh vô tức. Không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Này thủ đoạn không thể Nói không cao minh Ha hả Vương Phi nói đùa Bổn cung bất quá là hậu cung một cái thân bất do kỹ quý phi thôi Có thể có cái gì yêu cầu che lấp Bạch quý phi thực mau liền phản ứng lại đây Chẳng những không có bởi vì hắn mở miệng không tốt mà sinh khí Ngược lại cười đến vô tâm không phổi Nháy mắt hóa giải hiện trường xấu hổ Nhưng hắn không biết chính là Lăng kính hiên đối hắn phòng bị càng sâu Bình thường phản ứng hạ hắn hẳn là giận mắng hắn mới là sự ra khác thường tất có yêu một cái có thể nhẫn người sở không thể nhẫn quý phi hắn cá nhân cảm thấy tuyệt đối không có khả năng là vô dục vô cầu chủ nhân cũng là bổn phi kia không phải bị người cấp giảo sợ sao các ngươi ngẫm lại bổn phi mới đến kinh thành mấy ngày a à? này lại là ám sát lại là hạ độc làm đến ta đều mau tâm thần và thể xác đều mệt mỏi vì ai đều như là người xấu bổn phi cũng sẽ không nói mong rằng Bạch Quý Phi không cần cùng bổn phi tính toán chi ly. Nông phu thân phận chính là dùng tốt, tùy thời tùy chỗ tưởng giả ngu là có thể giả ngu, người khác cảm thấy mất mặt chuyện này, ở lăng kính hiên nơi này lại thành thực tốt ngụy trang, hơn nữa hắn siêu nhất lưu kỹ thuật diễn, không rõ ràng lắm hắn tính tình người, rất khó phân biệt trong đó thật giả. Vương Phi khách khí, ai không biết Vương Phi y độc song tuyệt, hiệp trợ thịnh thân Vương đem Vương phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp không hợp ý nhau không sợ ngươi chê cười bổn cung còn tưởng cùng ngươi nhiều học học đâu quý phi nói trắng ra là cũng là thiếp một cái thiếp muốn cùng hắn học xử lý hậu trạch lăng kính hiên đấy mắt mỉm cười càng sâu ý vị thâm trường quét liếc mắt một cái đồng dạng chú ý tới điểm này sở vân hàn xem ra cái này bạch quý phi giả tâm so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đại a à. quý phi nương nương ngươi cũng không thể học vương phi ngươi nếu là học tây nội cung người không được kêu trên một cái diện mạo kiều tiếu, thoạt nhìn 30 tới tuổi nữ nhân đột nhiên cắm vào bọn họ bên trong, vui đùa miệng lưỡi không chỉ có làm tất cả mọi người bật cười, đang lo tìm không thấy cơ hội thoát thân bạch quý phi đôi mắt chật lóe, quay đầu cười nói, lương phi muội muội cứ yên tâm đi, chỉ cần dịp quý phi cùng hoàng hậu không đi theo học liền hảo. Cũng không phải là sao, quý phi tỷ tỷ, người cũng không thể học Nga. Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân làm nũng, liền tính lớn lên lại đẹp, kia hình ảnh cũng là không thể xem nề hài nhân gia còn trang nộn trang đến đương nhiên những người khác cũng không cảm thấy có gì không đúng ông hài tử lăng kính hiên hoàn toàn hết chỗ nói rồi cái này lương phi thật sự là có làm người tưởng trừ một đốn xúc động làm nàng một trộn lẫn hôm nay hắn chỉ sợ là thăm không đến bạch quý phi đế tuy rằng trước mắt nắm giữ manh mối cũng không sai biệt lắm là được lương phi mùi mùi chớ có nói cười bổn cung chỉ là quý phi không dám tùy tiện hướng vương phi lãnh giáo dịp quý phi dưới gối chỉ có một tiểu công chúa xưa nay không thích theo chân bọn họ tranh đấu đàm tiếu giang liền đem bóng cao su đá đi ra ngoài có lẽ nàng chỉ là ở cường điệu lăng kính hiên tôn quý hoặc hoàng hậu quyền uy nhưng lại ở vô hình trung chỉ ra bạch quý phi sai lầm ngoài giới tuy rằng chú ý nam tôn nữ ti nhưng tại hậu cung hoặc đại gia tộc hậu trạch chú ý lại là nữ tôn nam ti nàng dịp quý phi cũng không dám hướng lăng kính hiên lãnh giáo bạch quý phi lại dựa vào cái gì hơi chút có điểm đầu óc đều nghe ra trong đó khác thường, mà ở ngồi, liền không có mấy cái là không đầu óc, trường hợp trong lúc nhất thời có chút vi diệu, dịp quý phi tự hồ cũng nhận thấy được chính mình lời nói không đúng, muốn giải thích, lại sợ càng bôi càng đen, cuối cùng đơn giản làm bộ cái gì cũng không biết, nâng chung trà lên thẳng uống nàng trà, đến nỗi nàng là thật vô tâm vẫn là giả vô tình, có lẽ cũng chỉ có nàng chính mình mới biết được. Mọi người chú ý đều là dịp quý phi nói sai rồi lời nói, mà Lăng Kính Hiên chú ý lại là đem hết thảy dẫn đường quá khứ Lương Phi, tự nhiên cũng liền không sai quá nàng đáy mắt đảo qua mà qua đắc ý, đều nói hoàng đế hậu cung sống ngầm mãnh liệt, so tiền triều còn nhưng khủng bố, hiện giờ xem ra thật là không giả, sở vân hàng có thể một bên hỗ trợ hoàng đế xử lý chính sự, một bên cân bằng hậu cung, cũng coi như là năng lực, này nếu là đổi thành Lăng Kính Hiên. Phỏng chừng đã sớm một người một bao, dược giải quyết đến sạch sẽ lại mong một phách chạy lấy người tiểu cửu tiểu thập các ngươi mang thế tử cùng võ quận vương đi trong hoa viên đi dạo đi thịnh thân vương khả năng còn muốn chút thời điểm mới có thể đến phi tần gian tranh đấu hắn mỗi ngày đều đang xem đã sớm hưng không dậy nổi quá nhiều gần sống sở vân hàn trực tiếp làm cửu hoàng tử thập hoàng tử thay chiêu đãi hai bánh bao đã sớm chờ không kịp hai người hưng phấn tiếp được cái này quan vinh nhiệm vụ phân biệt nắm hai bánh bao đi ra ngoài lăng kính hiên bất động thanh sắc ném cho lăng vân một ánh mắt người sau nháy mắt hiểu ý cùng đi ra ngoài thấp giọng phân phó chờ ở bên ngoài tầng một ngôn theo sát hai cái tiểu chủ tử tống tiểu hổ cùng chu trường sinh cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ hoàng cung không thể sao bọn họ ra ai cũng nói không chừng nào đó người có thể hay không sằng bậy bọn họ nhận không nổi bất luận cái gì ngoài ý muốn thế tử cùng võ quận vương cũng thật đáng yêu vương phi có từng nghĩ tới cho bọn hắn đính một môn môn đăng hộ đối hôn sự bọn nhỏ mới ra đi lương phi lại mở miệng lần này cương nhiên đem chủ ý đánh tới hai bánh bao trên đầu ở hoàng tộc hoặc là đại gia tộc trung vài tuổi liền đính hôn là thường có chuyện này đính hôn sau chính là người một nhà đừng nói lương phi phỏng chừng không ít người trong lòng đều đánh giống nhau chủ ý không có biện pháp ai làm lăng kính hiên trong nhà hai cái tiểu bao tử thật sự là quá chói mắt sợ là liền tiểu đoàn tử đều có người mơ ước bọn nhỏ còn tuổi nhỏ bổn phi chưa tính toán bổn có thể một ngụm từ chối Bất quá lăng kính hiên cũng không có làm như vậy Hắn đảo muốn nhìn Nàng rốt cuộc tưởng đem ai gả đến vương phủ tới Nếu nàng cho rằng chỉ dựa vào một cái liên hôn Là có thể đạt được ủng hộ của bọn họ Vậy mười phần sai Đừng nói là bọn họ Liền tính là tiểu thất Không có đủ năng lực Không có một viên vì nước vì dân tâm Nhà hắn vương gia đều không nhất định sẽ duy trì Thịnh duệ vô tâm đế vị Không thấy được hắn ái chính mình quốc gia Không rõ ràng lắm chính Mình thân phận làm hoàng thất thân vương, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giữ gìn hoàng gia cùng bá tánh, người bình thường đừng nghĩ dễ dàng nhập hắn mắt. Lời này vương phi liền nói sai rồi, thế tử cùng võ quận vương đều 6 tuổi nhiều, đã không nhỏ, sớm cấp hài tử đính hôn mới có thể tuyển đến tốt nhất không phải. Người không thấy được, có chút người còn hoài liền cấp hài tử định ra qua qua hôn đâu. Có lẽ là cảm thấy hắn hảo lừa bịp đi, lương phi miệng lưỡi lưu loát, những người khác mặc dù có cái kia ý tứ cũng không có đáp lời câu chuyện là lương phi khởi bọn họ đáp lời tương đương là giúp hắn loại này tốn công vô ích sự tình bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm bất quá không ít người đều cân nhắc khởi chuyện này tới là được phải không nghe lương phi ngữ khí chẳng lẽ là có người tốt tuyển nâng chung trà lên uống một ngụm lúc sau lăng kính hiên mới chậm rì rì phối hợp nàng có đôi khi bị người đương ngốc tử kỳ thật cũng không gì không tốt ai ngốc đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Cũng không phải là sao, trước đó vài ngày đại trưởng công chúa đại thọ, bổn cung tẩu tẩu vừa lúc gặp qua thế tử cùng quận vương, nàng đối thế tử quận vương nhưng vừa lòng vô cùng, này không cầu đến bổn cung nơi này tới sao, nói là thỉnh bổn cung thăm thăm vương phi khẩu phong, vương phi nguyện ý nói, các ngươi liền có thể trao đổi tính vật, đi nhà môn ký kết hôn thư. Lương phi rõ ràng có chút cấp, liền điểm giảm sóc đều không có liền thẳng đến chủ đề, Lăng Kính Hiên nhoẻn miệng cười, hắn nhớ rõ không sai nói, Lương Phi nhà mẹ để là Kim Gia đi. Lúc trước ở uy viễn hầu phủ, Kim Gia phu nhân nhưng chưa cho hắn sắc mặt tốt, còn biến đổi phương bẩn thiểu hắn đâu, hiện tại lại nói coi trọng con của hắn, đường hắn ngốc vẫn là dễ quên đâu. Cao ngồi phượng ghế phía trên sở vân hàng nguyên bản là có chút khó chịu, vốn dĩ sao, tiểu bao tử là nhà hắn tiểu thất, tuy rằng trước mắt đều chỉ là hài tử đồng ngôn đồng ngữ, nhưng ai biết về sau sẽ như thế nào vạn nhất thật thành đâu, lương phi đây chính là ở cậy tiểu thất gốc tường a, hắn cái này đương phụ thân sẽ cao hứng mới kỳ quái, bất quá thấy lăng kính hiên cả người vui vẻ thoải mái, hắn lại yên tâm lấy hắn đối lăng kính hiên hiểu biết, phỏng chừng hắn căn bản là cố ý phối hợp đối phương, lương phi cố nhiên không khéo, nhưng cùng kính hiên so sánh với nàng rõ ràng còn có điểm không đủ xem nột, nguyên lai là lương phi nhà mẹ đẻ a, bổn phi phải nhớ đến không sai nói nhà ngươi tẩu tẩu đích nữ tất cả đều gả chồng đi. Có chút người hài tử đều so với hắn gia tiểu bao tử tuổi lớn, khi bọn hắn lão nương đều ngại lão, càng đừng nói tức phụ nhi, chẳng lẽ là muốn đem thứ nữ gả đến vương phủ tới. Tẩu tẩu đích nữ là đều gả chồng, nhưng bọn họ còn có đích tôn nữ a, à? không phải bổn cung khoe khoang, tẩu tẩu gia đích tôn nữ nải đại phòng trưởng tôn, khuê danh kim vận, năm nay mới 7 tuổi cũng đã là danh nghe kinh thành tiểu tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lớn lên cũng ngoan ngoãn đáng yêu, Vương Phi nếu là thấy khẳng định sẽ thích, bổn cung đều ước gì nàng là bổn cung nữ nhi đâu. Lương Phi càng nói càng hưng phấn, lăng kính hiên thiếu chút nữa không cười ra tới, đừng nói bọn họ bối phận không đúng, mới 7 tuổi chính là danh mãn kinh thành tài nữ, chẳng lẽ mặt khác ở tại thâm khuê đích nữ nhóm đều là ngốc. Liền cái 7 tuổi tiểu oa nhi đều làm bất quá. Này ngư thổi đến, hắn cấp mãn phân, chỉ là hắn lại nếu không khởi loại này tài nữ con dâu có lẽ lương phi cháu gái thật sự thực hảo bất quá bổn phi lại là trăm triệu không thể muốn ngươi là hoàng huynh phi tử tính lên cũng là bổn phi tẩu tử nhưng ngươi lại muốn đem chính mình cháu gái nói cho bổn phi làm con dâu biết đến người liền tính không biết người không chừng cho rằng ngươi lương phi hoặc là kim gia tưởng áp ta thịnh thân vương phủ một đầu đâu loại này sẽ hại lương phi sự tình bổn phi trăm triệu không thể làm lăng kính hiên nói nhìn như đều ở vì lương phi suy nghĩ kỳ thật căn bản là ở trào phúng nàng không biết tự lượng sức mình, một cái hoàng đế phi tử nhà mẹ để còn tưởng bò đến thịnh thân vương trên đầu, tương lai nếu bọn nhỏ thật thành thân, hắn nhìn thấy nàng có phải hay không còn phải cho nàng hành lễ. Thật không biết nàng từ đâu ra tự tin, dám làm trò nhiều người như vậy mặc nói ra, bạch mù hắn vừa rồi còn thầm than nàng tâm cơ trọng. Chỉ cần bọn nhỏ nhân duyên hảo, bối phận cái loại này đồ vật có cái gì quan trọng? Vương Phi quá mức cổ hủ đã sớm dự đoán được hắn sẽ lấy bối phận nói sự, Lương Phi ra vẻ kiệt ngạo, một bộ khắp thiên hạ chỉ có nàng cháu gái có thể xứng với tiểu bao tử nhóm bộ dáng, không ít người đều thầm mắng nàng tâm cơ trọng, không có chất nữ, cư nhiên lấy cháu gái nói chuyện này, còn tưởng cường đưa cho thịnh thân Vương Phi, thật là không biết xấu hổ, nề hài nhân gia phân vị sau các nàng cao, các nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn là được. Lương Phi lời này sai rồi, thành quốc nãi lễ nghi chi bang, bối phận chính là phân chia tôn ti quan trọng hành vi thường ngày, nếu liền bối phận đều không quan trọng, thiên hạ chẳng phải là muốn lộn xộn. Nhân duyên được không bổn phi không biết, bối phận tuyệt đối không thể loạn, lương phi nếu thật có lòng nên nói cái thích hợp, về sau loại người này lương phi vẫn là đừng nói nữa, ta thịnh thân vương phủ ném không dậy nổi người này. Tưởng mượn sức bọn họ đồng thời còn áp bọn họ một đầu, nào có như vậy tiện nghi sự tình, cái này lương phi trong đầu là trang phân người sao? Người đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần nghịch nàng hảo ý, lương phi không cấm thẹn quá thành giận. ngay sau đó thực mau lại áp xuống đầy ngập khó chịu, cứng đờ cười nói: nếu vương phi như thế để ý bối phận, bổn cung cũng liền không bắt buộc. về sau có thích hợp, bổn cung lại cấp tiểu thế tử nhóm hòa giải hòa giải. hiện giờ thịnh thân vương thế đại, tuy rằng vương phi cùng hoàng hậu quan hệ cá nhân không tồi, nhưng thịnh thân vương trước sau không tỏ thái độ duy trì cái nào hoàng tử thượng vị, nếu không có vì ngũ hoàng tử nàng lại như thế nào bỏ được đem điều động nội bộ con dâu nhường cho nàng. Không biết tốt xấu nông phu, vận nhi chính là kim gia tỉ mỹ bồi dưỡng đích nữ, tương lai là phải làm hoàng hậu, hắn cư nhiên còn dám ghét bỏ, thật đương con hắn là kim ngật đáp không thành. Vẫn là tính, lương phi liền bối phận đều chẳng phân biệt, lần này là đem cháu gái nói cho bổn phi, lần sau không chừng là chắc gái, lương phi có người tốt tuyển vẫn là để lại cho ngũ hoàng tử đi, bổn phi con dâu không cần sinh ra kim quý cũng không cần cầm kỳ thư hòa mọi thứ tinh thông, chỉ cần thế tử cùng quận vương nhóm chính mình thích liền hảo, nam nữ không câu nệ. Ngu ngốc đều nghe được ra tới Lương Phi cuối cùng nói chính là lời khách sáo, nhưng Lăng Kính Hiên lại cố ý cho nàng thật sự, một phen lời nói đã bẩn thiểu Lương Phi, lại một lần ghét bỏ nàng khen không dứt miệng cháu gái, lời này nếu là truyền đi ra ngoài, không quan tâm nàng cái kia cháu gái có phải hay không đúng như hắn nói như vậy hảo, về sau chỉ sợ đều không hảo tìm được tốt nhà chồng không ít người đều ám sản trong lòng, Lương Phi tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch, sở Vân Hàn đúng lúc mà nói, hảo, tiểu thế tử cùng tiểu quận vương việc hôn nhân há là Vương Phi một người có thể làm chủ. Các ngươi cũng đừng làm khó dễ Vương Phi. Cái này đề tài tốt nhất là đình chỉ, những người này gia nữ tử, tiểu văn tiểu võ không thể cưới. Đúng vậy Lương Phi, ngươi cho rằng thịnh thân Vương Phủ cùng các ngươi kim gia giống nhau, hai tử lớn liền tuyển không đến hảo nhà chồng chỉ cần người tiểu thế tử tưởng không chừng nhiều ít tiểu cô nương muốn gả cho hắn đâu nguyên bản chuyện này ở chỗ này nên kết thúc không nghĩ tới một cái khác càng tuổi trẻ yêu mị nữ nhân lại đem đề tài kéo lại nàng chính là lục hoàng tử mẫu phi hàm tần nói được giống như ngươi tiền gia liền so với ta kim gia hảo giống nhau lương phi giận không thể nghĩ rồi lại không thể ở chỗ này phát tác chỉ có thể biểu môi công toan trở về khí thế khó tránh khỏi có điểm không bằng người hàm tần che miệng cười khẽ ít nhất tần thiếp không có đem cháu gái đưa cho tiểu thế tử tâm tư a à. lương phi tỷ tỷ hà tất thẹn quá thành giận tần thiếp bất quá là ăn ngay nói thật thôi phóng nhãn đương kim thiên hạ có mấy hộ nhà nữ tử có thể xứng đôi thình thân vương phủ tiểu thế tử kim gia vừa không là công huân cũng không phải thế tộc liền tính là đích trưởng nữ xứng tiểu thế tử đều quá sức huống chi là trưởng tôn nữ lương phi tỷ tỷ không thể nghi ngờ là tự trước lấy nhục như thế nào có thể oán tần thiếp đâu. Hàm tần vừa nói vừa nhằm chán thưởng thức trên tay ngọc ban chỉ, không thể nói một chút mặt mũi đều không lưu, một cái phân vị so lương phi thấp như vậy nhiều phi tần, lá gan không thể nói không lớn, lăng kính hiên mang cười con ngươi quét qua đi, cái này hàm tần thực sự có điểm nhi ý tứ A, hậu cung có thể sống sót nữ nhân đều không phải ngu xuẩn, nàng nếu không phải tưởng cùng hắn kỳ hảo, chính là sau lưng có chỗ dựa, mà hiện giờ phân vị so với hắn cao, lại có thể làm hắn chỗ dựa, trừ bỏ vân. Hàng cùng hiền phi, cùng với rõ ràng không có khả năng lương phi, dư lại cũng chỉ có hai cái quý phi, nàng rốt cuộc là thuộc về nào một loại, lại là ai nanh vuốt đâu. Đường đường phi tần, lại có nhi tử bàn thân, lại vẫn là cam tâm tình nguyện làm người nanh vuốt, trong tay đối phương chỉ sợ nắm nàng trí mạng nhược điểm đi. Hàm tần Lương phi một cái tác chụp ở ghế dựa trên tay viện, gần như là nghiến răng nghiến lợi rống ra tới, trừng mắt nàng hai mắt liền cùng tôi đọc giống nhau hàm tần lại là không đau không ngứa vẫn như cái tôi ngày xưa phản phất những lời này đó nàng thật là thực sự cầu thị giống nhau ở đây không ít người đều âm thầm phỏng đoán hàm tần dụng ý đã từng nàng tính tình thật là trương dương ương ngạnh không có sai nhưng từ bị hàn đến tầng vì sau nàng đã thu liễm rất nhiều không nên là như thế mới đúng lương phi hàm tần bổn cung phúc khánh cung không phải cho các ngươi đấu võ mồm địa phương muốn xảo nói hồi các ngươi chính mình tẩm cung đi. Lại làm cho bọn họ nháo đi xuống, không chừng nháo thành cái dạng gì, sở vân hàng sắc mặt trầm xuống, quyết đoán ra tay, lương phi hàm tận thấy thế, song song đứng dậy hành lễ, thần thiếp, tần thiếp, biết sai rồi. Mặc dù có lại nhiều không cam lòng, bọn họ cũng không thể không cúi đầu, khó trách hậu cung người đều tưởng ngồi trên hậu vị. Hết chương 396, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha